Đồ thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 1781, để cho bọn họ trở thành con rối. Tại Long Vạn Đào lời nói truyền vào Diệp Thần Phong trong tai lúc, được Diệp Thần Phong đẩy lui năm bước ngũ hồn đông, toàn thân hắn mỗi một tấc trên da đều khắc họa trận pháp, hắn đối với trận pháp cuồng nhiệt không người có thể so sánh, hắn khắc đầy toàn thân trận pháp chính là không giống phòng ngự trận cùng công kích trận ngũ hồn đông sắp sửa từ trong cổ họng tuôn ra tiên huyết trực tiếp nuốt xuống bụng bên trong con mắt của hắn âm trầm cực kỳ ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm diệp thần phong hai cánh tay run lên trong cơ thể linh khí phun trào trên người các loại bất đồng phòng ngự trận cùng công kích trận đều lóe lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt ở trên người trận pháp vận chuyển lại đồng thời ngũ hồn đông không chút do dự lần thứ hai hướng về diệp thần phong lao đi trên người hắn tản mát ra thật khí thế so với vừa nãy cường hãn thượng rất nhiều chỉ là trong chớp mắt, ngũ hồn đông liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước người, hắn phẫn nộ quát tiểu tử, ta ngũ hồn đông làm sao có khả năng về mặt sức mạnh thua người đây. Trợn mắt chừng chừng ngũ hồn đông, hắn nắm tay phải lần thứ hai vung ra, nắm đấm thật khí thế kinh người cực kỳ, cho người một loại yếu phá tan sóng lớn vạn sóng, phá khai thiên địa cảm giác. Mà ở ngũ hồn đông vung quyền trong nháy mắt, trên người của hắn công kích trận pháp, lóe lên ánh sáng lập ngựa sáng ngời lên, công kích trận pháp trong nháy mắt để ngũ hồn đông sức mạnh nhanh chóng tăng trưởng diệp thần phong căn bản đến không kịp né tránh rồi. Hắn chỉ có thể trước mặt mà lên, con người có một chút nghiêm nghị, trong cơ thể linh khí bốc lên, nắm đấm phải của hắn cũng vung ra ngoài. Oanh! Lần này, hai quyền lẫn nhau đụng vào trong nháy mắt. Ngũ hồn đông trên người các loại phòng ngự trận lóe lên ánh sáng cũng sáng ngời lên, tại phòng ngự trận sáng sủa trong nháy mắt, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới phòng ngự đang không ngừng dâng lên ngũ hồn đông phòng ngự cùng công kích dựa vào trên người trận pháp tăng cường. Diệp thần phong nắm tay phải thượng ra thịt trong nháy mắt nước toát, hắn trực tiếp được đẩy lui sáu bước, nắm tay phải thượng là che kín tiên huyết, cả cánh tay phải cánh tay cũng có một chút tê dại cùng run dày. Mà ngũ hồn đông lại không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ. Diệp thần phong lông mày hoàn toàn nhanh nhíu lại, có trên người trận pháp phụ trợ, ngũ hồn đông sức chiến đấu cùng sức phòng ngự tăng lên trên diện rộng, diệp thần phong đoán chừng chỉ có lôi đình giết mới có thể giải quyết ngũ hồn đông rồi nhưng vấn đề là ngũ hồn đông sẽ cho hắn thi triển lôi đình giết thời gian sao tô băng vân cùng bạch tiểu nhu bóng người đi tới diệp thần phong bên cạnh diệp thần phong nhìn bên cạnh hai nữ nhân này để hai người bọn họ ngăn cản ngũ hồn đông chỉ sợ cũng không thể thực hiện được kế trước mắt chỉ có thể do ba người bọn hắn liên thủ chỉ cần phá hủy ngũ hồn đông trên người trận pháp như vậy ngũ hồn đông cũng sẽ bị đánh về nguyên hình rồi Tô Băng Vân mở miệng nói, "Diệp Thần Phong, ta giúp người một tay." Bạch Tiểu Nhu nhưng là kiên quyết không rời đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, Diệp Thần Phong đem sau lưng Thanh Vân kiếm cho rút ra. Tô Băng Vân một tay nâng một cái đàn cổ, bàn tay phải đặt tại cầm trên dây. Ngũ Hồn Đông kiến Diệp Thần Phong đám người tư thế, hắn quát lạnh, tựu coi như các người ba người đồng thời động thủ, các ngươi liền cho rằng có thể chiến thắng ta. Các ngươi thiếu nằm mộng ban ngày rồi ngũ hồn đông trên mặt sát ý hiện lên bóng người nhanh chóng áp sát diệp thần phong đám người cùng long vạn đào đang đối chiến nghiêm vinh ngàn hắn một mực đang chú ý tình huống ở bên này hắn vội vàng quát lên ngũ hồn đông tiểu tử kia lưu cho ta một hơi tại nghiêm vinh ngàn xem ra ngũ hồn đông nếu khởi động trên người trận pháp như vậy diệp thần phong đám người là kiên trì không được bao lâu keng 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 tại nghiêm vinh ngàn tiếng nói hạ xuống xong Tô Băng Vân tay phải năm ngón tay lập tức gảy làm ra dây đàn, người đối với Diệp Thần Phong nhanh chóng nói ra, ta biểu diễn tuyệt sát khúc, không chỉ có vốn có nhất định lực công kích, hơn nữa còn có thể đem bọn ngươi chiêu thức lực công kích tăng lên một ít, này tuyệt sát khúc tính là một loại phụ trợ khúc đàn. Tô Băng Vân linh động năm ngón tay gảy dây đàn tốc độ càng lúc càng nhanh, từ trên người nàng tản ra nhất cổ túc sát tâm ý. Sóng âm ở trong không khí tạo thành từng thanh lợi kiếm những này lợi kiếm mãnh liệt hướng về ngũ hồn đông bay đi. Này làm cho ngũ hồn đông tốc độ lập tức giảm chậm lại. Diệp thần phong trong cơ thể phượng hoàng áo nghĩa, kỳ lân áo nghĩa cùng cấp ba hỏa chi kiếm ý cũng vận chuyển. Thanh vân kiếm vung ra, thần thú phá thiên. Ba con hỏa phượng hoàng cùng ba con hỏa kỳ lân trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hung mãnh hướng về ngũ hồn đông đánh tới. Chính như Tô Băng Vân nói như vậy, tuyệt sát khúc quả nhiên là một loại phụ trợ khúc đàn, có thể theo Tô Băng Vân Ý Nguyệt, làm cho nàng bên này người chiến kỹ power tăng lên. Chỉ thấy trong sức mạnh đang nhanh chóng tràn vào ba con Hỏa Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân bên trong, chỉ là chưa đầy cái nháy mắt, Hỏa Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân hình thể liền lớn mạnh một ít. Dù sao đây là ngũ hồn đông lần thứ nhất cùng Diệp Thần Phong đám người giao thủ, vừa vận sóng âm ngưng tụ mà thành lợi kiếm, hắn có thể không để ý, thế nhưng này ba con Hỏa Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân khiến hắn cảm giác một tí ti nguy hiểm khí tức rồi. Ngũ hồn đông trên người trận pháp lấp lánh, tay phải trực tiếp bổ ra ngoài, trong cơ thể linh khí bạo đã tăng tới cực hạn, huyết hồn chém. Ngũ hồn đông bổ đi ra trên cánh tay phải huyết khí hiện lên. Một thanh khổng lồ hư ảnh màu máu đại đao xuất hiện tại giữa không trung, cái này màu máu đại đao hướng về ba con hỏa phượng hoàng cùng ba con hỏa kỳ lân chém xuống. Nhưng này chiêu thần thú phá thiên bên trong trả dung hợp tô băng vân sức mạnh, muốn so diệp thần phong đơn độc thi triển thời điểm cường hãn rất nhiều oanh một tiếng vang thật lớn chung quanh mặt đất sụp đổ đi xuống rất nhiều tuy rằng màu máu đại đao hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân đồng thời tiêu tán thế nhưng thần thú phá thiên power vẫn là so với huyết hồn chém mạnh hơn một bậc giữa âm hướng đánh vào ngũ hồn đông trên người này làm cho ngũ hồn đông trong gân mạch linh khí dòng sông bỗng nhiên dừng lại một chút không có linh khí dòng sông chống đỡ trên người của hắn trận pháp cũng trở nên ảm đạm. Mà, một bên Bạch Tiểu Nhu, người một mực tại chờ đợi giờ khắc này đến, người biết mình công kích đối ngũ hồn đông không được tác dụng quá lớn, dù sao người thực lực hôm nay mới luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, người chỉ có thể ở một bên chờ cơ hội lại động thủ. Tại ngũ hồn đông linh khí Hà Lưu đột nhiên dừng lại thời điểm, đã làm xong 10 phần chuẩn bị Bạch Tiểu Nhu, trong cơ thể nàng hàn khí phun trào, hai tay bay thẳng đến ngũ hồn đông đẩy đi ra, hoa tuyết tỏa ra. Nhất cổ cực hạn lạnh lẽo tràn vào ngũ hồn đông trong cơ thể, đối với linh khí dòng sông đột nhiên ngừng ngũ hồn đông lai nói, hắn căn bản không có ngăn trở năng lực. Hít kha a, kha a, kha a. Ngũ hồn đông quần áo trên người trong nháy mắt nát tan, từ thân thể hắn trên da phóng ra một đóa lại một đóa mỹ lệ hoa tuyết. Ngũ hồn đông trong gân mạch linh khí dòng sông chỉ là hơi chút dừng lại một chút, tại cực hạn lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông lập tức khôi phục bình thường. Ngũ hồn đông cảm thụ trong cơ thể cực hạn lạnh lẽo, hắn cảm giác có đồ vật gì muốn từ trong cơ thể mình đâm thủng mà ra, hắn muốn đem này cỗ lạnh lẽo hóa giải, đáng tiếc hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. CC, CC, CC Từng cây từng cây băng thứ từ Ngũ Hồn Đông bên trong thân thể đâm đi ra, bất quá, Ngũ Hồn Đông tuy rằng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nhưng hắn tốt xấu cũng là Niết Bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ, hắn đem phần lớn cực hạn lạnh lẽo đều hóa giải. Từ Ngũ Hồn Đông bên trong thân thể chỉ đâm ra băng thứ một cái đầu, trên người hắn che kín băng thứ phần đầu. Bởi Ngũ Hồn Đông khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều che kín trận pháp, này rất nhiều băng thứ tuy rằng chỉ đâm ra một cái đầu bộ thế nhưng những này băng thứ cũng đều là từ ngũ hồn đông trên người trong trận pháp nhô ra, này đủ để đem ngũ hồn đông trên người tất cả trận pháp đều phá hư hết. Này ngũ hồn đông thì không cách nào lại lợi dụng trên người trận pháp, hắn được diệp thần phong ba người liên hợp công kích đánh về nguyên hình. Một bên chiến đấu khó phân thắng bại long vạn đào cùng nghiêm vinh ngàn, bọn hắn một mực chú ý diệp thần phong đám người cuộc chiến bên này. Long vạn đào đang nhìn đến diệp thần phong đám người hủy diệt rồi ngũ hồn đông trên người trận pháp, trong lòng của hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn đã quyết định yếu đi theo Diệp Thần Phong rồi, hắn tuyệt đối không hy vọng Diệp Thần Phong có chuyện. Mà nghiêm vinh ngàn sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại, nếu như ngũ hồn đông được giải quyết, như vậy hắn chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này rồi. Nghiêm vinh ngàn đang trốn mở long vạn đào một chiêu sau đó hắn vẫn nộ quát, ngũ hồn đông, người đang làm gì? Lẽ nào ngươi ngay cả mấy cái này tiểu nhân vật cũng không giải quyết được sao? ngũ hồn đông vết thương trên người giữa dòng chảy ra tiên huyết bởi vừa vặn hắn biết mình bỏ lỡ thời cơ tốt nhất cho nên hắn vội vàng đem trên người mình trọng yếu vị trí toàn bộ bảo vệ tốt rồi hắn trong con ngươi dường như muốn phun ra tức giận hắn đối với nơi xa long vạn đào quát lên ta ngũ hồn đông không sẽ chết tại đây loại khiêu lương tiểu sửu trong tay tiểu tử này ta không giữ cho ngươi rồi ta xuất hiện đang quyết định yếu để ba người bọn họ đều sống không bằng chết ta muốn đem ba người bọn họ biến thành khôi lỗi của ta. chương 1782, vẫn không có ngăn cản. Nghe vậy, nghiêm vinh ngàn trên mặt giữ tận ý cười hiện lên. Long vạn đào nhưng là lập tức sắc mặt kịch biến. Diệp thần phong nghe được con dối. Cái này hai chữ, hắn lập tức nghĩ tới một ít chuyện. Lúc trước ngũ hồn đông môn dưới hai tên đệ tử thiên tài cũng là tiến vào Long Nguyên trong bí cảnh, Lúc trước Diệp Thần Phong vẫn cùng một tên trong đó gọi là Quỷ Hổ Phi người giao chiến qua, tuy nói cuối cùng Quỷ Hổ Phi đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, nhưng khi đó Diệp Thần Phong cũng là cực kỳ khó khăn mới thoát hiểm. Thân là phệ hồn tông đệ tử, Quỷ Hổ Phi hội một loại tên là phệ hồn khôi lỗi thuật chiêu thức. Muốn thi triển phệ hồn khôi lỗi thuật, nhất định muốn ở bên trong thân thể nuôi phệ hồn bò cặp ấu trùng, lấy máu tươi của mình đến nuôi nấng chúng nó phệ hồn bò cạp chính là là một loại phi thường đặc biệt yêu thú. nó hình thể so với hạt vừng còn nhỏ hơn, căn bản là khiến người ta khó lòng phòng bị. phệ hồn bò cạp yêu thích thôn vệ người tu luyện thần niệm, dùng máu tươi từ tiểu này nuôi lớn phệ hồn bò cạp. bọn hắn cùng nuôi nấng người trong lúc đó có một loại đặc thù liên hệ, nuôi nấng người có thể thông qua thủ đoạn nào đó đến khống chế phệ hồn bò cạp, do đó đến thi triển phệ hồn khôi lỗi thuật. một khi phệ hồn bò cạp tiến vào người tu luyện thức hải chúng nó liền sẽ điên cuồng nuốt trứng trong óc thần niệm, thẳng đến cuối cùng người tu luyện thức hải toàn bộ tán loạn, hoàn toàn biến thành một bộ khôi lỗi. Diệp thần phong lo lắng cũng không phải này cái gọi là phệ hồn bò cạp, lúc trước hắn và quỷ hổ phi đối chiến thời điểm, cuối cùng quỷ hổ phi đem phệ hồn bò cạp mẫu. Trùng nuốt vào trong bụng. Sau đó, quỷ hổ phi liền cùng phệ hồn bò cạp dung hợp, biến thành một loại cực kỳ cực kỳ buồn nôn đồ vật, bất quá, lúc đó quỷ hổ phi sức chiến đấu lại cực hạn tăng lên lúc đó diệp thần phong suýt chút nữa liền đã bị chết ở tại quỷ hổ phi trong tay cầm trong tay thanh vân kiếm diệp thần phong ánh mắt của hắn hết sức nghiêm nghị một bên tô băng vân đồng dạng là liên tưởng đến vệ hồn khôi lỗi thuật một chiêu này tại tô băng vân muốn nhắc nhở diệp thần phong thời điểm chỉ thấy ngũ hồn đông hắn cánh tay phải nhanh chóng vung lên lít nha lít nhít mười mấy màu đỏ mảnh điểm sáng nhỏ liền hướng diệp thần phong đám người kéo tới rồi hiện tại Diệp Thần Phong cân nhắc không được nhiều như vậy, hắn đem Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu ngăn ở phía sau, trong biển ý thức của hắn nắm giữ cửu thiên huyền lôi, hắn nhưng cũng không e ngại phệ hồn bò cạp, nhưng Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu nhưng không giống nhau. Diệp Thần Phong căn bản không có cho Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu cơ hội cự tuyệt, cái kia mười mấy điểm sáng màu đỏ tốc độ phi thường nhanh. Tại Diệp Thần Phong ngăn cản bên dưới, mười mấy điểm sáng màu đỏ một mạch trào vào Diệp Thần Phong trong óc, Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu được Diệp Thần Phong thật chặt bảo hộ ở phía sau. Ngũ hồn đông nhìn thấy Diệp Thần Phong này các loại cử động, hắn cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái si. Tình, loại, bất quá, có một mình ngươi làm khôi lỗi của ta, ta cũng thỏa mãn rồi, đây là ta bồi dưỡng ra được vệ hồn con rết. Trên đất huyền giới cũng chỉ có ta có thể bồi dưỡng được vệ hồn con dết đến, Diệp Thần Phong cảm thụ thức hải của mình, tiến vào trong biển ý thức của hắn mười mấy điểm sáng màu đỏ. Giờ khắc này, tại Diệp Thần Phong kiểm tra dưới, những này điểm sáng màu đỏ đích thật là từng con từng con hình thể cực kỳ nhỏ bé con rết màu đỏ. Lão Hắc Giang vận thiên thanh âm tại trong đầu vang lên, tiểu tử, không nghĩ tới địa huyền giới còn có người có thể bồi dưỡng được phệ hồn con rết. Này phệ hồn con rết power muốn so phệ hồn bò cặp mạnh hơn rất nhiều lần, bất quá, hắn xui xẻo nhất chính là gặp ngươi, coi như là phệ hồn con rết, chúng nó cũng là không chống đỡ được trong biển ý thức của ngươi cửu thiên huyền lôi. Cùng nghiêm vinh ngàn tại giao chiến long vạn đào, hắn chân mày cao lại, hắn quát lên, ngũ hồn đông, ngươi đem ta thiếu chủ thức hải phệ hồn con rết lấy ra, bằng không ta long vạn đào nhất định cho ngươi chết không toàn thây. Nghiêm vinh ngàn trận chiến kỹ liên tiếp thi triển, hắn khinh thường nói, long vạn đào, người bây giờ đối thủ là ta, mà ngươi thiếu chủ nhất định sẽ trở thành một bộ khôi lỗi. Ngũ hồn đông có chứa nụ cười ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, quát lên tiểu tử, người hiện tại hối hận đi nha. Đáng tiếc này này hết thảy đều đã chậm, về sau ngươi liền an tâm trở thành khôi lỗi của ta, thay ta đi giết người đi. Ngũ hồn đông cũng không biết lúc trước Diệp Thần Phong tại Long Nguyên trong bí cảnh, cùng môn hạ của hắn đệ tử quỷ hổ phi đối chiến sự tình. Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu ánh mắt lo lắng nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cảm thụ trong óc mấy chục con đang điên cuồng cắn nuốt hắn thần niệm phệ hồn con rết, hắn thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi đột nhiên lóe lên ánh chấp, màu đỏ lôi điện tại trong biển ý thức của hắn tốc biến. Một con này chỉ là phệ hồn con rết căn bản không chống đỡ được cửu thiên huyền lôi, nhanh chóng phai mở ở Diệp Thần Phong trong óc. Bởi phệ hồn con rết cùng ngũ hồn đông trong lúc đó có liên hệ nào đó, nếu như phệ hồn con rết chết rồi, như vậy ngũ hồn đông cũng sẽ bị một ảnh hưởng nhất định. Chỉ thấy nguyên bản mang theo nụ cười ngũ hồn đông, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hơn nữa sắc mặt của hắn tại càng ngày càng tái nhợt. Tại mấy chục con phệ hồn con rết toàn bộ phai mờ tại diệp thần phong trong óc thời điểm. Phốc, một tiếng, ngũ hồn đông trong miệng trực tiếp phun suốt một ngụm máu tươi, trong miệng hắn thở dốc nói, ngươi, ngươi, này, điều này sao có thể ta trăm cây nghìn đắng bồi dưỡng phệ hồn con rết, chúng nó toàn bộ đã bị chết ở tại trong biển ý thức của ngươi. Tại phệ hồn con rết toàn bộ sau khi chết, Diệp Thần Phong không để ý đến trong khiếp sợ ngũ hồn đông, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về ngũ hồn đông lao đi, hắn tuyệt đối không thể để ngũ hồn đông cùng phệ hồn con rết dung hợp. Phải biết này phệ hồn con rết muốn so phệ hồn bò cạp lợi hại rất nhiều, nếu như ngũ hồn đông cùng phệ hồn con rết dung hợp, như vậy Diệp Thần Phong bọn hắn thật có thể nguy hiểm diệp thần phong trong cơ thể thập giai bất khuất kiếm ý vận chuyển trên người kiếm ý tăng vọt thanh vân kiếm vung ra một đạo cửa đại màu nâu kiếm khí trong nháy mắt ở trong không khí ngưng tụ ngũ hồn đông nhìn xem hướng chính mình kéo tới hiểu rõ to lớn màu nâu kiếm khí hắn rốt cục từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại rồi hắn trong con ngươi lộ ra kinh hoàng huyết ảnh phân thân tại ngũ hồn đông chỗ đứng thượng để lại một đạo huyết sắc cái bóng ngũ hồn đông bản thân được di chuyển tức thời đã đến cách đó không xa địa phương, hắn là hiểm mà lại hiểm tránh qua thập giai bất khuất kiêm ý. To lớn màu nâu kiếm khí lướt qua màu máu cái bóng, toàn bộ màu máu cái bóng trong nháy mắt ở trong không khí tán loạn. Này huyết ảnh phân thân chính là là một loại chạy trốn pháp môn, yêu cầu tiêu hao trong cơ thể mình sinh cơ, nói cách khác là yêu cầu tiêu hao tuổi thọ mới có thể thi triển, hơn nữa trong vòng một ngày chỉ có thể thi triển một lần, Giáng dấp cực kỳ chật vật ngũ hồn đông, hắn trong con người tràn ngập lửa giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị Diệp Thần Phong bước đến trình độ như thế. Xa xa long vạn đào cùng nghiêm vinh ngàn, bọn hắn tạm thời cũng dừng tay, từ Diệp Thần Phong đem trong biển ý thức của chính mình vệ hồn con giết toàn bộ phai mờ, lại tới Diệp Thần Phong đột nhiên công kích, suýt chút nữa thật sự giải quyết xong ngũ hồn đông, này một dãy chuyện đều phát sinh ở mấy giây bên trong, có vẻ là kinh tâm động phách như thế long vạn đào cùng nghiêm vinh ngàn hai người này bọn họ đều là người trong ma đạo hắn hiểu được vệ hồn con rết lợi hại nếu như trong biển ý thức của bọn họ tiến vào mấy chục con vệ hồn con rết như vậy e sợ hậu quả cũng sẽ phi thường nghiêm trọng nhưng diệp thần phong lại đem mấy chục con vệ hồn con rết toàn bộ cho giết chết tô băng vân cùng bạch tiểu nhu trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục ngũ hồn đông biết mình không đường có thể lui bây giờ trên người trận pháp bị phá hỏng rồi vệ hồn con rết cũng đúng Diệp Thần Phong không có tác dụng, mà nghiêm vinh ngàn cũng không cách nào đến trợ giúp hắn, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, hắn rất có thể sẽ chết ở Diệp Thần Phong trong tay bọn họ. Ngũ hồn đông biết mình không thể do dự nữa. Diệp Thần Phong thấy không có thể đánh gục ngũ hồn đông, hắn lập tức rồi hướng ngũ hồn đông triển khai công kích. Nhưng mà, ngũ hồn đông trong tay lại xuất hiện một chỉ to bằng bàn tay con rết màu đỏ, này con rết hình thể có thể thu nhỏ lại, cũng có thể phóng to lớn nhất có thể đạt đến cùng thân thể của con người bình thường này chính là phệ hồn con giết mẫu trùng này mẫu trùng trong nháy mắt thu nhỏ lại đã đến to bằng móng tay ngũ hồn đông không chút do so dự đem hắn nuốt vào trong bụng hóa thú chính là muốn lần nữa giải quyết ngũ hồn đông diệp thần phong hắn nhìn thấy ngũ hồn đông nuốt một con ngô công hắn biết tự vẫn là đã chậm một bước từ ngũ hồn đông trên người trượt bộc phát ra nhất cổ khí thế kinh người Luồng khí thế này đem Diệp Thần Phong đẩy lui bảy bước. Mà ngũ hồn đông thân thể cũng hoàn toàn xảy ra biến dị. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới ra thịt toàn bộ nứt toác ra, thân trong nháy mắt trở nên máu me đầm đìa. Cánh tay cùng bắp đùi dĩ nhiên tự chủ đoạn nứt ra. Từng khối từng khối con rết xác từ ngũ hồn đông vết thương trên người bên trong đâm đi ra, rất nhanh ngũ hồn đông đã bị con rết màu đỏ xác bao trùm lại rồi đầu của hắn cũng che chùm lên con rết xác bên trong chỉ lộ ra hai con đỏ như máu con mắt cực kỳ buồn nôn ngũ hồn đông hắn nằm nhoài tại trên mặt đất khi hắn hai bên còn có một chỉ chỉ là bàn chân nhỏ này con rết lại được gọi là trăm chân trùng hắn hai bên rất nhiều bàn chân nhỏ linh hoạt nhúc nhích diệp thần phong nhìn thấy cùng phệ hồn con rết triệt để dung hợp ngũ hồn đông hắn chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi Cuối cùng hắn vẫn không có có thể ngăn cản ngũ hồn đông cùng phệ hồn con rết dung hợp. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1783, bí thuật cường hãn. Một cái màu đỏ rết khổng lồ nằm nhoài tại trên mặt đất. Một khi thi triển hóa thú, sẽ vĩnh viễn duy trì tại loại này buồn nôn trạng thái dưới, nói cách khác ngũ hồn đông vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục dáng dấp ban đầu rồi biến thành một cái con rết màu đỏ ngũ hồn đông bởi cùng vệ hồn con rết máu trùng dung hợp hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tư duy trong đầu càng nhiều hơn chính là yêu thú hung tàn bản tính ngũ hồn đông con ngươi màu đỏ ngòm chăm chú nhìn diệp thần phong trong cổ họng hắn phát ra trầm muộn âm thanh là ngươi để cho ta biến thành bộ dáng này ta muốn đem ngươi thịt trên người từng khối từng khối cắn xuống đến ta muốn ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi ngũ hồn đông trên người khí thế tăng vọt hoàn toàn hóa thú về sau ngũ hồn đông hắn khắp mọi mặt năng lực đều tăng lên trên diện rộng đã đến trong không khí cái bóng màu đỏ chợt lóe lên ngũ hồn đông thân ảnh bay thẳng đến diệp thần phong lướt đi qua tốc độ cực kỳ cực kỳ vừa vặn được ngũ hồn đông hóa thú thật khí thế đẩy lui diệp thần phong tay phải hắn bên trong nắm chặt thanh vân kiếm hắn nhanh chóng đem thanh vân kiếm chắn trước mặt chính mình ầm um, một tiếng cái bóng màu đỏ trực tiếp đánh vào thanh vân kiếm bên trên, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy từ trên thân kiếm chuyển đến nhất cổ cực hạn trọng lực, chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại, thậm chí là nắm chuôi kiếm năm ngón tay cũng không nhịn buông lỏng ra. Chỉnh thanh thanh vân kiếm nhất thời thoát ly Diệp Thần Phong thủ trưởng, hóa thú sau ngũ hồn đông, sức mạnh của hắn quả nhiên không giống người thường. Biến thành con rết ngũ hồn đông hắn tại đem thanh vân kiếm đánh bay sau đó hắn mở ra chính mình cái kia cái miệng lớn như chậu máu nhất cổ mùi hôi thối từ trong miệng của hắn phát ra hắn nỗ lực muốn một cái đem diệp thần phong đầu nuốt vào trong miệng diệp thần phong hai tay của lập tức dò ra hai tay của hắn chặn lại ngũ hồn đông cái miệng lớn như chậu máu ngũ hồn đông trong miệng sắc bén trong nháy mắt đem diệp thần phong thủ trưởng cho đâm rách nhất cổ nọc độc thông qua vết thương chảy vào diệp thần phong bên trong thân thể Diệp Thần Phong hiện tại khẳng định biến thành con rết ngũ hồn đông, miệng của hắn có thể phân bố xuất kịch. Độc, Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu thấy thế, các nàng lập lập tức chạy tới trợ giúp Diệp Thần Phong rồi. Đáng tiếc, biến thành màu đỏ rết khổng lồ ngũ hồn đông, hắn phần sau đoạn thân thể vung một cái, nhất cổ hồng sắc khí thể nhất thời phân tán tại trong không khí, nóng lòng đến đây trợ giúp Diệp Thần Phong Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu. Các nàng đem này có khí thể hút vào trong lỗ mũi sau, các nàng lập tức cảm giác được trong đầu hỗn loạn, toàn thân lập tức mất đi sức mạnh, thân thể sụi lơ ở trên mặt đất. Xa xa long vạn đào cùng nghiêm vinh ngàn hai người này, bọn hắn nhìn xem hóa thú về sau ngũ hồn đông, bọn hắn rõ ràng một khi hóa thú liền vĩnh viễn không thể khôi phục, hơn nữa hóa thú về sau ngũ hồn đông, coi như là hai người bọn họ cũng thập phần khó có thể đối phó. Có thể đem ngũ hồn đông bước đến nước này, tiểu tử này vẫn đúng là không đơn giản a hát. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể đủ đến đây chấm dứt rồi hóa thú sau ngũ hồn đông liền ngay cả ta cũng không có trăm phần trăm niềm tin tất thắng huống chi tiểu tử này tuy rằng sức chiến đấu mạnh không lời nói nhưng hắn cũng chẳng qua chỉ là một gã niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực người mà thôi nghiêm vinh ngàn là hoàn toàn yên tâm xuống long vạn đảo ánh mắt âm trầm lợi hại hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm lỡ thời gian hắn tựa như phát điên tăng lên khí thế liều lĩnh hướng về nghiêm vinh ngàn triển khai công kích hắn biết chỉ có giết nghiêm vinh ngàn hắn mới có thời gian đi trợ giúp diệp thần phong hai tay chăm chú chặn lại ngũ hồn đông cái miệng lớn như chậu máu diệp thần phong hắn cảm giác từ ngũ hồn đông cái miệng lớn như chậu máu có lực lượng truyền đến từ trên đó hắn cảm giác không ngừng tiến vào trong cơ thể mình độc tố cũng may diệp thần phong trong cơ thể ủng có thần huyết hắn chính là bách độc bất xâm nghĩ muốn đối phó hóa thú về sau ngũ hồn đông, trừ phi là thi triển lôi đình giết, nhưng tô băng vân cùng bạch tiểu nhu đều trúng độc mất đi sức chiến đấu rồi, coi như là không có trúng độc, yếu để hai người bọn họ tạm thời kéo dài ở giờ phút này ngũ hồn đông, cái này cũng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. diệp thần phong trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hắn lập tức làm ra một bộ trúng độc dáng dấp đến, hắn để sắc mặt mình trở nên càng ngày càng trắng xanh, hắn cố ý thở hổn hển. Tại ngũ hồn đông con rết đầu dùng sức hướng phía trước đỉnh đầu thời điểm, sắc mặt tái nhật diệp thần phong, hắn thuận thế bay ngược ra ngoài, hơn nữa thân thể vừa vặn ngã xuống thanh vân kiếm bên cạnh, chỉ cần hắn đưa tay là có thể đem thanh vân kiếm nắm tại trong bàn tay. Ngũ hồn đông nhìn xem ngã trên mặt đất, trên mặt không có chút hồng hào, thậm chí ngay cả sức chiến đấu đều mất đi diệp thần phong, âm trầm âm thanh lần thứ hai từ cổ họng của hắn bên trong phát ra, Miệng ta trong độc tố coi như là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cao thủ, cũng đồng dạng là hóa giải không được. Huống chi chỉ là ngươi cái khu vực này khu niết bàn cảnh nhị trọng thiên tiểu tử, ngươi chờ được rồi, ta sẽ không để cho ngươi chết quá ung dung, ta muốn để ngươi xem ta đem thịt của ngươi từng khối từng khối nuốt vào bụng bên trong. Biến thành con rết ngũ hồn đông bò tới Diệp Thần Phong trước mặt, mà co quắp ngồi dưới đất không phát đứng lên Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu. Hai người bọn họ liều mạng muốn nỗ lực từ dưới đất đứng lên, nhưng là các nàng làm hết thảy đều là uổng công vô ích. Ngũ Hồn Đông, ngươi dừng tay cho ta." Cùng Nghiêm Vinh Ngàn đang giao chiến Long Vạn Đào, hắn phẫn nộ quát. Nghiêm Vinh Ngàn nhân cơ hội một trưởng hung mãnh vỗ vào Long Vạn Đào ngực. Long Vạn Đào ngực nhất thời tuôn ra một đám mưa máu, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Nghiêm Vinh Ngàn cười lạnh nói, "Ở trong chiến đấu phân tâm đây cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc, người nói người vị thiếu chủ này, hắn sẽ được ngũ hồn đông chia làm mấy cái nuốt vào bụng bên trong. Biến thành màu đỏ rét khổng lồ ngũ hồn đông, hắn đã đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, trong cổ họng hắn trầm muộn âm thanh âm vang lên, ta liền đến trước ăn tươi ngươi hai cái chân đi. Ta muốn máu thịt của ngươi khẳng định phi thường mỹ vị. Nhìn xem cực kỳ hư nhược Diệp Thần Phong, ngũ hồn đông cái miệng lớn như chậu máu hướng về Diệp Thần Phong chân phải cắn, Diệp Đại Ca, Diệp Thần Phong. Cách đó không xa Bạch Tiểu Nhu cùng Tô Băng Vân không khỏi khẽ kêu, trên mặt tràn đầy vô cùng lo lắng. Mà chính lúc ngũ hồn đông cái miệng lớn như chậu máu vô hạn tiếp cận Diệp Thần Phong chân phải lúc. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt Diệp Thần Phong, sắc mặt của hắn triệt để khôi phục bình thường, hắn nhanh chóng nắm chặt rồi một bên thanh vân kiếm, trong cơ thể khí thế tăng lên tới cao nhất, thập dai bất khuất kiếm ý vận chuyển. Thanh Vân kiếm được kiếm ý cho bao phủ lại rồi, Thanh Vân kiếm bay thẳng đến ngũ hồn đông con rết đầu đâm đi xuống. Ngũ hồn đông ngược lại cũng không phải ngồi không, hắn ngay đầu tiên cảm thấy nguy hiểm, đầu của hắn nhanh chóng phiến diện. Xì xì, một tiếng, Thanh Vân kiếm đâm vào ngũ hồn đông nửa bên trái trong não. Bởi ngũ hồn đông phản ứng quá nhanh rồi, không thể đem ngũ hồn đông đầu cho đâm cái đối xuyên. Đầu bị đâm trúng, Ngũ Hồn Đông thân ảnh lập tức lui về phía sau, cổ họng của hắn bên trong phát ra thống khổ tiếng gào, con rết thân thể không ngừng cuộn tròn. Hắn đem thanh Vân kiếm cho vứt ra ở trong đầu của chính mình, một chút tiên huyết cùng óc từ đầu hắn thượng trong vết thương tràn ra. Bất quá, hóa thú sau Ngũ Hồn Đông sinh mệnh lực của hắn cực kỳ ngoan cường, hắn không có chết tại đây một kiếm bên dưới. Ngươi dĩ nhiên không có chúng độc, ta lại một lần được ngươi đùa bỡn, đã như vậy ta liền trước ăn tươi người hai nữ nhân ta muốn cho người rõ ràng thống khổ tư vị đem trên đầu thanh vân kiếm bỏ rơi sau đó ngũ hồn đông rõ ràng bay thẳng đến tô băng vân cùng bạch tiểu nhu tránh đi rồi diệp thần phong thấy thế thân thể của hắn lập tức lăng không mà lên hắn muốn ngăn cản lại ngũ hồn đông ngũ hồn đông tại phát hiện diệp thần phong xuất hiện tại của mình bầu trời sau đó thân ảnh của hắn nhất chuyển biến hắn bay thẳng đến giữa bầu trời diệp thần phong đánh tới công kích tô băng vân cùng bạch tiểu nhu chỉ là một cái ngụy trang mà thôi hắn yếu công kích người hay là diệp thần phong hắn chỉ lo diệp thần phong lại giở trò cho nên hắn trước hết để cho diệp thần phong tự loạn trận cước từ cấp diệp thần phong phát ra sinh tử một đòn ngũ hồn đông giống như một đạo huyết bóng phóng lên trời ngũ hồn đông bên trong thân thể của hắn thật khí thế dâng trào cực kỳ bồn máu của hắn miệng lớn trương cực kỳ to lớn chỉ sợ là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cao thủ được giờ phút này ngũ hồn đông đánh tới, cũng chỉ có là một con đường chết. Tiểu tử này là chắc chắn phải chết rồi, vừa vặn vẫn đúng là làm ta giật cả mình. Nghiêm vinh ngàn đang cùng long vạn đào chạm nhau một trường sau đó hắn lạnh nhạt cười nói. Trên bầu trời diệp thần phong, hắn nhìn xem hướng về chính mình vò tới cái bóng màu đỏ. Cảm thụ ẩn chứa trong đó cực hạn khí thế, hắn căn bản không kịp thi triển lôi đình giết, tuy nói hắn có bất tử kim thân, Thế nhưng hắn sợ chính mình trực tiếp đi đời nhà ma, thậm chí ngay cả thi triển bất tử kim thân cơ hội cũng không có. Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên nghĩ tới Long Thần Phiên Thiên Ấn. Trước đó hắn tại một chỗ trong rừng cây thời điểm, hắn đã là từng dùng tới một lần rồi, lúc ấy tuy nhiên chưa hề hoàn toàn triển khai ra, nhưng thời điểm này Diệp Thần Phong không có lựa chọn nào khác rồi. Diệp Thần Phong bàn tay kết ấn, trong không khí lập tức trưởng ấn liên tục nhanh chóng tiếp cận diệp thần phong ngũ hồn đông trong miệng hắn âm trầm âm thanh âm vang lên không nên đang lãng phí sức mạnh người không có còn sống khả năng nhưng mà tại ngũ hồn đông tiếng nói hạ xuống xong diệp thần phong bàn tay phải xoay chuyển tốc độ càng tăng nhanh hơn rồi ở trong không khí là ngay cả liên kết ấn diệp thần phong bốn phía không gian đột nhiên vặn vẹo lên hắn cảm giác trong cơ thể mình linh khí đang nhanh chóng bị rút khô diệp thần phong cắn chặt hàm răng hắn lần này nhất định phải đem long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn cho triển khai ra một cổ kinh khủng uy năng tại diệp thần phong bàn tay phải thượng sôi trào lông mày nhíu thật chặt môi mím môi thật chặt trên trán không ngừng bốc lên suốt mồ hôi hột diệp thần phong trong cổ họng khàn cả giọng giống một tiếng a hát bàn tay phải đánh ra long thần phiên thiên ấn một ấn nhưng phiên hải không gian chung quanh bạo động lên khủng bố uy năng ở trong không khí tùy ý làm bậy. Một đạo cự đại bàn tay màu trắng ấn ngưng tụ mà thành, hướng về phóng lên trời ngũ hồn đông vỗ xuống đi. Lập tức muốn tiếp cận diệp thần phong ngũ hồn đông. Hắn trong mắt màu đỏ ngòm trong tràn đầy khó mà tin nổi, khủng hoảng ở hai mắt của hắn bên trong không ngừng tràn ngập, cảm thụ cự đại thủ trưởng ấn bên trong khủng bố uy năng, hắn quát không thể, đây tuyệt đối không thể, đây là cái gì chiến kỹ tại sao có thể có như vậy chiến kỹ? Tại bàn tay khổng lồ ấn dưới, ngũ hồn đông liền năng lực chống cự cũng không có, trực tiếp được giấu bàn tay hướng về trên mặt đất vỗ xuống đi. ầm um, một tiếng, mặt đất một trận lay động, trong không khí là bụi đất tung bay. chương 1784, trong ứng ngoài hợp, huyễn cảnh rừng rậm lối vào. Hoàn chỉnh thi triển ra long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn diệp thần phong do ở trong cơ thể linh khí được hầu như toàn bộ rút khô thân ảnh của hắn cũng từ bầu trời bên trong hướng về trên mặt đất rơi xuống ở cái này đi xuống rơi trong quá trình diệp thần phong lập tức nuốt mấy viên bổ linh đan tại thân thể hắn sắp mất rơi xuống mặt đất thời điểm trong cơ thể hắn hơi khôi phục một ít linh khí đem trong cơ thể khôi phục cực nhỏ linh khí tập trung trên bàn tay bàn tay chống đất diệp thần phong chỉnh cái thân thể của con người vững vàng nằm ở trên mặt đất trong không khí bụi bặm đã từ từ tản đi rồi, chỉ thấy mặt đất thường xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tại hố sâu bên trong, biến thành con rết ngũ hồn đông, thân thể của hắn không nhúc nhích nằm ở trong đó. Ngũ hồn đông trên người con rết xác toàn bộ nát tan nứt ra, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng có chút được đè ép rồi, tiên huyết không ngừng từ hắn vỡ vụn trong vết thương tràn ra. Ngũ hồn đông cái kia con mắt đỏ ngầu mờ đi, vì vì trường hợp cái miệng lớn như chậu máu, hắn là có vẻ thoi thóp một hơi. Ngũ hồn đông căn bản nhúc nhích không được mảy may rồi, hắn cũng không khống chế được thân thể của mình, hắn cảm giác trong cơ thể sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng, trong đầu nhớ lại vừa vặn diệp thần phong một trường kia, hắn trong con người sợ hãi liền lần nữa hiện lên, chỉ là một cái niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tiểu tử, làm sao có khả năng sử dụng tới lợi hại như vậy chiến kỹ đến chẳng lẽ là thiên cấp thượng phẩm chiến kỹ hay sao diệp thần phong đem nuốt vào bụng trong bổ linh đan hấp thu sau hắn tối thiểu khôi phục năng lực hoạt động hắn đi tới hố sâu bên nhìn xem trong đó thoi thóp một hơi ngũ hồn đông hắn nói ra rất xin lỗi hôm nay người phải chết là ngươi mà không phải ta ngũ hồn đông trường hợp cái miệng lớn như trậu máu bên trong không ngừng có tiên huyết tràn ra tới trong cổ họng hắn phát ra thanh âm trầm thấp ta không cam lòng ta ngũ hồn đông không cam lòng a hát. Ta làm sao có thể sẽ chết ở loại người như ngươi trên tay. Ngũ hồn đông huyết con mắt màu đỏ dừng lại, hắn mắt mở thật to, trường hợp cái miệng lớn như chậu máu cũng cứng ngắc ở. Từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ một tia sinh cơ rồi. Nhìn xem hoàn toàn đã chết đi ngũ hồn đông, Diệp thần phong nhớ lại vừa vặn thi triển long thần phiên thiên ấn. Hắn vừa nãy chỉ là cực kỳ miễn cưỡng thi triển ra đệ nhất ấn, căn bản không có đem đệ nhất ấn tinh tủy cho phát huy ra. Không nghĩ tới chỉ là miễn cưỡng thi triển long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn liền có cỡ này uy lực. Phải biết này long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn, chỉ thuộc về nhất tinh bí pháp phạm trù. Một bên có quắc ngồi ở trên mặt đất bạch tiểu nhu, nàng nhìn thấy của mình diệp đại ca bình an vô sự. Khóe miệng nàng hiện lên một vệt nụ cười. Tô băng vân nhưng là lần thứ hai lâm vào trong kinh ngạc người nhớ rõ trước đó tại trong rừng cây, Diệp Thần Phong cũng từng dùng tới một chiêu này, bất quá, không có đem một chiêu này cho hoàn toàn triển khai ra, người tuyệt đối không ngờ rằng một chiêu này power có thể trực tiếp miểu sát hóa thú ngũ hồn đông. Về phần xa xa long vạn đào cùng nghiêm vinh ngàn, hai người bọn họ mặt đối mặt cách xa nhau 5 mét, ánh mắt của bọn họ tập trung vào trong hố sâu, vừa vặn liền ngay cả long vạn đào cũng cho rằng Diệp Thần Phong khó thoát khỏi cái chết rồi. Nhưng cục diện trong nháy mắt đến rồi một cái đại xoay ngược lại, cuối cùng Diệp Thần Phong không có chuyện gì, khó thoát khỏi cái chết lại là hóa thú Đâu Ngũ Hồn Đông. Long Vạn Đào cùng Nghiêm Vinh Ngàn trong lòng đều khiếp sợ vạn phần. Vừa vặn Diệp Thần Phong một chiêu kia power, bọn hắn cũng rõ ràng cảm thấy, loại kia khủng bố uy năng, bọn hắn bây giờ nghĩ lại cũng là một trận nghĩ mà sợ, đặc biệt là Nghiêm Vinh Ngàn, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ Ngũ Hồn Đông chết rồi, như vậy một mình hắn chả có thể sống rời đi sao. Tại nghiêm vinh ngàn lo lắng tính mạng của mình thời điểm. Long vạn đào cũng tỉnh táo lại, lúc này hắn là thật sự thở phào nhẹ nhõm, hắn diễu cợt nói, nghiêm vinh ngàn a hát. Nghiêm vinh ngàn, người đang cho ta gọi dầm dĩ thử xem a hát, ta long vạn đào thiếu chủ lại tại sao có thể là ngũ hồn đông như vậy người có thể đối phó được. Long vạn đào một cước bước ra, trên mặt đất đá vụn 4P, hắn lần nữa triển khai công kích. Nghiêm Vinh Ngàn đang nhìn đến ngũ hồn đông sau khi chết, này đối với hắn mà nói là đả kích khổng lồ, hắn hoang mang rối loạn mang mang ngăn cản Long Vạn Đào chiêu thức. Xa xa Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem Long Vạn Đào cùng Nghiêm Vinh Ngàn đối chiến, hắn đột nhiên quát, chớ quên, còn có ta đây. Xem chiêu đi. Nghe vậy, Nghiêm Vinh Ngàn dư quang của khóe mắt nhìn thấy đánh ra một trưởng Diệp Thần Phong, hắn hồi tưởng vừa vặn một trưởng kia uy năng, hắn bản bản năng muốn tránh né nhưng hắn đã quên chính mình trả đối mặt với Long Vạn Đào đây. Long Vạn Đào thấy nghiêm vinh ngàn phần tâm, hắn ngón trỏ tay phải nhanh chóng điểm ra, một cỗ hủy diệt chi lực khi hắn trên ngón trỏ bạo phát ra tịch diệt nhất chỉ. Trên ngón trỏ ánh sáng màu đen tốc biến, kịch liệt ánh sáng màu đen hướng về nghiêm vinh ngàn đánh tới, bởi nghiêm vinh ngàn lực chú ý phân tán đã đến diệp thần phong trên người, hắn căn bản là đến không kịp né tránh rồi. Xì, xì một tiếng, Ánh sáng màu đen xuyên thấu nghiêm vinh ngàn ngực, bất quá, một chỉ này cũng không hề muốn nghiêm vinh ngàn tính mạng. Tại nghiêm vinh ngàn ngực được xuyên thấu trong nháy mắt, Long Vạn Đào lập tức áp sát, hắn phong bế nghiêm vinh ngàn trên người huyệt đạo, những nghiêm quang vinh ngàn trong gân mạch linh khí dòng sông tạm thời không cách nào vận chuyển lại. Xa xa diệp thần phong vẩy vẩy bàn tay, nói ra thực sự là một cái sợ chết ra hỏa, trong cơ thể ta linh khí tiêu hao nhiều như vậy ta làm sao có khả năng sử dụng tới uy lực mạnh mẽ chiêu thức đến. Vừa vặn diệp thần phong thuần túy chỉ là vì hù dọa nghiêm vinh ngàn, dùng này đến là long vạn đào tranh thủ đánh bại nghiêm vinh ngàn cơ hội. Bị phong bế huyệt đạo nghiêm vinh ngàn, hắn nghe được diệp thần phong lời nói sau, hắn tức đến muốn phun máu ra rồi, hắn tốt xấu cũng là ám huyết cửa lão tổ A-Hát. Diệp thần phong kiểm tra một chút bạch tiểu nhu cùng tô băng vân, hai người bọn họ tạm thì không có bất cứ gì nguy hiểm đến tính mạng. Thế là, Diệp Thần Phong liền đi tới nghiêm vinh thiên diện trước, Long Vạn Đào một mực cung kính hỏi, thiếu chủ, người này yếu xử trí như thế nào? Bị Phong bế huyệt đạo nghiêm vinh ngàn, nói ra, các người tốt nhất thả ta, mà đế huyết thiên lửa giận không phải là các người có thể thừa nhận được. Diệp Thần Phong vỗ vỗ nghiêm vinh ngàn nét mặt già nua, cười nói, đầu óc ngươi không thành vấn đề chứ, Ngươi cho rằng đã đến bây giờ, uy hiếp đối ta hữu dụng sao? Ta giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì rồi, như vậy liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, Nghiêm Vinh ngàn lửa giận trong lòng lăn lộn, nhưng hắn biết mình còn chưa thể chết, hắn nhất định phải tự tay giết Diệp Thần Phong, hắn áp chế trong lòng nổi giận, nhẹ nhàng nói ra ta cũng nguyện ý nương nhờ vào ngươi, ta cũng nguyện ý nhận thức ngươi làm của ta thiếu chủ. Diệp Thần Phong có nhiều ý vị nhìn xem nghiêm vinh ngàn, cười nhạt một tiếng nói, người muốn nương nhờ vào ta. Người muốn nhận thức ta là thiếu chủ, đáng tiếc a hát, đáng tiếc, người không có tư cách này. Diệp Thần Phong đối với bên cạnh Long Vạn Đào, nói ra, đưa hắn lên đường thôi. Nghe vậy, Long Vạn Đào không chút do so dự đối nghiêm vinh ngàn động thủ, thậm chí không để cho nghiêm vinh ngàn nói nhảm nhiều một chữ. Này Long Vạn Đào động thủ tốc độ cực nhanh, chỉ thấy tại nghiêm vinh ngàn trên cổ xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay máu tươi từ lỗ máu bên trong không ngừng bốc lên nghiêm vinh ngàn thi thể hướng xuống đất thượng ngã xuống tại nghiêm vinh ngàn sau khi chết long vạn đào cung kính đối diệp thần phong không người chào hắn đem tại sao mình nhận thức diệp thần phong vì thiếu chủ sự tình giải thích cặn kẽ một lần khi nghe đến long vạn đào nguyên nhân sau đó diệp thần phong cười gật đầu nói sau này ngươi có tính toán gì Long Vạn Đào nói ra, thiếu chủ, ta muốn đem ta dòng chính nhất mạch người toàn bộ tiếp đi ra, sau đó chúng ta đi chính thức nương nhờ vào ngài. Diệp thần phong trầm tư một lát sau, nói ra, trước tiên tạm thời không nên nương nhờ vào ta, người trước đem người dòng chính một mạch tìm chỗ an toàn bảo vệ tốt, hôm nay chuyện nơi đây không có ai biết, không có ai sẽ biết người đầu phục của ta, mà đế huyết trời cũng sẽ không hoài nghi ngươi, ngươi chỉ cần nói hai người kia là chết ở huyễn cảnh bên trong vùng rừng rậm là được rồi. Bây giờ e sợ những người khác cũng đã nhận được cổng sao chìa khóa, ba đại tông môn liên minh người, ma đạo còn có chúng ta diệp minh, tiếp đó sẽ phát sinh một trận đại chiến, người tại trong ma đạo cho ta làm nội ứng, lại thời khắc quan trọng nhất có thể đánh ma đạo một trở tay không kịp. Người nguyện ý tạm thời ở lại trong ma đạo cùng ta trong ứng ngoài hợp sao? Long vạn đào không chút do dự nói ra, ta long vạn đào hết thảy đều nghe thiếu chủ ngài. Diệp thần phong vỗ vỗ long vạn đào vai, hắn nói ra, bất quá, chính ngươi cũng phải cẩn thận, nếu như thân phận bị phát hiện rồi, như vậy ngươi muốn trốn khỏi tới tìm ta, chờ ngươi kết thúc nội ứng, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một món lễ lớn, giúp ngươi thanh thực lực hết khả năng tăng lên đến niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Long vạn đào lập tức kích động nói, tạ tạ thiếu chủ, Tả tạ thiếu chủ quan tâm. chương 1785, hải tộc xuất hiện. Long vạn đào đang tiếp thu diệp thần phong mệnh lệnh sau đó. Hắn liền rời đi huyến cảnh rừng rậm lối vào. Bây giờ, huyến cảnh rừng rậm lối vào chỉ còn dư lại diệp thần phong, bạch tiểu nhu cùng tô băng vân rồi. Về phần ngũ hồn đông cùng nghiêm vinh ngàn thi, thể cũng bị diệp thần phong cho tiêu hủy. Bởi vừa vặn Diệp Thần Phong cùng Long Vạn Đào nói chuyện địa phương, khoảng cách Bạch Tiểu Nhu cùng Tô Băng Vân có một khoảng cách, lần sau hai nữ nhân này trong cơ thể kịch. Độc vẫn không có được cởi ra, hai người bọn họ căn bản vô pháp nghe rõ ràng Diệp Thần Phong cùng Long Vạn Đào nội dung nói chuyện, dù sao Diệp Thần Phong cùng Long Vạn Đào tiếng nói cũng không lớn. Có Long Ma cùng dòng chính nhất mạch nương nhờ vào, Diệp Thần Phong tin tưởng tương lai tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Diệp Thần Phong đi trở về Bạch Tiểu Nhu cùng Tô Băng Vân bên cạnh, trong đầu hắn nhớ tới trước đó lão Bạch cùng lão Hắc theo như lời nói, chẳng lẽ nói đất này huyền giới thật sự cũng chỉ có hắn một người có thể tại niết bàn cảnh niết bàn. Bởi chúng rồi kịch, độc, Bạch Tiểu Nhu cùng Tô Băng Vân có vẻ hết sức yếu ớt, yếu hóa giải hai nữ nhân này trong cơ thể độc tố, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng không phải việc khó, dùng ngân châm tại Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu sau lưng đâm hai lần, lợi dụng ngân châm đưa hắn thần huyết chảy vào hai người bọn họ trong cơ thể rất nhanh, Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu trong cơ thể độc tố đã bị hoàn toàn hóa giải. Chính lúc Tô Băng Vân muốn nói tiếng cảm ơn thời điểm, Diệp Thần Phong xuất phát từ nội tâm hiếu kỳ, hắn sốc lên Tô Băng Vân trên cánh tay phải ống tay áo, lộ ra Tô Băng Vân tuyết trắng cánh tay đến, hắn nhìn thấy Tô Băng Vân trên cánh tay phải đồng dạng không có màu đỏ tơ máu, này chứng minh Tô Băng Vân cũng không có trải qua niết bàn. Xem ra lão Bạch cùng lão Hắc nói là thật rồi. Tô băng vân được Diệp Thần Phong đột nhiên nhấc lên trên cánh tay phải ống tay áo, gò má nàng đột nhiên hơi có chút ửng hồng. Diệp Thần Phong cũng cảm giác được Tô băng vân biến hóa, hắn vội vàng nói Tô Tông Chủ. Người không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn chứng minh một chuyện, các người tại niết bàn cảnh bên trong hội tiến hành niết bàn sao. Nghe được Diệp Thần Phong nghi vấn, Tô băng vân trên gương mặt đỏ ửng cỡ ra không ít, nàng nói nói tại niết bàn cảnh tiến hành niết bàn. Này trên đất huyền giới chính là trong truyền thuyết sự tình, hiện tại huyền giới người tu luyện. Cũng không ai biết tại Niết bàn cảnh tiến hành Niết bàn, này là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Ngược lại, Tô Băng Vân Nhi ngờ hỏi, lẽ nào tại Niết bàn cảnh tiến hành Niết bàn cùng cánh tay phải có quan hệ? Người trải qua Niết bàn. Đối với chuyện này, Diệp Thần Phong cũng không có ý định che giấu, hắn cũng lộ ra cánh tay phải, hắn chỉ vào trên cánh tay phải màu đỏ tơ máu. Nói ra, tại trên cánh tay phải xuất hiện một cái màu đỏ tơ máu, này chứng minh trải qua một lần niết bàn, cái này cũng là ta vừa vặn nhìn ngươi cánh tay phải nguyên nhân, ta cũng xác thực trải qua một lần niết bàn rồi. Tô Băng Vân đối với Diệp Thần Phong tại niết bàn cảnh, có thể tiến hành truyền thuyết niết bàn, người đã không cách nào nữa chấn kinh rồi, khoảng thời gian này Diệp Thần Phong trên người chuyện đã xảy ra, này đã để Tô Băng Vân khiếp sợ chết lặng. Tô Băng Vân còn muốn hỏi một chút liên quan với Long Vạn Đào sự tình, nhưng thấy Diệp Thần Phong không có chủ động nhắc tới. Người cũng liền không hỏi thêm nữa rồi. Diệp Thần Phong nhìn thấy Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu đều khôi phục sau đó hắn nói ra chúng ta về thiên âm thành đi. Lúc này đến huyến cảnh rừng rậm, chúng ta tính là có không sai thu hoạch. Diệp Thần Phong lại thuận miệng nói một câu, Tô Tông Chủ. Liên quan với Long Vạn Đào sự tình, các ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. Tại Diệp Thần Phong đám người rời đi, huyến cảnh rừng rậm sau 5 ngày. Địa huyền giới, tới gần ba đại tông môn ở Lion một tòa núi cao dưới chân núi. Một tên khí độ bất phàm đàn ông trung niên cùng hai tên lão giả đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Nếu như Diệp Thần Phong tại chỗ, như vậy hắn nhất định có thể nhận ra ba người này tới. Ba người này không phải là hải tộc đêm Đông biển, Vu Phong Giang cùng Vu Phong Chỉ nha. Đêm Đông Biển chính là Hải tộc tộc trưởng, Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ chính là đêm Đông Biển tay trái tay phải. Lúc trước đêm Đông Biển thực lực mới niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, mà bây giờ đêm Đông Biển khí thế trên người lại đã tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ. Mà Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ lúc trước mới niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, hiện tại bọn hắn hai cái đều nằm ở niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực. Từ khi Diệp Thần Phong để Hải tộc lại thấy ánh mặt trời, một lần nữa trở về trong biển rộng sau, trải qua mấy ngàn năm phong ấn. Hải tộc người thực lực một mực trì trệ không tiến, thậm chí là có quay ngược lại dấu hiệu. Thế nhưng tại lại thấy ánh mặt trời sau đó hải tộc người tốc độ tu luyện là tiến triển cực nhanh, đặc biệt là đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ ba người này. Hải tộc là một lòng nhận thức Diệp Thần Phong là chủ, đêm đông biển đám người một mực tại trong biển rộng chờ Diệp Thần Phong đến. Mà khoảng thời gian này Địa Huyền giới một loạt biến hóa, đồng dạng là đưa tới Hải tộc chú ý, trong nhiều phương hỏi thăm dưới, Hải tộc cũng biết Địa Huyền giới tình thế bây giờ. Bọn hắn biết rõ bản thân mình thiếu chủ đã trở thành Diệp Minh Minh chủ rồi, ba đại tông môn ở Lion cùng bọn họ thiếu chủ trong lúc đó có cửu hận. Trước đó ba đại tông môn ở Lion vây công Thiên Âm thành sự tình, đã sớm trên đất Huyền giới lưu truyền sôi sùng sục được rồi. Tuy nói Hải tộc nhân tu luyện tiến triển cực nhanh, nhưng ở hải tộc bên trong có thể có thể xưng tụng có sức chiến đấu, hiện nay chỉ có đêm Đông Biển, Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ ba người này. Đêm Đông Biển đám người đem hải tộc những người còn lại sắp xếp ở một cái châu an toàn sau đó ba người bọn họ liền rời đi biển rộng, bọn hắn chuẩn bị cũng tới giúp mình thiếu chủ một cái. Hải tộc tại trong biển sức chiến đấu không người có thể so sánh, trên mặt đất đối với bọn hắn tới nói là cực kỳ không thích ứng, bất quá Đêm Đông Biển ba người đều là niết bàn cảnh cường giả, ở trên mặt đất ảnh hưởng, đối với bọn hắn ba người mà nói, trên căn bản có thể bỏ qua không tính rồi. Tộc trưởng, chúng ta không phải muốn đi tìm thiếu chủ sao? Chúng ta tới tới gần ba đại tông môn ở Lion địa phương làm gì? Vu Phong giang hỏi. Vu Phong chỉ cũng nghi ngờ nói, đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta cũng không làm được làm xin lỗi thiếu chủ sự tình a há đêm đông biển hung hăng trợn mắt nhìn một mắt phu phong trì nói ra ta đêm đông biển đời này cho dù chết ta cũng sẽ không phản bội thiếu chủ không có thiếu chủ lời nói chúng ta liền vĩnh viễn cũng không cách nào lại thấy ánh mặt trời lẽ nào chúng ta liền trực tiếp như vậy đi tìm thiếu chủ chúng ta là thiếu chủ thủ hạ người chúng ta không thể cho thiếu chủ mất mặt tại đi gặp thiếu chủ trước đó chúng ta nhất định phải cho thiếu chủ một món lễ lớn cho diệp minh một món lễ lớn Chúng ta bây giờ liền gia nhập Ba Đại tông môn ở Lion đi. Này Ba Đại tông môn ở Lion không là muốn nhằm vào thiếu chủ sao? Chúng ta gia nhập cái này ở Lion sau đó đến lúc đó chúng ta là có thể tùy cơ ứng biến rồi, tuyệt đối có thể đưa cho thiếu chủ một phần hài lòng đại lễ. Vu Phong giang cao mày nói ra, tộc trưởng, chủ ý này ngược lại không tệ, nhưng chúng ta dù sao cũng là dị tộc, Ba Đại tông môn liên minh người hội tiếp thu sự gia nhập của chúng ta sao? Phu Phong chỉ nói ra, ta xem ba đại tông môn ở Lion sẽ đồng ý, bây giờ liên quan với ba đại tông môn ở Lion sự tình đã sớm trên đất huyền giới chuyển đến, ba đại tông môn có sáu vị lão tổ đã bị chết ở tại thiên âm thành trước, bây giờ cái này ở Lion cần gấp cường giả gia nhập, ma đạo cùng thiếu chủ Diệp Minh nhưng cũng là đang nhanh chóng phát triển. Đêm đông biển gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ đồng ý chúng ta gia nhập. Bọn hắn sẽ trực tiếp không để ý đến chúng ta thân phận của hải tộc, dù sao ba người chúng ta gộp lại, vậy cũng là nhất cổ không kém sức chiến đấu rồi. Bất quá, chúng ta cũng nhất định phải phải cẩn thận một chút, vạn nhất bọn hắn không đồng ý chúng ta gia nhập, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt đối không thể tại ba đại tông môn ở Lion trên địa bàn ở lâu. Tại Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ gật đầu liên tục đồng ý sau đó đêm đông biển ba người bọn họ là hướng về ba đại tông môn ở Lion địa phương lao đi rồi. Cũng không lâu lắm, đêm đông biển ba người liền đi tới một tòa cực kỳ núi cao nguy nga dưới chân núi. Tại dưới chân núi có mấy danh luân hồi cảnh cường giả canh gác, bọn hắn đang nhìn đến đêm đông biển đám người sau, một người trong đó hỏi các ngươi là tới làm gì. Tại hạ hải tộc tộc trưởng đêm đông biển, ba người chúng ta là tới gia nhập ở Lion. Đêm đông biển cũng không hề ẩn giấu thân phận của mình, nếu như muốn gia nhập cái này ở Lion, hắn biết thân phận của hắn là không gạt được ba đại tông môn lão tổ, đứng dưới dưới chân núi canh gác mấy tên luân hồi cảnh cường giả, bọn hắn biết được đêm đông biển ba người dĩ nhiên là hải tộc người. Trước đó Diệp Thần Phong để hải tộc lại thấy ánh mặt trời, khoảng thời gian này hải tộc một mực ở lại trong biển rộng tu luyện, cho nên hải tộc xuất hiện sự tình không có tại địa huyền giới truyền bá ra. Trên đất huyền giới người tu luyện trong mắt, hải tộc tại cực kỳ lâu trước đó liền diệt tuyệt. Các ngươi ba vị trước tiên chờ một lát, ta lập tức đi thông báo một tiếng. Một tên luân hồi cảnh cường giả thu hồi trên mặt ngạc nhiên, bóng người hướng về núi cao nguy nga đỉnh núi nhanh chóng lao đi rồi. Chương 1786, tình thế nghiêm trọng. Ba đại tông môn ở Lion bên trong đại điện. Phong Lôi tông Vương Quang Hùng, Kiếm Vũ Sơn Trang Quý Bình An, Hòa Tinh Vân tông Hứa Cao thuật, bọn hắn chính là này ba đại tông môn bên trong thực lực mạnh nhất lão tổ, thực lực của bọn họ đều tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ. Tiền Vương Quang được 3 người, bọn hắn đi hướng phía tây tìm kiếm tinh chìa khóa cửa. Ai biết bọn hắn tại phía tây gặp thập đại ma tướng bên trong 5 người. Cuối cùng Vương Quang hùng đám người thực lực một chút hiếu một bậc, bọn hắn chỉ có thể chật vật thoát đi. Về phần phía tây một cái tinh chìa khóa cửa, tự nhiên là rơi vào thập đại ma tướng trong đó năm trong tay người rồi. Tại hai ngày trước, Vương Quang hùng ba người cũng đã về tới trong liên minh. Bọn hắn biết mặt khác ba phương hướng tinh chìa khóa cửa nhất định là rơi vào Diệp Minh hoặc là Ma đạo trong tay, bọn hắn lại đi còn lại có tinh chìa khóa cửa phương vị cũng căn bản không còn kịp rồi. Trở về ở Lion Vương Quang Hùng, Quý Bình An Hòa Hứa Cao Thuật, trong lòng bọn họ là tức sôi ruột, trước đó tại Thiên Âm trước thành, bọn hắn ba đại tông môn bên trong từng người chết rồi hai tên lão tổ, liền ngay cả Luyện Khí tông lão tổ cùng linh dược cốc duy nhất nhị phẩm luyện dược sư, đồng dạng là đã bị chết ở tại Thiên Âm thành trước. Bây giờ Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện dược sư cùng lục phẩm luyện khí sư sự tình, hoàn toàn là trên đất huyền giới truyền bá ra, có rất nhiều cường giả đều đi ra nhập Diệp Minh bên trong rồi. Này làm cho ba đại tông môn ở Lion sức ảnh hưởng mức độ lớn yếu bớt, cũng may lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vẫn có rất nhiều tông môn nguyện ý đứng ở ba đại tông môn ở Lion bên này. Nhưng bây giờ ba đại tông môn bên trong ngoại trừ vương quang hùng các loại ba vị lão tổ ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại mặt khác ba tên niết bàn cảnh lão tổ rồi. Tinh chìa khóa cửa một cái cũng không có được, này làm cho vương quang hùng các loại trong lòng người lửa giận nhảy lên tới cực điểm. Nhưng lại tại vườn nãy, một tên luân hồi cảnh người đến đây báo cáo, có ba tên niết bàn cảnh hải tộc cường giả muốn gia nhập ở Lion. Vương quang hùng ba người chỉ là do dự một chút. Bọn hắn cũng làm người ta đem hải tộc cường giả mời lên rồi. Giờ khắc này ba đại tông môn ở Lion bên trong đại điện. Ngoại trừ vương Quang Hùng, quý bình an hòa hứa cao thuận ở ngoài. Hải tộc tộc trưởng đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ đồng dạng ở đây. Đêm đông biển ba người là chấn định ngồi ở trên mặt ghế. Vương Quang Hùng bọn hắn tại cảm giác được đêm đông biển thực lực đồng dạng có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ sau đó trong lòng bọn họ là một trận mừng rỡ, mà vu phong giang cùng vu phong chỉ tuy chỉ có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ nhưng thực lực của hai người này cũng không tình yếu nếu như đổi lại là lúc trước vương quang hùng đám người tuyệt đối sẽ không đồng ý hải tộc gia nhập nhưng hôm nay liên minh bọn họ thế lực lớn phạm vi được suy yếu đêm đông biển ba người không thể nghi ngờ là có thể tăng trưởng ở lion thế lực vương quang hùng nhìn xem đêm đông biển hỏi thứ cho lão phu mạo muội hỏi một câu các người hải tộc không phải đã sớm biến mất ở địa huyền giới sao? Đêm đông biển bình thản hồi đáp, chúng ta hải tộc cũng không hề tuyệt diệt. Chỉ là chúng ta vẫn ẩn núp ở một địa phương mà thôi. Quý Bình An cũng hỏi, cái kia ba người các ngươi tại sao phải gia nhập chúng ta ở Lion? Đêm đông biển trợn mắt chừng chừng quát lên, chúng ta muốn báo thù, tại hơn nửa năm trước đó, chúng ta hải tộc cũng dự định chính thức xuất hiện ở huyền giới rồi, tại chúng ta hải tộc bên trong có vài tên người trẻ tuổi lén lút xa cách ta nhóm ẩn núp địa phương. Nhưng cuối cùng chúng ta lại chỉ phát hiện bọn hắn thi. Thể, trải qua chúng ta hải tộc một loạt điều tra, ta có thể khẳng định bọn họ là chết ở, bây giờ Diệp Minh minh chủ trong tay, hiện tại Diệp Minh thế lực đang không ngừng lớn mạnh, chỉ có gia nhập các người ba đại công môn ở Lion, chúng ta mới có cơ hội báo thù. Đây là đêm đông biển đã sớm nghĩ kỹ một phen lời giải thích. Vương Quang Hùng ba người nghe được đêm đông biển trả lời, nhìn xem vô cùng phẫn nộ đêm đông biển, bọn hắn ở trong lòng yên lặng gật gật đầu, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Thần Phong chính là hải tộc thiếu chủ. Tại Vương Quang Hùng bọn hắn nhìn tới, Diệp Thần Phong trên đất huyền giới gây chuyện khắp nơi, không riêng chọc linh dược cốc, trả chọc luyện khí tông. Bây giờ nhiều thêm chọc một cái hải tộc, này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Vương Quang hùng cắn răng nói ra, ta và các ngươi hải tộc như thế, Diệp Minh Minh chủ, cái kia gọi Diệp Thần Phong tiểu tử, chúng ta đều đối với hắn hận thấu xương, xem ra mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Đã như vậy, chúng ta đồng ý các ngươi gia nhập liên minh. Đêm Đông Biển mở miệng nói, chờ chút đã, chúng ta gia nhập ba đại tông môn ở Lyen, không riêng gì muốn giết Diệp Minh Minh chủ, nếu như tương lai cổng sao được các ngươi mở ra, ba người chúng ta cũng nhất định muốn tiến vào cổng sao bên trong. Quang là vì giết chết Diệp Thần Phong lý do này, e sợ còn chưa thể để Vương Quang Hùng đám người trăm phần trăm tin tưởng, đưa ra tiến vào cổng sao yêu cầu này, e sợ Vương Quang Hùng đám người hội càng thêm tin tưởng đêm đông biển ba người bọn họ. Quả nhiên, tại đêm đông biển đưa ra yêu cầu này sau đó Vương Quang Hùng các loại trong lòng ba người đối đêm đông biển bọn hắn phòng bị lại thấp xuống một ít bọn hắn không sợ đêm đông biển đám người lòng tham, bọn hắn chỉ sợ đêm đông biển đám người không tham lam. Nếu như đêm đông biển đám người không tham lam, như vậy e sợ gia nhập liên minh bọn họ sẽ có không tinh khiết mục đích. Hứa Cao Thuận cười khoát tay áo một cái, nói ra chúng ta có thể đáp ứng yêu cầu này, nhưng điều kiện tiên quyết là ba chúng ta đại tông môn ở Lion có thể mở ra cổng sao, từ giờ trở đi chúng ta là người một nhà rồi, các người có thể đi nghỉ trước rồi hứa cao thuận để canh giữ ở đại điện bên ngoài một tên luân hồi cảnh cường giả đi vào, để tên này luân hồi cảnh thực lực người, mang theo đêm đông biển ba người bọn họ đi nghỉ ngơi. Tại đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ sau khi rời đi. Vương Quang Hùng, Quý Bình An hòa hứa cao thuận này ba cái lão đầu, bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Quý Bình An nói ra, hải tộc ba người này có thể tin tưởng sao? Vương Quang Hùng trầm ngâm một lát sau, Hắn hồi đáp, chúng ta ở Lion hiện tại yêu cầu ba người bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không phải Diệp Minh Người là được rồi. Thiên âm môn chưa bao giờ sẽ cùng dị tộc liên hệ, mà này hải tộc lẽ nào sẽ giúp Diệp Thần Phong sao? Ta xem Diệp Thần Phong lúc trước vô cùng có khả năng đích thật là giết chết qua biển tộc trẻ tuổi. Hứa Cao Thuận cũng gật đầu nói, Diệp Thần Phong tiểu tử kia, hắn thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được ahát. Vương Quang Hùng ngữ khí ngưng trọng nói ra, Tuy nói không thể nào là Diệp Minh người, nhưng là chúng ta cũng nhất định muốn đối với bọn họ đề phòng một ít, trước hết để cho người mật thiết chú ý ba người bọn họ nhất cử nhất động, chờ cùng Diệp Minh hoặc là ma đạo thời điểm chiến đấu, ba người bọn họ tự nhiên sẽ đưa đến không sai tác dụng. Quý Bình An nói ra, ta xem hiện tại chúng ta liền lập tức tập hợp trong liên minh hết thảy nhất bàn cảnh cường giả, ngày mai chúng ta liền dẫn dắt hết thảy nhất bàn cảnh cường giả hướng về thiên âm thành chạy đi. Diệp Minh bên trong khẳng định đã lấy được tinh chìa khóa cửa, đến lúc đó ma đạo tông môn khẳng định cũng sẽ hướng về thiên âm thành chạy đi. Được, chúng ta cứ làm như vậy, Vương Quang Hùng cười nói. Địa huyền giới, thiên hổ trong thành, tòa này người tu luyện thành chỉ được ma đạo cho chiếm lĩnh. Giờ khắc này, trong thành một mảnh quảng trường khổng lồ bên trên. Ma đế huyết thiên đứng ở phía trước nhất. Huyết thiên đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới sự tình, hiện nay vẫn không có trên đất huyền giới truyền ra đến, lúc trước hắn tại đỏ đậm trong sa mạc đột phá thời điểm, khí thế cùng ma khí được đỏ đậm trong sa mạc năng lượng chặn lại rất nhiều. Diệp thần phong là dựa vào lão bạch cùng lão hắc, hắn mới biết được ma đế hay là hoàn toàn bước ra niết bàn cảnh. Huyết thiên trên người không hề khí thế, ở đây những người khác căn bản vô pháp đoán được huyết trời đã đột phá đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi trước đó huyết thiên để thập đại ma tướng chia làm hai đội đi tìm tinh chìa khóa cửa bây giờ thập đại ma tướng cũng toàn bộ trở về rồi chỉ có trong đó một đội đã lấy được một cái tinh chìa khóa cửa một khác đội được diệp minh tô nguyệt đám người nhanh chân đến trước rồi cho nên thêm vào huyết thiên chính mình lấy được một cái tinh chìa khóa cửa hắn xuất hiện ở trong tay cũng chỉ có hai cái tinh chìa khóa cửa tại trên quảng trường ma đạo bên trong ba đại tông môn toàn bộ trình diện rồi long ma cung lão tổ long vạn đào đương nhiên cũng ở tại chỗ rồi long vạn đào một mực cung kính đứng ở ma đế trước mặt đem huyễn cảnh rừng rậm sự tình đại khái nói một lần đương nhiên hắn chỗ nói những chuyện này toàn bộ là chính mình bịa đặt ma đế huyết thiên nói ra nói như vậy diệp thần phong không muốn nương nhờ vào ta huyễn cảnh rừng rậm tinh chìa khóa cửa được diệp thần phong đã lấy được như vậy Diệp Minh trong tay liền cũng có hai cái tinh chìa khóa cửa rồi. Diệp Thần Phong, xem ra ta muốn tự tay chấm dứt tính mạng của ngươi rồi. Ma Đế Huyết Thiên đối Long Vạn Đào lời nói không có hoài nghi, ở trong mắt hắn Long Vạn Đào không có lừa dối lý do của hắn. Tập hợp hết thầy Niết Bàn cảnh cường giả, chúng ta lập tức xuất phát đi tới Thiên Âm Thành, ta cũng là thời điểm đi gặp lúc trước những kia bạn cũ. Tướng Mạo nho nhã Ma Đế Huyết Thiên khóe miệng hắn lộ ra một vệt uy nghiêm đáng sợ nụ cười. chương 1787, sát trận thành. Dị biến thọ linh quả. Tại ba đại tông môn ở Lion cùng ma đạo dồn dập muốn đuổi hướng về thiên phổ thành thời điểm. Hai ngày trước, Diệp Thần Phong, Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu cũng thuận lợi về tới thiên âm thành bên trong. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong bọn hắn nhưng vẫn là lợi dụng một tòa lại một tòa trong thành trì truyền tống trận, Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực tăng lên tới Niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, lấy thực lực của hắn cho dù gặp phải phổ thông Niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, chỉ sợ hắn cũng có sức đánh một trận rồi. Cho nên, Diệp Thần Phong ba người bọn họ mới hội nhanh như vậy trở về đến Thiên Âm Thành bên trong. Tại Diệp Thần Phong ba người bọn họ trở về Thiên Âm Thành thời điểm, Tô Nguyệt một đội cùng Lý Khiếu Văn một đội vẫn chưa về. Bất quá, tại Diệp Thần Phong đến Thiên Âm Thành ngoài cửa thành thời điểm, ở cửa thành bên ngoài đứng đầy các môn các phái tu luyện người, trong đó có rất nhiều đều là đến Niết Bàn cảnh, bọn họ đều là đến đây gia nhập Diệp Minh. Khi biết Diệp Thần Phong chính là Diệp Minh minh chủ sau, những người này đối Diệp Thần Phong đều là cực kỳ khách khí, tại bọn hắn cảm thấy được Diệp Thần Phong thực lực đã đột phá đến Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên sau, những người này đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng cung kính, dù sao Diệp Thần Phong vẫn là ngũ phẩm luyện dược sư cùng lục phẩm luyện khí sư. Đối với muốn gia nhập Diệp Minh Cường giả, Diệp Thần Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng biết là thời điểm tại thiên âm trong thành bố trí viễn cổ sát trận rồi, nhưng bố trí viễn cổ sát trận yêu cầu 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần Phong chính mình một hơi lấy ra 20 triệu linh thạch thượng phẩm, còn lại 30 triệu linh thạch thượng phẩm. Hắn để gia nhập Diệp Minh tất cả đại tông môn chắp phá đi ra, có mấy người bởi vì nghe được yếu chắp phá linh thạch thượng phẩm, Bọn hắn lại tạm thời cải biến ý nghĩ bọn hắn lựa chọn không gia nhập Diệp Minh rồi, dù sao yếu chắc phá 30 triệu linh thạch thưởng phẩm, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Diệp Thần Phong nhưng không phải là vì chiếm những người này tiện nghi, viễn cổ sát trận là vì bảo đảm từng cái trong liên minh người an toàn thân vì Diệp Minh một thành viên, theo lý thường bởi vì làm muốn gánh vác một phần linh thạch, nếu những người này không nguyện ý vì mình tính mạng mua một phần bảo hiểm như vậy Diệp Thần Phong cũng sẽ không xin bọn hắn gia nhập Diệp Minh. Thế nhưng, những người này về sao yếu lại gia nhập thêm Diệp Minh như vậy Diệp Thần Phong muốn hảo hảo suy nghĩ một chút rồi. Tuy rằng làm vừa mới thêm gia nhập Diệp Minh Tông Môn, bọn hắn đối Diệp Thần Phong làm như vậy không hiểu, thậm chí trong lòng có một ít bất mãn, nhưng Diệp Thần Phong cũng không có giải thích, loại lớn chiến đến một ngày kia, bọn hắn tự nhiên sẽ rõ ràng hết thảy rồi. 50 triệu linh thạch thượng phẩm gọp đủ sau. Tại cái này hai ngày bên trong, Diệp Thần Phong là không dừng ngủ đêm bố trí viễn cổ sát trận. Bởi viễn cổ sát trận muốn so viễn cổ phòng ngự trận phức tạp rất nhiều, cho nên mỗi một bước đều phải yếu Diệp Thần Phong tự mình ra tay rồi. Có Lão Bạch cùng Lão Hắc chỉ điểm lại tăng thêm Diệp Thần Phong thực lực đột phá đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, hắn bố trí viễn cổ sát trận tốc độ thật to tăng nhanh. Liên tục hai ngày hai đêm không ngừng bố trí, toàn bộ viễn cổ sát trận rốt cuộc tại diệp thần phong trong tay bố trí mà xong rồi. bất quá diệp thần phong cũng không hề vội vã đem viễn cổ sát trận mở ra, cho nên thiên âm người bên trong thành cũng không có cảm giác đến trong thành có bất kỳ biến hóa nào. đặc biệt là những kia vừa vặn ra nhập diệp minh người, bọn hắn càng phát bắt đầu hoài nghi diệp thần phong cách làm rồi. liền ở một ngày trước, tô nguyệt một đội cùng lý khiếu văn một đội cũng đều về tới thiên âm thành bên trong. Tô Nguyệt khi biết Diệp Thần Phong để trong liên minh chắp phá linh thạch sự tình sau người liền trêu chọc lưu tại khoảng cách Diệp Thần Phong cách đó không xa địa phương. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong rốt cuộc đình chỉ bố trí linh thạch. Người đi lên trước nói ra, minh chủ, người đây cũng là đang bố trí trận pháp gì. Tại sao ta cảm giác không đến bất kỳ thay đổi? Trong liên minh làm vừa mới thêm gia nhập tông môn đều đối cách làm của người bất mãn. Diệp thần phong lau một cái mồ hôi trên chán, nói ra, bọn hắn lập tức liền sẽ cảm tả của ta, nếu như đối cách làm của ta không hài lòng người, như vậy đem bọn họ cống hiến linh thạch lùi trả lại cho bọn hắn, để cho bọn họ lập tức cao mở thiên âm thành. Viễn cổ sát trận bố sau khi thành công, Diệp Thần Phong ở trong lòng ấp ủ một cái đem ba đại tông môn ở Lion cùng ma đạo tận diệt phương pháp xử lý. Tô Nguyệt nghe được Diệp Thần Phong kiên quyết như thế lời nói tuy rằng không có cảm giác đến thiên âm thành bên trong biến hóa, thế nhưng người biết diệp thần phong làm như vậy nhất định là có dụng ý của mình dù sao thiên âm thành phòng ngự trận là diệp thần phong bố trí đi ra ngoài tô nguyệt vẫn là lựa chọn mù quáng tin tưởng diệp thần phong rồi nhưng những kia vừa vặn gia nhập diệp minh người bọn hắn cũng không có tận mắt thấy thiên âm thành phòng ngự trận là diệp thần phong bố trí tô nguyệt tạm thời đem chuyện nào ném ra sau đầu rồi nàng nói nói ta nghe băng vân nói rồi ngươi cũng nhận được một chiếc chìa khóa rồi không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng đột phá đến niết bàn cảnh rồi, bây giờ thêm vào chiếc chìa khóa trong tay của ta, trong tay chúng ta cũng có hai cái mở ra cổng sao chìa khóa. Ngược lại, Tô Nguyệt đôi mắt đẹp chăm chú nhíu lại, Lý Khiếu Văn bọn hắn một đội phải đi hướng về đỏ đậm sa mạc, bọn hắn không có tiến vào đỏ đậm trong sa mạc, bởi vì bọn họ cảm thấy ma đế khí tức, hơn nữa ma đế còn tại đỏ đậm trong sa mạc làm ra cực kỳ động tính cực lớn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, tuy rằng trước đó chúng ta đều khoảng cách đỏ đậm sa mạc rất xa, thế nhưng ngươi cũng có thể cảm thấy đỏ đậm sa mạc phương hướng, đột nhiên bầu trời thay đổi bất ngờ a. À. Ta trời xanh năng lực cảm ứng tương đối cường hãn, ta có thể khẳng định ma đế huyết thiên triệt để bước ra niết bàn cảnh, e sợ thực lực bây giờ của hắn hết sức kinh khủng. Trước đó, Tô Nguyệt từ lý khiếu văn khẩu chúng phải biết là ma đế huyết thiên tại đỏ đậm sa mạc, trong lòng nàng cũng xuất hiện rất nhiều suy đoán, trong đó một cái suy đoán liền là Ma Đế Huyết Thiên khóa nhập trong truyền thuyết cái cảnh giới kia. Bây giờ nghe được Diệp Thần Phong khẳng định như vậy đáp án, Tô Nguyệt vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, lần này người tại thu được một cái tinh chìa khóa cửa thời điểm, người cũng đã nhận được một chút chỗ tốt, bây giờ người một cái chân đã bước ra niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, chỉ cần lại bước ra một cái chân, người cũng có thể đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi. Diệp Thần Phong thấy Tô Nguyệt rơi vào trầm mặc hắn tiếp tục nói, kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết xong ba đại tông môn cùng ma đạo, hiện tại chúng ta chỉ cần kiên nhẫn các loại chờ bọn hắn đến, dù sao mở ra cổng sao trong đó hai chiếc chìa khóa tại trong tay chúng ta. Được rồi, ta cũng hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi quá rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi một hồi, không có chuyện quan trọng gì cũng đừng có tới quấy giày ta. Nói xong, Diệp Thần Phong liền rời đi. Diệp Thần Phong về tới thiên âm thành bên trong của mình trụ sở tạm thời, Bạch Tiểu Nhu đang nằm tại Diệp Thần Phong chỗ ngủ. Hai ngày nay Diệp Thần Phong bởi vì phải bố trí viễn cổ sát trận, Bạch Tiểu Nhu cũng không có quấn lấy Diệp Thần Phong rồi. Tại trở về thiên âm thành sau, Diệp Thần Phong liền bắt đầu vội vội vàng vàng bố trí viễn cổ sát trận, hắn vẫn không có về hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới đi xem xem đây. Hiện tại tạm thời khoảng không xuống, Diệp Thần Phong đương nhiên phải về một chuyến tiểu thế giới rồi, Diệp Thần Phong trực tiếp mang theo Bạch Tiểu Nhu tiến vào bên trong tiểu thế giới. Khi tiến vào tiểu thế giới nháy mắt, phả vào mặt chính là linh khí nồng nặc. Bên trong thế giới nhỏ này linh khí, yếu so với lần trước Diệp Thần Phong lúc rời đi, trọn vẹn nồng nặc mười mấy lần. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ tiểu thế giới lại hướng về bốn phương tám hướng làm lớn ra rất nhiều lần. Núi đồi nước chảy, hoa thơm chim hót, còn thật giống là một mảnh thế ngoại đào nguyên bình thường. Khi tiến vào tiểu thế giới sau, lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm lập tức vang lên, tiểu gia hỏa, đi sinh trưởng thọ linh thụ cái kia tòa núi cao nhìn lên xem. Nghe vậy, Diệp thần phong để bạch tiểu nhu đi trước cùng bên trong tiểu thế giới người lên tiếng chào hỏi, mà thân ảnh của hắn nhưng là lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tại bên trong tiểu thế giới này, Diệp thần phong là thông suốt. Một giây sau, Diệp Thần Phong liền đi tới sinh trưởng thọ linh thụ trên núi cao. Lần trước Diệp Thần Phong cho Diệp Lão gia tử phục dụng một viên thọ linh quả, này thọ linh thụ thượng hẳn là còn có 19 viên thọ linh quả. Nhưng trước mắt thọ linh thụ thượng thọ linh quả không những khôi phục 20 viên, hơn nữa dáng dấp cũng sinh ra so sánh lớn thay đổi. Nguyên gốc viên viên nắm tay lớn nhỏ thọ linh quả, cả người đều là hiện ra màu xanh lá. Mà bây giờ thọ linh quả co lại nhỏ một vòng, thọ linh quả màu sắc cũng trở thành màu xanh lục bên trong mang theo một vệt màu đỏ rồi. Diệp thần phong cũng không biết loại biến hóa này thì tốt. Là xấu, mỗi một viên thọ linh quả đều có thể tăng cường 500 năm tuổi thọ, hơn nữa có thể vô hạn trồng chất. Đây đối với diệp thần phong thân người mà nói vô cùng trọng yếu, dù sao yếu làm cho tất cả mọi người đều bước lên sống mãi, không phải là dễ dàng như vậy. Dị biến linh quả, đúng là dị biến thọ linh quả. Từ viễn cổ thời đại sơ kỳ cho tới bây giờ, xuất hiện dị biến thọ linh quả số lần thật giống chỉ có một lần, hỗn độn nhẫn quả nhiên là hỗn độn nhẫn a -H. Lão Hắc Giang vận thiên ngữ khí không bình tĩnh nói. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, tiểu gia hỏa, người yên tâm, này thọ linh quả bây giờ sinh ra dị biến, thế nhưng công hiệu lại mức độ lớn tăng lên, nơi này một viên dị biến sau thọ linh quả có thể kéo dài một ngàn năm tuổi thọ, 20 viên dị biến sao thọ linh quả gộp lại có thể kéo dài 20.000 năm tuổi thọ. Khi nghe đến Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh giải thích sau đó Diệp Thần Phong trong lòng ngoại trừ mừng rỡ liền vẫn là mừng rỡ rồi. Bây giờ đối với Diệp Thần Phong tới nói, bên cạnh hắn thân tuổi thọ của con người là trọng yếu nhất. chương 1788, Lam Du Linh Tuyền Chết đi sống lại, nhìn xem 20 viên dị biến sao thọ linh quả, mỗi một viên chẳng khác nào là một ngàn năm tuổi thọ. Tại bình phục thoáng một chút tâm tình sau đó Diệp Thần Phong ở trong lòng nói ra, lần trước ta rõ ràng cho ông nội ta phục dụng một viên thọ linh quả rồi, hôm nay cư nhiên lại khôi phục thành 20 viên. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh nói ra, hỗn độn nhẫn nguyên bản cũng không phải là vật tầm thường, ngay cả ta cùng Lão Hắc cũng nhìn không thấu này hỗn độn nhẫn, chờ ngươi về sau thực lực không ngừng tăng lên, người tự nhiên sẽ đối với hỗn độn nhấn càng ngày càng hiểu rõ. Đang xác định thọ linh quả biến dị là chuyện tốt sau đó Diệp Thần Phong trong lòng lại yên tâm xuống, thân ảnh của hắn biến mất ở trên đỉnh ngọn núi, đi tới từng hàng phòng ốc trước. Bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người đã tại phòng ốc trước chờ, lần trước Diệp Thần Phong lúc rời đi, nơi này vẫn không có từng hàng phòng ốc, Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp đông kiện đám người, bình thường trừ tu luyện ra, bọn hắn liền nhàn rỗi không chuyện gì làm bên trong thế giới nhỏ này lại có từng tòa từng tòa cao sơn cho nên bọn hắn lợi dụng bên trong tiểu thế giới tài liệu ở nơi này xây dựng từng tòa từng tòa phòng ốc hiện nay diệp thần phong người ở bên cạnh đều không có đến tuổi thọ khô kiệt trạng thái bây giờ cũng không cần vội vã cho người bên cạnh hắn dùng thọ linh quả đây hắn đúng là có thể luyện chế một ít duy trì dung nhan đan dược để người bên cạnh hắn trước tiên vĩnh viễn duy trì tại bây giờ tướng mạo dưới thấy diệp thần phong xuất hiện bên trong tiểu thế giới người lập tức nhiệt tình cùng Diệp Thần Phong bắt đầu trò chuyện, đặc biệt là mẫu thân của Diệp Thần Phong cùng nữ nhân đối Diệp Thần Phong là hỏi han ân cần. Đương nhiên Diệp Thần Phong cũng biết thiên hỏa lão nhân bọn hắn tình trạng gần đây, trước đó Diệp Thần Phong muốn bồi dưỡng của mình luyện dược sư cùng luyện khí sư thành viên nòng cốt, hắn đem thiên hỏa lão nhân bọn hắn đưa vào hỗn độn trong chiếc nhẫn. Diệp Thần Phong cũng không có tư tàng của mình kinh nghiệp, trải qua một đoạn như vậy thời gian thiên hỏa lão người hay là nằm ở nhị phẩm luyện khí sư. Bất quá, Hoàng Sung Nghĩa cùng Hà Bình hai người này. Bọn hắn đã có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược, mà hạng giết giàng cũng đã có thể luyện chế ra hạ phẩm pháp khí. Hoàng Sung Nghĩa cùng Hà Bình cũng coi là nhất phẩm luyện dược sư rồi, hạng giết giàng cũng coi như là là nhất phẩm luyện khí sư rồi. Bọn hắn có thể nhanh như vậy bước vào luyện dược sư cùng luyện khí sư hàng ngũ này cùng Diệp Thần Phong chỉ đạo không tránh khỏi có quan hệ, dù sao Diệp Thần Phong truyền thụ kinh nghiệm đều là tinh hoa nhất cùng dễ dàng nhất lĩnh ngộ, làm phức tạp hơn đều bị Diệp Thần Phong cho trừ đi rồi, nếu như đổi lại những người khác đến chỉ điểm Hà Bình đám người, chỉ sợ bọn họ lại qua 10 năm hoặc là 20 năm, cũng không nhất định có thể bước vào luyện dược sư cùng luyện khí sư hàng ngũ. Thiên Hỏa lão nhân mở miệng nói, "Sư phụ, tại mấy ngày trước, vùng thế giới này đột nhiên mở rộng, thật đúng là dọa chúng ta nhảy một cái." Hơn nữa tại phòng ốc mặt sau còn xuất hiện một loại cổ quái màu xanh lam dịch. Thể, nghe được thiên hỏa lời của lão nhân sau, Diệp Thần Phong lập tức nói ra, "Mang ta đi nhìn xem." Trên trời hỏa lão nhân dẫn dắt đi, Diệp Thần Phong đi tới phòng ốc sau lưng, hắn nhìn thấy tại phòng ốc sau lưng xây xong một cái ao nhỏ màu xanh lam dịch. Thể không ngừng từ ao dưới đáy nhô ra. Thiên hỏa lão nhân nói, "Ta suy đoán này màu xanh lam dịch thể hay là đối sư phụ có tác dụng, cho nên ta ngay ở chỗ này xây xong một cái ao nhỏ, như vậy loại này dịch. Thể là có thể không ngừng tích lũy ở trong ao rồi. Diệp thần phong cười gật đầu nói, thiên hỏa, người làm vô cùng tốt. Diệp thần phong đến gần ao nhỏ, hắn cảm giác không ra loại này màu xanh lam dịch. Thể có những gì đặc thù, chính lúc hắn cau mày thời điểm, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm lần thứ hai từ trong đầu hắn vang lên, cái này chẳng lẽ nói là Lam Du Linh Tuyền. Tiểu gia hỏa, người nâng một ít nước tại ngươi trong bàn tay. Diệp thần phong không có hỏi nhiều, hắn lập tức đem loại này màu xanh ra trời nước nâng ở trong bàn tay. Không lâu lắm, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh liền nói ra, quả nhiên là Lam Du Linh Tuyền. Mặc dù là hạ phẩm Lam Du Linh Tuyền, thế nhưng hạ phẩm lam du linh tuyền vừa vặn đối niết bàn cảnh thực lực người có tác dụng cực lớn. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, nắm giữ này hỗn độn nhẫn, người tại trên con đường tu luyện nhưng là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức a -hát. Uống một chén hạ phẩm lam du linh tuyền, đầy đủ ngươi lại tăng lên không ít thực lực. Nghe vậy, Diệp Thần Phong trong lòng là một trận kích động, ngược lại, hắn lại ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, này cái gì Lam Du Linh Tuyền thật sự có tăng cao thực lực tác dụng. Nhưng tại sao ta cảm giác không ra chỗ đặc biệt? Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh hồi đáp, Lam Du Linh Tuyền chỉ có ăn vào sau đó mới sẽ ở trong người sản sinh tác dụng. Trong tình huống bình thường Lam Du Linh Tuyền sẽ không tỏa ra linh khí, sẽ không tỏa ra bất kỳ mùi, cho nên đang tu luyện người bên trong thế giới phải tìm đến Lam Du Linh Tuyền, này là cực kỳ chuyện khó khăn. Trên đất huyền giới cũng không tồn tại Lam Du Linh Tuyền rồi, hay là trên trời huyền giới hẳn là còn có Lam Du Linh Tuyền tồn tại. Yếu chứng minh này đến cùng phải hay không Lam Du Linh Tuyền, người uống một chén không được sao ma. Diệp thần phong biết Lão Bạch cùng Lão Hắc phán đoán hầu như sẽ không sai, hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi hỏi lần này Lam Nhạt Du Linh Tuyền tình huống cặn kẽ rồi. Hiện nay đối với Diệp Thần Phong tới nói, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Diệp Thần Phong đối với đi theo hắn cùng đi đến phòng ốc người phía sau, Nói ra, ta khả năng phải ở chỗ này tu luyện một hồi, các ngươi không nên quấy rầy ta." Tại dặn dò sau khi xong, Diệp Thần Phong lập tức uống một chén lớn Lam Du Linh Tuyền. Tại Linh Tuyền tiến vào Diệp Thần Phong trong thân thể sau, hắn lập tức cảm thấy nhất cổ cuộn trào nhu hòa linh khí, ở trong cơ thể mình tăng vọt lên, cảm thụ trong cơ thể đột nhiên xuất hiện tăng vọt nhu hòa linh khí, hắn hiện tại có thể khẳng định cái này xác thực hẳn là lão Bạch cùng lão Hắc trong miệng Lam Du Linh Tuyền. Cảm thụ trong cơ thể nhu hòa tăng vọt linh khí, Diệp Thần Phong bất chấp gì khác được rồi, bên trong thân thể của hắn ba loại vô thượng công pháp lập tức luân phiên vận chuyển. Theo, ba loại vô thượng công pháp luân phiên vận chuyển, Diệp Thần Phong nhanh chóng hấp thu trong cơ thể tăng vọt nhu hòa linh khí. Diệp Thần Phong khí thế trên người không ngừng kéo lên, mắt thấy nhất bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ bình cảnh cũng bị giải khai. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Thần Phong trên người không ngừng leo lên khí thế nhanh chóng yếu bớt thẳng đến biến mất. Mà Diệp Thần Phong sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên cho nguội một mảnh, tim đập càng ngày càng chậm, hô hấp cũng nứt quáng. Chu vi Diệp Thần Phong người thân chả không hề rời đi, chỉ là đứng đứng xa xa nhìn Diệp Thần Phong tu luyện. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong loại này thật giống muốn chết trạng thái sau đó bọn hắn lập tức sốt sáng lên. Cũng may, Bạch Tiểu Nhu nhớ tới tại trong mật thất tình huống, nàng nói nói các ngươi không cần lo lắng, Diệp Đại ca không có việc gì, cái này cũng là trong tu luyện một loại trạng thái. Về phần lão Bạch cùng lão Hắc là trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, bọn hắn cảm thụ Diệp Thần Phong trạng thái như thế này, Diệp Thần Phong rõ ràng là yếu Niết bàn rồi. Tại Niết bàn cảnh trong, trong tình huống bình thường chỉ có đại tầng thứ bước vào đại tầng thứ mới có thể xuất hiện Niết bàn trạng thái như thế này, thế nhưng cũng có cực ít mấy người có thể tại tiểu tầng thứ tiến hành Niết bàn. Thế nhưng, lão Bạch cùng lão Hắc vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể tại Niết bàn cảnh nhị trọng thiên tiểu tầng thứ bên trong liền tiến hành Niết bàn? Nhớ lúc đầu hai người bọn họ cũng đang khóa nhập Niết bàn cảnh tứ trọng thiên, sau đó bọn hắn mới bắt đầu có thể tại tiểu tầng thứ đột phá bên trong Niết bàn, tại tứ trọng thiên trước đó, bọn hắn đều chỉ có tại đại tầng thứ bước vào đại tầng thứ bên trong mới có thể Niết bàn. Tại lão Bạch cùng lão Hắc Á khẩu không biết nói gì thời điểm, Diệp Thần phong trái tim đột nhiên ngừng nhảy lên bên trong thân thể của hắn sinh cơ cũng biến mất không còn chút nào. Nhưng trạng thái như thế này chỉ duy trì 5 giây. Diệp thần phong lập tức cây khô gặp mùa xuân rồi, trái tim của hắn khôi phục nhảy lên, sinh cơ cũng đang hoàn toàn khôi phục lại đây. Lại chết tiếp lại sống sau đó diệp thần phong khí thế trên người thuận lợi khóa nhập niết bàn cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Cùng lúc đó, diệp thần phong trên cánh tay phải lại thêm một cái màu đỏ tơ máu, hắn bây giờ chính là nhị chuyển niết bàn rồi. Nhưng mà, Diệp Thần Phong trong cơ thể nhu hòa tăng vọt linh khí hoàn toàn không có tiêu hao hết. Có Lam Du Linh tuyển linh khí trợ giúp, Diệp Thần Phong rất nhanh lại muốn xông ra nhị trọng thiên trung kỳ bình cảnh. Nhưng này lúc, Diệp Thần Phong nhịp tim, sinh cơ các loại tất cả lại tại biến mất rồi. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần Phong nhịp tim các loại sinh cơ các loại tất cả toàn bộ biến mất không còn chút nào. Nhưng, 5 giây qua đi, Diệp Thần Phong trong cơ thể tất cả lại lần thứ hai khôi phục. Diệp Thần Phong thật khí thế lại khóa nhập nhị trọng thiên hậu kỳ, tay phải của hắn trên cánh tay xuất hiện cái thứ ba màu đỏ tơ máu, hắn chính là tam chuyển niết bàn rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể nhu hòa tăng vọt linh khí nhưng vẫn là không có hấp thu xong. Lão Bạch cùng lão Hắc cảm thụ Diệp Thần Phong liên tục niết bàn, hai người bọn họ là muốn hoàn toàn hỏng mất, cảm thụ Diệp Thần Phong chết đi lại sống tới, cảm thụ Diệp Thần Phong đã là tam chuyển niết bàn rồi hơn nữa là tại niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ tam chuyển niết bàn. Lão Bạch cùng lão Hắc thật có một loại muốn chết kích động, đã kích người cũng không phải đánh như vậy kích đó ha. À. Lúc trước hai người bọn họ tại niết bàn cảnh cũng chỉ có đến bát chuyển niết bàn mà thôi, lấy loại này tình thế đến xem, Diệp Thần Phong tại niết bàn cảnh niết bàn số lần hội siêu vượt bọn họ rất nhiều. Chương 1789, luận bàn. Hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, ở đây ánh mắt của mọi người đều lo lắng tập trung vào trên người hắn. Bao quát ban đầu ở trong mật thất đã gặp Diệp Thần Phong trạng thái như thế này Bạch Tiểu Nhu, người trong con ngươi xinh đẹp đồng dạng là chứa đựng vẻ xuất sắng. Thần huyết quyết, ma thiên quyết cùng long thần quyết, tại Diệp Thần Phong trong cơ thể không đoạn giao thay vận chuyển. Thực lực đang đột phá đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ, tiến vào tam chuyển niết bàn sau. Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể nhu hòa tăng vọt linh khí, trong chớp mắt đột nhiên giảm bớt, còn lại linh khí bị hắn một hơi cho hấp thu phi thường sạch sẽ. Khí thế trên người một trận dập dờn, nhị trọng thiên hậu kỳ bình cảnh được tấn mãnh giải khai, Diệp Thần Phong lập tức khóa nhập niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, bất quá, lần này hắn không có lại niết bàn rồi, nhưng vẫn là dừng lại tại tam chuyển niết bàn. Cảm thấy được không có lần nữa tiến hành niết bàn, mà trong cơ thể lam du linh truyền linh khí cũng tiêu hao hết, Diệp Thần Phong trong lòng là một trận thất vọng, thực lực đang đột phá đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, lại tiến hành rồi hai lần niết bàn sau đó hắn cảm giác bên trong thân thể mình lực lượng là nhanh chóng tăng vọt, loại này nắm giữ thực lực cảm giác là hắn thích nhất rồi. Lão Hắc Giang vận thiên cảm thấy Diệp Thần Phong nội tâm ý nghĩ, hắn tức giận âm thanh tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu tử ngươi dĩ nhiên còn chưa biết thế nào là đủ nếu như ngươi không tiến hành niết bàn, ta xem một cái chén hạ phẩm lam du linh tuyền, vẫn có thể cho ngươi nâng lên thăng một ít thực lực, người phải biết niết bàn một lần cần thiết tiêu hao linh khí cũng là phi thường to lớn. Ngươi có thể tại niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong liền tiến hành rồi ba lần niết bàn, ngươi lại vẫn không hài lòng. Nhớ lúc đầu ta cùng lão Bạch Tại bước vào niết bàn cảnh tứ trọng thiên thời điểm, chúng ta mới có thể tại tiểu tầng thứ đột phá bên trong tình cờ cũng tiến hành niết bàn nghe được lão hắc giang vận thiên tức giận âm thanh diệp thần phong tâm tình mới tốt hơn rất nhiều xem ra hắn là quá không biết đủ hỏi hắn lão bạch lão hắc ta lại uống một chén lam du linh tuyền này đối ta chả có tác dụng hay không lão bạch ngô phong dối rảnh hồi đáp tiểu gia hỏa lam du linh tuyền chỉ có tại lần thứ nhất dùng thời điểm tác dụng lớn nhất sau dùng lời nói tác dụng hội mức độ lớn hạ xuống bất quá nếu như người mỗi ngày đều dùng một ít lam du linh tuyền như vậy này cũng có thể đưa đến tu luyện nhanh hơn tác dụng. Đương nhiên nơi này chỉ là hạ phẩm Lam Du Linh Tuyền đây. Hạ phẩm Lam Du Linh Tuyền chỉ là nhằm vào niết bàn cảnh mà thôi, nếu như tương lai người có thể có được trung phẩm Lam Du Linh Tuyền, thượng phẩm Lam Du Linh Tuyền hoặc là cực phẩm Lam Du Linh Tuyền, như vậy người tại lần thứ nhất dùng thời điểm, nhưng vẫn là sẽ có cực kỳ tác dụng to lớn. Thế nhưng, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, này ba loại lam du linh thuyền đều là châm đối bất đồng cảnh giới cường giả tự coi như người bây giờ được cũng không có dùng tư cách diệp thần phong ở trong lòng yên lặng gật gật đầu hắn đột nhiên nghĩ đến tô nguyệt nếu như cho tô nguyệt dùng lam du linh thuyền như vậy có thể hay không để tô nguyệt cái chân còn lại cũng bước ra niết bàn cảnh do đó để tô nguyệt cũng triệt để tăng lên tới niết bàn cảnh bên trên loại cảnh giới đó lão hắc giang vận thiên cảm nhận được diệp thần phong ý nghĩ sau đó hắn nói ra tiểu tử ngươi không nên suy nghĩ lung tung muốn đột phá niết bàn cảnh đây không phải dựa vào hạ phẩm lam du linh tuyền liền hữu dụng lần này lam Nhạt du linh tuyền chỉ là nhằm vào niết bàn cảnh tầng thứ bên trong đột phá bây giờ bên trong vùng thế giới này căn bản vô pháp sinh ra niết bàn cảnh bên trên cường giả ma đế huyết thiên hắn mặc dù có thể bước ra niết bàn cảnh vừa đến là bởi vì hắn không có trải qua bất kỳ lần nào niết bàn. Hắn đột phá hạn chế cũng ít đi, thứ hai là bởi vì hắn tại đỏ đậm trong sa mạc nên được đã đến cơ duyên không nhỏ, lúc này mới thúc đẩy hắn có thể đủ bước ra niết bàn cảnh. Nghe được lão hắc nói như vậy, Diệp Thần Phong cũng buông xuống cho Tô Nguyệt nuốt vào lam nhạt du linh tuyển ý niệm. Diệp Thần Phong lại đột nhiên nhớ tới bên trong tiểu thế giới mảnh kia trăm ngàn năm Linh Trúc. Linh Trúc Diệp có thể tăng cao thực lực, nhưng mỗi một cái linh trúc bên trong lại tích lũy nhất định linh trúc nước này linh trúc nước so với linh trúc diệp quý giá mười mấy lần đây diệp thần phong hỏi lão bạch lão hắc ta hiện tại có thể dùng trăm ngàn năm linh trúc nước sao lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra người mới vừa vặn dùng xong hạ phẩm lam du linh tuyền người đợi qua một thời gian ngắn đang uống linh trúc nước đi bất quá lấy thực lực của ngươi người mỗi lần chỉ có thể dùng số ít linh trúc nước bằng không thân thể của ngươi sẽ bị năng lượng cho căng nứt. Diệp Thần Phong trong lòng kết thúc cùng lão Bạch, lão hắc trò chuyện sau đó hắn liền từ trên mặt đất đứng lên, lúc này thực lực đột phá đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng cơ thể hắn cường độ nhưng vẫn là dừng lại tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Diệp Thần Phong người nhà tại bên trong tiểu thế giới cũng ở một đoạn thời gian, là thời điểm dẫn dắt bọn hắn chân chính tu luyện. Long thần quyết chính là long tộc không cách nào diệp thần phong bởi vì đã lấy được long tộc truyền thừa hắn mới có thể tu luyện hắn hắn không phải long tộc người căn bản không thể đủ tu luyện loại công pháp này cho nên chỉ có thần huyết quyết cùng ma thiên quyết có thể truyền thụ cho người nhà của hắn hơn nữa diệp thần phong cũng không dám để người nhà của hắn hai loại công pháp đồng thời tu luyện tu luyện muốn từ tiểu nắm lên con trai của diệp thần phong diệp phàm cùng diệp phong còn có con gái diệp linh này ba tên tiểu gia hỏa mặc dù chỉ là thí điểm lớn tiểu hai nhưng bây giờ liền để cho bọn họ bắt đầu tu luyện chuyện này với bọn họ chỉ biết mới có lợi trong đó diệp phàm cùng diệp phong lựa chọn tu luyện thần huyết quyết mà diệp linh lại lựa chọn tu luyện ma thiên quyết tuy rằng này ba tên tiểu gia hỏa cũng còn tỉnh tỉnh mê mê đây này bất quá xem ra này diệp linh tương lai nhất định hội trở thành một ma nữ tại đem công pháp truyền thụ cho người nhà mình đồng thời chỉ điểm một cái bọn hắn tu luyện sau đó diệp thần phong lại chỉ điểm thiên hỏa lão nhân cùng hoàng sung nghĩa đám người luyện khí cùng chế thuốc bây giờ diệp thần phong người nhà chính thức yếu bước lên con đường tu luyện rồi hiện nay dùng một ít nhất phẩm đan dược là thích hợp diệp thần phong để thiên hỏa lão nhân bọn hắn nỗ lực ở nơi này tiếp tục học tập luyện khí cùng chế thuốc tại làm xong những chuyện này sau đó hai ngày lại qua rồi diệp thần phong biết yếu đi ra bên ngoài nhìn một chút bạch tiểu nhu thì kề cận diệp thần phong muốn cùng Diệp Thần Phong cùng đi ra ngoài. Thế là, Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu liền cùng rời đi tiểu thế giới, một lần nữa về tới Thiên Âm Thành bên trong. Diệp Thần Phong đi ở Thiên Âm Thành trên đường cái, rất nhanh, hắn và Bạch Tiểu Nhu liền đi tới Thiên Âm Thành quảng trường khổng lồ bên trên, hắn nhìn thấy trên quảng trường tụ tập rất nhiều niết bàn cảnh cường giả. Nhìn thấy Diệp Thần Phong đến, trên quảng trường người dồn dập cùng Diệp Thần Phong chào hỏi. Mặc dù có người đối với Diệp Thần Phong trước đó để cho bọn họ chắp phá 30 triệu linh thạch thượng phẩm sự tình không hài lòng lắm, hơn nữa ở này hai ngày bên trong đã có mấy cái tông môn lui ra Diệp Minh rồi. Thiên Âm môn thái thượng trưởng lão Lý Khiếu Văn cũng ở tại chỗ, tại Thiên Âm trong môn phái, hắn là trừ Tô Nguyệt ra, duy nhất một tên niết bản cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, đương nhiên bây giờ tại Diệp Minh bên trong cũng chỉ có Tô Nguyệt cùng Lý Khiếu Văn đã tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên. Lý Khiếu Văn đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, Minh Chủ, nghe nói hai ngày nay ngươi đang nghỉ ngơi, căn cứ tin tức chuyển đến, mà đạo cùng ba đại tông môn liên minh người, bọn hắn đang không ngừng áp sát chúng ta thiên âm thành. Bây giờ có viễn cổ phòng ngự trận cùng viễn cổ sát trận, Diệp Thần Phong đối với ba đại tông môn ở Lion cùng ma đạo, hắn không có trước đó chặt như vậy bức bách, hắn hiện tại càng muốn biết mình một chút tam chuyển niết bàn rồi, thực lực như thế nào diệp thần phong hỏi lý lão các ngươi tụ tập ở nơi này làm gì lý khiếu văn hồi đáp minh chủ chúng ta tại lẫn nhau thảo luận một cái tu luyện kinh nghiệm lý khiếu văn đối diệp thần phong trả là cực kỳ tôn kính dù sao ngũ phẩm luyện dược sư cùng lục phẩm thân phận của luyện khí sư đủ khiến hắn đối diệp thần cung kính một chút rồi diệp thần phong gật đầu nói lý lão ngươi có thể hay không cùng ta giao thủ một cái ta muốn biết chính mình bây giờ sức chiến đấu như thế nào. Lý Khiếu Văn cảm thụ Diệp Thần Phong niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế, hắn vội vàng nói, này nhưng không được a à hát. Kỳ thực Lý Khiếu Văn trong lòng chả là cực kỳ khiếp sợ, dù sao lần thứ nhất cùng Diệp Thần Phong gặp mặt, Diệp Thần Phong mới luân hồi cảnh thực lực đây. Bất quá, Lý Khiếu Văn tuy rằng cũng biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu cường hãn, nhưng hắn cũng không nhận ra chính mình không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, dù sao hắn nhưng là đường đường niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực đây. Diệp thần phong cười nói, lý lão, chúng ta không cần sử dụng bất kỳ chiến kỹ, liền trực tiếp dựa vào tay không chiến đấu là được rồi, nếu như lý lão người thắng ta, như vậy ta cho người luyện chế một lần ngũ phẩm đan dược, hơn nữa linh thảo ta giúp người xuất, người thấy thế nào? Nghe vậy. Lý khiếu văn con người lập tức phát sáng lên, nói ra, minh chủ, người không có tại cùng ta nói đùa sao ta thắng ngươi, như vậy e sợ không tốt. Diệp thần phong khoát tay áo một cái, nói ra, thực lực của ta chỉ có niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, liền coi như ta thua cho lý lão ngươi, ta cũng không mất mặt ma. Bằng không, nếu như lý lão ngươi thắng ta, như vậy ta cho ngươi luyện chế hai lần ngũ phẩm đan dược. Lúc này, Lý Khiếu Văn là hoàn toàn nhịn không được, hắn cười nói, được, minh chủ, như vậy ta liền cùng ngươi đến luận bàn một chút đi cũng không nên quên người phải giúp ta luyện chế hai lần ngũ phẩm đan dược. Chu Vi Diệp Minh niết bàn cảnh cường giả, bọn hắn nghe được Lý Khiếu Văn cùng Diệp Thần Phong đối thoại sau, bọn hắn cũng từng cái lòng ngứa ngáy lên, dù sao ngũ phẩm đan dược bọn hắn đều trông mà thèm cực kỳ. Minh chủ, bằng không ta cũng cùng ngươi luận bàn một chút đi. Minh chủ, còn có ta đây, thực lực của những người này có tại niết bàn cảnh tam trọng thiên, có tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên. Lúc trước Diệp Thần Phong giết chết Ngũ Hồn Đông Sự Tình, Tô Băng Vân không có tuyên dương ra ngoài, chuyện này bây giờ chỉ có Tô Nguyệt mới biết, liền ngay cả Lý Khiếu Văn cũng còn không biết rõ tình hình. Mà có mấy người cũng chỉ là nghe nói qua Diệp Thần Phong sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa lần này luận bàn không sử dụng bất kỳ chiến kỹ, bọn hắn đều nghe nói Diệp Thần Phong chỗ lợi hại chính là kiếm ý cùng áo nghĩa, bây giờ những này cũng không có thể thi triển, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong chính là nhổ răng lão hổ rồi loại này chiếm tiện nghi cơ hội bọn hắn đương nhiên không muốn buông tha nhưng diệp thần phong bực này tam chuyển niết bàn niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ có ở đây không thi triển bất kỳ chiến kỹ kiếm ý cùng áo nghĩa dưới tình huống hắn thật sự sẽ là nhổ răng lão hổ sao diệp thần phong nhìn xem chu vi dồn dập mở miệng niết bàn cảnh cường giả khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười nói ra mọi người đều có cơ hội từng cái từng cái đến sau đó các ngươi cũng không nên bỏ quyền nha chương 1790, khiến người ta líu lưỡi thực lực. Vân Tiên Tông Lão Tổ Tả Đức Nguyên, Lạc Nhật Đảo Lão Tổ Ngô Thanh Sơn, Xích Viêm Tông Lão Tổ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An cũng đều ở đây. Chỉ bất quá bọn hắn đứng so sánh dựa vào sau, bọn hắn nhìn xem những này nóng lòng muốn thử cường giả, bọn hắn cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Ở đây bốn người này cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc thời gian là dài nhất được rồi, Tả Đức Nguyên lắc đầu thấp giọng nói, Diệp huynh đệ không phải là yêu thích tìm tai vạ người, chúng ta không cần đi tham gia náo nhiệt, nói không chắc sau đó Diệp huynh đệ sẽ cho chúng ta một cái kinh nghỉ đây. Ngô Thanh Sơn cũng liền vội vàng gật đầu nói, nói không chắc Diệp huynh đệ thật là có cùng niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cao thủ một trận chiến thực lực, ta biết Diệp huynh đệ nhưng cho tới bây giờ không phải một cái yêu thích người chịu thua thiệt. Tàng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An trong lòng cũng cực kỳ tán thành, bọn hắn đối diệp thần phong vị sư phụ này đồng dạng là có sự hiểu biết nhất định tả đức nguyên bốn người này có thể nói là chứng kiến diệp thần phong trưởng thành người lúc trước bọn hắn cùng diệp thần phong lần thứ nhất lúc gặp mặt diệp thần phong thực lực nhưng là liền tạo hóa cảnh đều không có đến bây giờ diệp thần phong nhưng có niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực trong lòng bọn họ không thể không cảm thán a hát. diệp thần phong để những kia muốn cùng hắn so tài niết bàn cảnh cường giả đứng ở bên trái Hắn nói ra, các ngươi đều là có cơ hội, chờ ta trước cùng Lý lão tỷ thí xong rồi, ta tại cùng các ngươi từng cái từng cái luận bàn, chỉ muốn các ngươi có thể chiến thắng ta, như vậy ta cũng sẽ giúp các ngươi luyện chế hai lần ngũ phẩm đan dược. Những này đứng ở bên trái nhất bàn cảnh cường giả, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn mỗi một người đều chờ mong lấy chiến thắng Diệp Thần Phong rồi. Những này đứng ở bên trái, hầu như đều là mới vừa gia nhập Diệp Minh cường giả quảng trường khổng lồ trung gian lập tức được chống không, để lại cho Diệp Thần Phong cùng Lý Khiếu Văn so tài. Diệp Thần Phong cùng Lý Khiếu Văn mặt đối mặt đứng đấy. Diệp Thần Phong nói ra, Lý Lão, trước tiên nói rõ, chúng ta đều không sử dụng chiến kỹ, còn ngươi nữa tốt nhất sử xuất toàn lực, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Trước đó Diệp Thần Phong chiến thắng niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thủy vinh sinh, này Lý Khiếu Văn cũng là ở đây, lúc ấy diệp thần phong vẫn không có bước vào niết bàn cảnh đây bất quá theo lý khiếu văn diệp thần phong có thể chiến thắng thủy vinh sinh hoàn toàn là dựa vào mạnh mẽ chiến kỹ bây giờ tuy nói diệp thần phong đột phá đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thế nhưng tại không sử dụng chiến kỹ dưới tình huống hắn cho rằng diệp thần phong đối với hắn không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì lý khiếu văn cho rằng hay là muốn cho diệp thần phong lưu một ít mặt mũi Diệp Thần Phong dù sao cũng là Diệp Minh Minh Chủ. Lý Khiếu Văn gật đầu nói, Minh Chủ, người có bao nhiêu thực lực, người cứ việc triển khai ra được rồi, ta bộ xương già này nhưng không có chu đáo không thể dùng. Diệp Thần Phong không nhiều lời nữa, trong cơ thể hắn khí thế tăng vọt. Trên cánh tay phải ba cái đại diện cho niết bàn huyết tuyến, tại khí thế tăng vọt trong nháy mắt, tơ máu lóe lên hào quang màu đỏ. Bất quá, có ống tay áo che lấp, ai cũng không nhìn thấy Diệp Thần Phong trên cánh tay phải biến hóa. Tại ba cái màu đỏ tơ máu lóe lên trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể mình sức mạnh đang không ngừng kéo lên. Chân phải đạp đất, trên mặt đất tấm gạch trong nháy mắt dường như mạng nhện giống như xuất hiện từng cái từng cái vết dạn nứt. Diệp Thần Phong thân ảnh hướng về Lý Khiếu Văn nhoáng tới. Tốc độ phi thường nhanh. Lý Khiếu Văn không nghĩ tới Diệp Thần Phong có tốc độ nhanh như vậy, trong cơ thể hắn khí thế cũng bắt đầu lăn lộn, hắn không có tướng khí thế tăng lên tới cao nhất. Hắn chỉ lo Diệp Thần Phong ở trong tay hắn liền một chiêu cũng đi bất quá, hắn trung quy phải để Diệp Thần Phong sống qua mấy chiêu, như vậy Diệp Thần Phong mặt mũi cũng đẹp mắt. Diệp thần phong đương nhiên cũng cảm thấy Lý Khiếu Văn không có sử xuất toàn lực, hắn cũng lập tức thu liếm khí thế, không có đem toàn lực của chính mình xuất ra. Nắm tay phải oanh ra, quyền phong từng trận, không khí vặn vẹo thấy diệp thần phong vung quyền lý khiếu văn cũng đồng dạng vung quyền rồi hắn cười nói minh chủ để lão phu đến mở mang thực lực của ngươi đi người chung quanh nhìn thấy diệp thần phong cùng lý khiếu văn đối oanh nắm đấm những kia đứng ở bên trái cũng muốn cùng diệp thần phong so tài niết bàn cảnh cường giả bọn hắn dồn dập thấp giọng mở miệng tại bực này tuổi liền nắm giữ niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Minh chủ tuyệt đối là một cái thiên tài tuyệt thế rồi, nếu như hắn như thế tiếp tục trưởng thành, hắn đem đến tuyệt đối sẽ tất nhiên huyền giới đệ nhất nhân, nhưng hắn bây giờ còn quá trẻ tuổi, tại không sử dụng chiến kỹ cùng còn lại chiêu thức dưới tình huống, chống trơn là so đấu sức mạnh cùng tốc độ nhanh, e sợ Minh chủ không phải là Lý lão đối thủ, các ngươi nói Minh chủ sẽ ở Lý lão trong tay sống qua mấy chiêu. Ta nghĩ Lý lão cũng sẽ không khiến Minh chủ quá mất mặt tối thiểu muốn cho minh chủ sống qua mười mấy chiêu a. À. Ở xung quanh niết bàn cảnh cường giả thấp giọng nghị luận thời gian. Diệp Thần Phong nắm tay phải cùng Lý Khiếu Văn nắm tay phải đã tiếp cận. Ầm, um, một tiếng, hai quyền đụng vào, khiến người ta mở rộng tầm mắt sự tình xảy ra, Lý Khiếu Văn dường như như diều đứt dây, thân thể được trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà Diệp Thần Phong nhưng chỉ là rút lui một bước mà thôi ngã xuống đất thượng lý khiếu văn hắn cảm giác vừa vặn nắm đấm nhận lấy cực hạn trọng lực thân sắc của hắn bắt đầu ngưng trọng lên hắn phát hiện mình quá khinh thường diệp thần phong vị minh chủ này rồi tại ánh mắt của mọi người dưới lý khiếu văn từ trên mặt đất đứng lên bởi vì diệp thần phong nắm chắc được rồi cường độ lý khiếu văn cũng không hề bị thương lý khiếu văn nhìn xem diệp thần phong nói ra minh chủ xin lỗi ngược lại hắn lại nói Vừa vặn là ta quá khinh thường ngươi rồi, ta xin lỗi ngươi, vừa nãy ta cũng không có thi triển toàn lực, lúc này ta sẽ không lại như thế xem thường Minh chủ rồi, một quyền này ta hội sử xuất toàn lực. Theo Lý Khiếu Văn vừa vặn Diệp Thần Phong đã là sử xuất toàn lực, nếu như cho hắn biết Diệp Thần Phong cũng không có sử xuất toàn lực, đoán chừng hắn căn bản vô pháp bình tĩnh như thế nói chuyện. Tại Lý Khiếu Văn mở miệng sau đó ở đây những người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm nguyên lai like vừa vặn là lý khiếu văn nhường diệp thần phong rồi bằng không diệp thần phong lấy niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực một quyền đánh bay niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ lý khiếu văn vậy thì quá làm người nghe kinh hãi vậy thì để cho bọn họ quá không thể nào tiếp thu được rồi diệp thần phong vừa vặn thu hồi ba thành lực đạo không nghĩ tới vẫn là đem không có sử xuất toàn lực lý khiếu văn đánh bay ra ngoài xem ra trải qua niết bàn về sau niết bàn cảnh quả nhiên không phải chuyện nhỏ lần sau Diệp Thần Phong có thể tam chuyển niết bàn rồi. Thấy Lý Khiếu Văn Yếu sử xuất toàn lực rồi, Diệp Thần Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, hắn lúc này cũng phải sử xuất toàn lực rồi. Hắn muốn nhìn một chút tam chuyển niết bàn một quyền đến cùng có thể có bao nhiêu power. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng sẽ khống chế xong cường độ, tận lực không cho Lý Khiếu Văn bị thương. Diệp Thần Phong nói ra, Lý Lão, lúc này người công kích trước đi. Lý Khiếu Văn không có khách khí, bên trong thân thể của hắn thật khí thế tăng lên tới cao nhất, bóng người hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Nắm tay phải bên trong hàm chứa cực hạn sức mạnh, hắn tin tưởng lấy vừa vặn Diệp Thần Phong biểu hiện ra sức mạnh, cho dù không tiếp nổi hắn toàn lực một quyền này, cũng tuyệt đối sẽ không được quá lớn thương thế, dù sao hắn cũng sẽ khống chế xong cường độ. Tại Lý Khiếu Văn sử xuất toàn lực sau, chung quanh nhất bàn cảnh cường giả bọn hắn đều có thể cảm giác được lý khiếu văn trên người cái kia cực hạn niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế rồi bọn hắn cho rằng lúc này diệp thần phong hẳn là yếu rơi xuống hạ phong rồi hơn nữa rất nhanh hội thua ở lý khiếu văn trong tay nhưng mà so với vừa vặn còn muốn cảnh tượng khó tin xảy ra chỉ thấy diệp thần phong trong cơ thể khí thế cũng nhanh chóng kéo lên trên cánh tay phải ba cái tơ máu hào quang màu đỏ lấp lánh liên tục Tại hào quang màu đỏ lóe lên trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trong cơ thể leo lên khí thế dĩ nhiên không có ngưng hẳn ý tứ. Diệp Thần Phong nắm tay phải cũng mãnh liệt đánh ra ngoài. ầm um, một tiếng. Lúc này, Lý Khiếu Văn sử xuất toàn lực rồi. Nhưng Lý Khiếu Văn bại lại càng thêm hoàn toàn. Chỉ thấy Lý Khiếu Văn thân thể bay ngược ra 15 mét, mà vừa vặn không có sử xuất toàn lực thời điểm, Lý Khiếu Văn chỉ bay ngược ra ngoài khoảng 7 mét. Đến giờ phút này rồi, ở đây niết bàn cảnh cường giả, bọn hắn cuối cùng là biết rồi, vừa vặn lý khiếu văn không có sử xuất toàn lực, mà Diệp Thần Phong cũng không có sử xuất toàn lực. Hiện tại Lý Khiếu Văn sử xuất toàn lực rồi, Diệp Thần Phong cũng sử xuất toàn lực rồi, Lý Khiếu Văn lần nữa được Diệp Thần Phong cho đánh bay ra ngoài. Diệp Thần Phong thực lực để người ở chỗ này líu lưỡi không ngớt. Bởi Diệp Thần Phong khống chế cường độ thập phần thỏa đáng, Lý Khiếu Văn chỉ là dáng dấp chật vật một điểm, trong cơ thể hắn vẫn không có được nội thương, hắn sau khi đứng dậy, cười nói, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, tiền lãng tử tại sa than thượng A Hát. Minh chủ, người mạnh hơn ta, ta thua tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy Lý Khiếu Văn chân thành biểu lộ, Diệp Thần Phong cũng khiêm tốn khoát tay áo một cái, đang toàn lực vung ra một quyền đem lý khiếu văn đánh bay sau đó diệp thần phong đối với mình tam chuyển niết bàn niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực trong lòng của hắn có một cái đại khái hiểu rõ lấy thực lực bây giờ của hắn coi như là đối đầu niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ chỉ sợ hắn cũng sẽ không có vấn đề gì rồi diệp thần phong nhìn đứng ở bên trái những niết bàn cảnh đó cường giả hắn nói ra ta cùng lý lão luận bàn kết thúc xuất hiện tại các người có thể từng cái từng cái cùng ta so tài Nghe vậy, những này niết bàn cảnh cường giả cả người run lên một cái, mỗi một người đều lộ ra một tấm mặt khổ qua đến, tại thấy được Diệp Thần Phong sức chiến đấu sau đó nếu như bọn họ còn muốn luận bàn, như vậy bọn hắn chính là có tìm tai và khuynh hướng. Chương 1791, chiến hỏa nổi lên. Sau một ngày, Thiên Âm Thành trong nghị sự đại sảnh Ngày hôm qua Diệp Thần Phong cùng Lý Khiếu Văn mặc dù nói không có sử dụng chiến kỹ đối chiến, Thế nhưng mọi người đều biết Diệp Thần Phong lợi hại nhất chính là kiếm ý cùng áo nghĩa vân vân. Nếu như có thể thi triển những chiêu thức này, như vậy Lý Khiếu Văn đem bị thua càng thêm khốc liệt. Trải qua ngày hôm qua chuyện này sau đó đặc biệt là những kia vừa vặn gia nhập Diệp Minh người, bọn hắn đối Diệp Thần Phong là càng thêm cung kính, đem trước Diệp Thần Phong để cho bọn họ chắp phá 30 triệu linh thạch thượng phẩm bất mãn, toàn bộ đều tạm thời ném ra sau đầu rồi. Diệp Thần Phong lấy tư cách Diệp Minh Minh chủ, hắn đương nhiên là ngồi ở phòng nghị sự vị trí đầu não trên. Tô Nguyệt cùng Lý Khiếu Văn phân biệt ngồi ở Diệp Thần Phong hai bên, về phần còn lại niết bàn cảnh cường giả nhưng là ngồi ở bọn hắn phía dưới vị trí. Tả Đức Nguyên, Ngô Thanh Sơn, Tăng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An bốn người này, bọn hắn đồng dạng là đi tới trong nghị sự đại sảnh, bọn hắn nhìn xem thong dong bình tĩnh ngồi ở chủ vị Diệp Thần Phong, trong đầu hồi tưởng ngày hôm qua Diệp Thần Phong cùng Lý Khiếu Văn đối chiến, không nghĩ tới cuối cùng Diệp Thần Phong còn thật sự cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Tuy rằng bọn hắn biết Diệp Thần Phong không phải một cái người chịu thua thiệt, bọn hắn suy đoán Diệp Thần Phong hay là thật sự có cùng Lý Khiếu Văn một trận chiến thực lực, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lý Khiếu Văn sẽ ở Diệp Thần Phong trong tay bị thua như vậy triệt đề. Nhớ lúc đầu Diệp Thần Phong vẫn là một cái yêu cầu bọn hắn bảo vệ thanh niên đây. Bây giờ mới qua thời gian ngắn như vậy, Diệp Thần Phong cũng đã trưởng thành đã đến để cho bọn họ cảm thấy không bằng trình độ. Diệp Minh hết thảy nhất bàn cảnh cường giả đều tập trung vào trong nghị sự đại sảnh rồi. Tô Nguyệt trước tiên mở miệng nói, "Minh chủ, căn cứ tin tức truyền đến, ba đại tông môn liên minh người hôm nay hoặc là ngày mai, bọn hắn liền sẽ đến Thiên Âm Thành bên ngoài rồi, chúng ta có phải không yếu áp dụng cái gì biện pháp? Còn có tại ba đại tông môn liên minh người đến sau, e sợ ma đạo người không được bao lâu cũng sẽ đã tới. Hôm nay hết thảy niết bàn cảnh cường giả tập trung đến trong nghị sự đại sảnh, vì chính là thương thảo một cái kế tiếp biện pháp ứng đối. Bây giờ tô nguyệt một cái chân đã bước ra niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, đối mặt ba đại tông môn ở lai ẩn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Chân chính hẳn là lo lắng chính là là ma đế huyết thiên xuất lĩnh ma đạo. Diệp thần phong nhìn xem ở đây niết bàn cảnh cường giả. Hỏi hắn, mọi người có hay không cái gì kiến nghị? Các ngươi có thể cứ việc nói ra. Như hôm nay âm trong thành có mạnh mẽ phòng ngự trận bảo vệ, tuy nói viễn cổ sát trận còn chưa mở ra, mọi người cũng không biết có viễn cổ sát trận tồn tại, thế nhưng có mạnh mẽ như thế phòng ngự trận, này làm cho ở đây niết bàn cảnh cường giả là hết sức yên tâm. Diệp Thần Phong thấy không có người mở miệng, hắn liền nói ra, nếu mọi người không có kiến nghị cần nói như vậy các người phải làm gì thì đi làm đi. Hiện tại chúng ta liền chỉ cần chờ ba đại tông môn ở Lion cùng ma đạo đến. Diệp thần phong trong lòng đã trải qua sơ bộ ấp ủ được rồi một cái tận diệt phương pháp xử lý rồi. Chỉ cần trong lòng hắn cái biện pháp này sử dụng thỏa đáng, hay là chả thật sự có thể đem ba đại tông môn ở Lion cùng ma đạo đồng thời giải quyết. Mà đang lúc này, một tên Diệp Minh Luân hồi cảnh cường giả bóng người lách vào trong nghị sự đại sảnh. Tên này luân hồi cảnh cường giả là lưu ở cửa thành trên lâu thành, phụ trách quan sát ngoài cửa thành gió thổi cỏ lay. Tên này luân hồi cảnh cường giả khi tiến vào phòng nghị sự sau, hắn lập tức đối với Diệp Thần Phong nói ra, minh chủ, ba đại tông môn liên minh người đến Thiên Âm thành bên ngoài rồi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới ba đại tông môn liên minh người tới nhanh như vậy, vào hôm nay liền đến Thiên Âm thành bên ngoài rồi, hắn đứng lên nói ra, nếu khách nhân của chúng ta đã tới như vậy chúng ta liền đi xem xem đi. Tô Nguyệt một cái chân bước ra niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sự tình, bây giờ còn chưa có tung ra ngoài. Về phần ma đế đột phá đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó sự tình, bây giờ ngoại trừ diệp thần phong cùng Tô Nguyệt các loại mấy cái có hạn người biết ở ngoài, ba đại tông môn ở Lion khẳng định cũng còn không biết. Thiên âm thành bên ngoài Tại phong lôi tông vương quang hùng, kiếm vũ sơn trang quý bình an hòa tinh vân tông hứa cao thuận, bọn hắn ba người này dưới sự hướng dẫn. Ba đại tông môn ở Lion tổng cộng đến rồi 23 tên niết bàn cảnh cường giả, đương nhiên trong này đã bao gồm Vương Quang Hùng ba người bọn họ, cùng với hải tộc tộc trưởng đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ rồi. Tại trong chính đạo chả có rất nhiều tông môn cùng niết bàn cảnh tán tu. Bọn hắn lại không có lựa chọn gia nhập Diệp Minh, cũng không có lựa chọn gia nhập ba đại tông môn ở Lion. Bọn họ là lựa chọn tránh né lên. Mà bây giờ ba đại tông môn ở Lion lại nằm ở yếu thế, liên minh bọn họ bên trong niết bàn cảnh cường giả là cực có co lại. Tại đến thiên âm thành bên ngoài sau, Vương Quang Hùng trong tay xuất hiện một tòa mini bản thành trì. Vương Quang Hùng bàn tay đưa tới, tòa này mini bản thành trì được vứt cho giữa không chung. Đột nhiên, tòa này mini bản thành trì tản ra từng trận kim quang. Tại kim quang tán phát đồng thời, tòa này mini bản thành chỉ đang không ngừng mở rộng lại mở rộng. Chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian. Tòa thành trì này biến thành chân thật thành trì một kích cỡ tương đương rồi. Cả tòa vàng trói lọi thành trì đứng lặng ở thiên âm thành bên ngoài, cùng thiên âm thành vừa vặn mặt đối mặt. Tòa này vàng trói lọi thành trì, trung quanh là màu vàng tường thành, hai cánh dày nặng cửa lớn màu vàng óng đóng thật chặt. Bất quá, tòa thành trì này bên trong diện tích cực kỳ nhỏ bé. Trong thành chỉ có thể chứa đựng 5 căn tả hữu phòng ốc Thế nhưng, tòa này vàng trói loại thành trì nhỏ Nó tường thành cùng thành lầu ngược lại là cực kỳ khí thế Tòa thành nhỏ này chỉ tên là bất diệt thành, thuộc về hạ phẩm bảo khí Này bất diệt thành coi lại thả như thường, có thể tùy thân mang theo ở trên người Quan trọng nhất là bất diệt thành có cường hãn phòng hộ tác dụng Có ở đây không diệt thành trên không trung hội hình thành một tầng kết giới mà không diệt thành chung quanh màu vàng tường thành năng lực phòng ngự cũng là cực kỳ không tầm thường này bất diệt thành xem như là phong lôi tông duy nhất một món bảo khí rồi có ở đây không diệt thành đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên trời âm thành đối diện sau đó vương quang hùng trong tay liên tục kết ấn trong tay hắn dấu ấn đánh vào đóng chặt cửa lớn màu vàng óng bên trên cửa lớn màu vàng óng lập tức chậm rãi mở ra tại vương quang hùng dưới sự hướng dẫn tất cả mọi người tiến vào bất diệt trong thành, bọn hắn đi tới bất diệt thành trên cổng thành, ánh mắt nhìn chăm chú vào thiên âm thành trên cổng thành. Quý Bình An mở miệng nói, có các người phong lôi tông bất diệt thành, chúng ta tối thiểu có năng lực tự vệ rồi, lúc này không nhưng chúng ta muốn tiến công thiên âm thành, liền ngay cả ma đạo cũng phải chạy tới, ta ngược lại muốn xem xem này cái gọi là Diệp Minh có thể chống đỡ tới khi nào. Hứa Cao Thuận nói ra, hay là chúng ta đổi loại phương thức xử lý cũng không tệ, dù sao Diệp Minh trong tay có hai cái tinh chìa khóa cửa, còn có ma đế huyết thiên không thể không đề phòng A -Hát. Một bên đêm đông biển, vu phong giang cùng vu phong chỉ ba người này, bọn hắn khi nghe đến quý bình an đám người đối thoại sau, trong lòng bọn họ là liên tục cười lạnh. Tại vương quang hùng đám người đứng lên bất diệt thành trên lâu thành lúc. Diệp thần phong cùng Tô Nguyệt mấy người cũng đi tới thiên âm thành trên cổng thành. Tô Nguyệt lông mày chăm chú vừa nhíu, Nàng nói nói, xem ra lúc này ba đại tông môn ở Lion là làm đủ chuẩn bị, bất diệt thành chính là hạ phẩm bảo khí, cho dù bằng vào ta thực lực hôm nay, e sợ yếu phá tan bất diệt thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp thần phong nghe được Tô Nguyệt lời nói sau, hắn khởi điểm cũng nhíu mày đến, mà khi hắn nhìn thấy bất diệt thành trên lâu thành hải tộc đêm đông biển ba người lúc, hắn chỉ là trần chờ chốc lát, trong lòng của hắn liền lộ ra nụ cười đến, hắn tin tưởng đêm đông biển đám người không sẽ phản bội hắn, dù sao bên trong thân thể của hắn nắm giữ hải tộc trí bảo Thủy Linh Châu, hắn trưởng khống hải tộc tính mạng của tất cả mọi người. Đáng tiếc này Thủy Linh Châu tuy nói là trung phẩm bảo khí, thế nhưng nhất định muốn gặp phải nước mới có thể phát huy tác dụng, này Thủy Linh Châu hạn chế lớn vô cùng. Diệp thần phòng ánh mắt như ngừng lại vương quang hùng bọn người trên thân, hắn nói ra, làm sao? Lần trước các người bỏ xuống đồng bạn của mình trốn, các người lại còn có mặt lần nữa đi tới ta thiên âm thành bên ngoài. Ta xem các ngươi lần này lại yếu cong đuôi trốn. Được diệp thần phong có một chút chỗ đau, đây không thể nghi ngờ là tại trên vết thương vung một nắm muối. Vương Quang Hùng, Quý Bình An hòa hứa cao thuận ba người này, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt âm trầm lên. Bên trong thân thể lửa giận không ngừng phun trào, Vương Quang Hùng quát lên tiểu tử. Ngươi quả thực là đang tìm cái chết, ta xem ngươi chả không biết mình tình cảnh bây giờ chứ. Có muốn hay không ta tới để điểm chỉ điểm ngươi. Mà đạo cũng phải đến tiến công ngươi thiên âm thành rồi, ngươi e sợ không tốn thời gian dài liền không cười được. Diệp thần phong không sao cả nói ra, các ngươi là đến cùng ta xả đạm sao. Ta nhưng không có thời gian bồi các ngươi chơi tiếp, nếu như các ngươi có bản lĩnh, như vậy các ngươi tới công kích ta thiên âm thành A-Hát ta bất cứ lúc nào đều hoan nghênh. Diệp thần phong khóe miệng hiện lên một vệt tức chết người không đền mạng nụ cười. Ba đại tông môn ở Lai ẩn đến. Ngọn lửa chiến tranh yếu dâng lên. chương 1792, tức hộp máu. Thiên âm thành trên cổng thành. Vân tiên tông tả Đức Nguyên cùng lạc nhật đảo Ngô Thanh Sơn. Bọn hắn đã từng là gặp một lần đêm đông biển, bởi vì đêm đông hải bang Diệp Thần Phong cho bọn họ đưa qua một lần tin tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn khởi điểm vẫn không có nhớ tới đêm đông biển là ai. Chẳng qua là cảm thấy đêm đông biển tướng mạo có chút quen mắt, đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau, bọn hắn rốt cục nhớ tới đêm đông biển người này đến rồi. Bất quá, tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn đều không có mở miệng, bọn hắn chỉ là liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, bọn hắn suy đoán đêm đông biển chẳng lẽ là Diệp Thần Phong sắp xếp vào ba đại tông môn trong liên minh. Vẫn là đêm đông biển phản bội Diệp Thần Phong đứng ở bất diệt thành trên lâu thành vương quang hùng, quý bình an hòa hứa cao thuật, bọn hắn biết mình là không phá ra được thiên âm thành phòng ngự, dù sao bọn hắn lần trước đã thử qua, trong lòng bọn họ hận không thể đem diệp thần phong cho lột ra chóc thịt. Nhưng hôm nay địa huyền giới tổng cộng có ba thế lực lớn, theo thứ tự là ma đạo, diệp minh cùng ba đại tông môn ở Lion, trong đó ba đại tông môn ở Lion hiện nay thế lực yếu nhất. Mấy ngày nay Vương Quang Hùng mấy người cũng một mực tại cân nhắc chuyện này, Cuối cùng bọn hắn cuối cùng là nghĩ tới một cái biện pháp, tuy rằng tạm thời không thể giết chết Diệp Thần Phong, thế nhưng tối thiểu có thể làm cho bọn hắn ở Lion không nằm ở yếu thế. Vương Quang Hùng nhìn lên trời âm thành trên lâu thành Diệp Thần Phong, hắn cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi không cần quá kiêu ngạo rồi, ngươi đây là tại đem chúng ta buộc liên thủ với ma đạo, nếu như ma đạo có sự gia nhập của chúng ta, ngươi cho rằng ngươi Diệp Minh còn có thể tồn tại bao lâu?" Ba đại tông môn trong liên minh nhất bàn cảnh cường giả, bọn hắn không nghĩ tới vương quang hùng hội nói ra những lời ấy. Bất quá, bọn hắn đã bước lên chiếc thuyền này, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ một con đường đi tới hắc. Tô Nguyệt nhìn xem cực kỳ vô sỉ Vương Quang Hùng, người khẽ kêu nói, Vương Quang Hùng, người thậm chí có mặt nói lời như vậy. Người lại muốn liên thủ với ma đạo, lẽ nào người quên chúng ta chính đạo cùng ma đạo ở giữa cửu hận sao? thiên âm thành trên lâu thành diệp minh niết bàn cảnh cường giả, bọn hắn cũng từng cái cực kỳ khinh thường nhìn xem vương quang hùng đám người. Vương quang hùng quát lên, tô nguyệt, lời nói cũng không làm được nói như vậy, nếu như chúng ta ba đại tông môn ở Lion liên thủ với ma đạo, cái này cũng là bái các người ban tặng, đương nhiên ta chả có thể cho các người một cơ hội. Như vậy chính là chúng ta ở Lion cùng các người diệp minh hợp tác. Chúng ta tạm thời thả xuống ân oán đối kháng ma đạo, bất quá các ngươi nhất định muốn lấy võ đạo chi tâm phát thệ, tại không có diệt trừ ma đạo trước đó, các ngươi diệp minh bên trong bất luận người nào không thể đối với chúng ta động thủ, như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm hợp tác với các ngươi rồi. Một khi lấy võ đạo chi tâm phát thệ, như vậy liền tất cần phải tuân thủ lời hứa rồi, một khi đổi ý, tâm tính có cực lớn khả năng sẽ chịu đến ảnh hưởng, thậm chí tại trên con đường tu luyện đem cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến bộ nửa phần. Quý Bình An lập tức nói ra thế nào? Chúng ta nói lên yêu cầu cũng không quá đáng chứ. đương nhiên chúng ta cũng sẽ dùng võ đạo chi tâm phát thể. Có ở đây không diệt trừ ma đạo trước đó, chúng ta cũng sẽ không đối với các người Diệp Minh người động thủ. Chỉ cần Diệp Minh thỏa hiệp, bọn hắn sau này có rất nhiều cơ hội tìm những người khác đi giết Diệp Thần Phong. Chỉ cần bọn hắn không tự mình ra tay là được rồi. Vương Quang Hùng các loại trong lòng ba người là đánh như vậy bản tính hứa cao thuận cũng lập tức nói ra mọi người hảo hảo suy nghĩ một chút đi dù sao lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm yếu là chúng ta liên thủ với ma đạo như vậy các ngươi diệp minh kết cục sẽ như thế nào các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được đi nha đứng tại thiên âm thành trên lâu thành rất nhiều niết bàn cảnh cường giả bọn hắn khi nghe đến vương quang hùng đám người uy hiếp sau đó bọn hắn mỗi một người đều lộ vẻ do dự dưới cái nhìn của bọn họ nếu như ba đại tông môn ở Lion hợp tác với Ma đạo, như vậy đối với Diệp Minh tới nói tuyệt đối là một cái đau đớn thê thảm đả kích, đến lúc đó thiên âm thành phòng ngự trận, có thể hay không phòng ngự tốt ba đại tông môn ở Lion cùng Ma đạo liên thủ công kích. Này chỉ sợ cũng nói không chắc rồi. Một tên niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tán tu, hắn không nhịn được đối với Diệp Thần Phong nói ra, "Minh chủ, muốn dùng đại cục làm trọng a -Hát tuyệt đối không thể để ba đại tông môn ở Lion hợp tác với ma đạo, chúng ta nên muốn cùng ba đại tông môn ở Lion hợp tác. Diệp thần phong cười lạnh liếc mắt nhìn tên này tán tu, nói ra, làm sao? Người đối với ta người minh chủ này không tín nhiệm, coi như là ba đại tông môn ở Lion hợp tác với ma đạo thì lại làm sao? Ta Diệp thần phong hội sợ bọn họ sao? Nếu như người sợ lời nói, như vậy người lập tức có thể rời đi thiên âm thành. Được Diệp Thần Phong vừa nói như thế, tên này tán tu sắc mặt biến hóa, hắn lấy hết dũng khí, nói ra, được, ta muốn xin lui ra Diệp Minh, ta nghĩ Diệp Minh chủ các ngươi sẽ không ép ở của ta chứ. Diệp Thần Phong nói ra, này là đương nhiên, người bây giờ là có thể rời khỏi. Diệp Thần Phong bàn tay vung lên, ở trên thành lầu trống không tầng phòng hộ xuất hiện một đạo lỗ hồng, tên này tán tu thấy thế, hắn lập tức bay ra lỗ hồng, ở tên này tán tu phi sau khi đi ra ngoài, Diệp Thần Phong lập tức lại đem lỗ hổng cho khép lại. Tên kia tán tu bóng người đã rơi vào thiên âm thành bên ngoài, hắn hướng về phía bất diệt thành trên lâu thành vương quang hùng đám người, nói ra ta muốn gia nhập các người ba đại tông môn ở Lion, không biết các người có nguyện ý hay không tiếp thu ta. Này Diệp Minh không muốn cùng ba đại tông môn hợp tác, ta xem này Diệp Minh sớm muộn cũng sẽ xong đời. Vương Quang Hùng cười ha hả nói, hoan nghênh, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Mà thiên âm thành trên lâu thành, Diệp Thần Phong nhìn xem còn lại niết bàn cảnh cường giả, hắn nói ra, ai còn muốn lui ra Diệp Minh. Hiện tại có thể lập tức rời đi. Những này niết bàn cảnh cường giả mỗi một người đều trầm mặc lại, mặc dù có chút người cũng hy vọng Diệp Minh cùng ba đại tông môn ở lion hợp tác, nhưng bọn họ đã gia nhập Diệp Minh rồi, bọn hắn không muốn làm suốt một ít phản bội sự tình đến. Thấy không có người mở miệng, diệp thần phong mới gật gật đầu hắn nhìn xem vương quang hùng đám người quát lên cười đi các ngươi liền thỏa thích cười đi rất nhanh các ngươi liền không cười được quý bình an diếu cợt nói diệp thần phong xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn lẽ nào ngươi muốn diệp minh người đều bồi tiếp ngươi chịu chết sao là ngươi buộc chúng ta hợp tác với ma đạo quý bình an lời này vừa nói ra diệp minh bên trong niết bàn cảnh cường giả lại bắt đầu do dự bất định lên mà tên kia lui ra diệp minh tán tu hắn sắp đi tới bất diệt thành cửa thành rồi đứng ở bất diệt thành trên lâu thành đêm đông biển vu phong giang cùng vu phong trì trong đó đêm đông biển lập tức tức giận quát lên các ngươi không là muốn giết diệp minh minh chủ đấy sao các ngươi lại muốn hợp tác với diệp minh các ngươi không giết diệp minh minh chủ như vậy tự chúng ta động thủ bất diệt thành cửa thành đã bị vương quang hùng mở ra Vương Quang Hùng đám người cũng không nghĩ tới đêm đông biển lại đột nhiên chất vấn, không có cho Vương Quang Hùng cơ hội giải thích, đêm đông biển ba người liền bay xuống thành lầu. Bọn hắn muốn rời khỏi bất diệt thành, đêm đông hải khẩu bên trong chả đang mắng, ai cũng đừng nghĩ yếu ngăn cản chúng ta giết chết Diệp Minh Minh Chủ, bằng không đừng trách chúng ta trở mặt. Vương Quang Hùng đám người sắc mặt khẽ biến, đêm đông biển cũng có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thực lực, lần sau đêm đông biển hành vi quá đột nhiên, Vương Quang Hùng đám người cho dù muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Đêm Đông Biển, Vu Phong Giang cùng Vu Phong Chỉ đã muốn đi ra bất diệt trong thành rồi, Vương Quang Hùng quát lên, ba cái không đầu óc đổ vật. Nếu bọn hắn muốn chịu chết, như vậy liền để cho bọn họ đi chết đi. Đêm Đông Biển ba người mới vừa đi ra cửa thành, tên kia tán tu cũng vừa hay đi tới cửa thành, ai biết Đêm Đông Biển vào lúc này động thủ, hắn trực tiếp đem tên này tán tu tu vi phế ngay lập tức. Tên này tán tu căn bản không có sức phản kháng, thân thể của hắn nhất thời sụi lơ ở bất diệt thành cửa thành. Tại đêm tên này tán tu phế bỏ sau đó đêm đông biển ba người bọn hắn nhanh chóng lướt về phía thiên âm thành. Vương Quang Hùng vi vi chậm chạp một lúc sau hắn phẫn nộ quát bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Quả thực là muốn chết. Đáng tiếc đêm đông biển các loại ba người đã tới gần thiên âm thành cửa thành rồi, nếu như bây giờ đuổi theo. Vương Quang Hùng đám người có thể sẽ chịu đến Diệp Minh Tô Nguyệt đám người công kích. Cho nên Vương Quang Hùng đám người chỉ có thể đem cái này tức giận hướng về trong bụng nuốt. Diệp Thần Phong nhìn thấy tới gần đêm đông biển ba người, hắn lập tức thanh giữa bầu trời tầng phòng hộ mở ra một đạo lỗ hồng. Diệp Thần Phong hành động này khiến người ta khó hiểu, liền ngay cả Tô Nguyệt trong ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Đêm đông biển, Vu Phong Giang cùng Vu Phong chỉ thuận lợi đã tới thiên âm thành thành lầu, giữa bầu trời tầng phòng hộ lỗ hổng lần thứ hai khép lại. Tại Tô Nguyệt đám người muốn động thủ thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần Phong để cho bọn họ bình tĩnh đừng nóng, mà đêm đông biển ba người lại một mực cung kính đối với Diệp Thần Phong hô, thiếu chủ, chúng ta đến đây trợ giúp ngài. Ta còn cho ngài dẫn theo một phần lễ vật, hy vọng ngài có thể yêu thích. Đêm đông biển lời ấy một chỗ, Diệp Minh bên trong niết bàn cảnh cường giả đều sững sờ rồi, liền ngay cả Tô Nguyệt cũng tràn đầy khiếp sợ mà không diệt thành trên lâu thành, tình cảnh này rơi vào vương quang hùng các loại trong mắt người, sau đó bọn hắn lập tức tức giận trợn mắt chừng chừng. Bọn hắn muốn phá cái mông cũng sẽ không nghĩ tới, đêm đông biển đám người dĩ nhiên đúng là Diệp Thần phong người. Nhưng vào lúc này, bất diệt thành trên lâu thành, ngoại trừ vương quang hùng, Quý Bình An hòa hứa cao thuận này ba tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả, còn lại niết bàn cảnh người, bọn hắn từng cái đột nhiên sắc mặt kịch biến bọn hắn cảm giác bên trong thân thể khó chịu cực kỳ, bên trong thân thể linh khí đang nhanh chóng biến mất. Bọn hắn từng cái cảm giác trong lỗ mũi thở không được, ra trên người tại từng điểm từng điểm biến thành màu xanh lam. Không bao lâu thời gian, ngoại trừ vương quang hùng ba người, còn lại hơn 10 tên niết bàn cảnh cường giả toàn bộ tắt thở bỏ mình, cả người ra thịt toàn bộ biến thành màu xanh ra trời, loại kia cùng nước biển giống nhau như đúc màu sắc. Đêm đông biển đối với Diệp Thần Phong, nói ra, thiếu chủ, phần này chính là chúng ta tặng cho ngài lễ vật, đáng tiếc mộng ảo chi hải loại kịch độc này, nhiết bàn cảnh ngũ trọng thiên người có thể rất nhanh nhận ra được, chỗ bằng vào chúng ta không có đối với vương quang hùng bọn hắn hạ độc. Chúng ta cũng vừa hay trong lúc vô tình tại trong biển rộng phát hiện hải chi hồn loại thực vật này, hải chi hồn hẳn là đã sớm diệt tuyệt, ta cũng chỉ phát hiện một cây hải chi hồn, giấc mộng này huyễn chi biển nhất định muốn có hải chi hồn gia nhập trong đó, Mộng ảo chi hải chính là chúng ta hải tộc một loại cực kỳ cổ lão kịch. Độc, vô sắc, vô vị, hấp vào trong người sau đó ngoại trừ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên người có thể kịp thời phát hiện, những người khác chỉ có tại độc phát thời điểm mới hội biết mình chúng độc. Hơn nữa trên người chúng ta cố ý vung một loại có thể ức chế mộng ảo chi hải phát tác mùi, chỉ khi nào chúng ta rời đi, mộng ảo chi hải liền sẽ lập tức phát tác. Đêm đông biển đối với Diệp Thần Phong giải thích cặn kẽ đêm đông biển thanh âm không thấp. Nằm ở đối diện bất diệt thành trên lâu thành vương quang hùng ba người, bọn hắn cũng là nghe được nhất thanh nhị sở, bọn hắn nhìn xem bên cạnh tắt thở hơn 10 tên niết bàn cảnh cường giả, trong lòng bọn họ tức giận không ngừng kéo lên lại kéo lên. Phốc, 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 cuối cùng, vương quang hùng, quý bình an hòa hứa cao thuật, ba người bọn họ dĩ nhiên trong miệng phun ra một hơi thở tiên huyết. Ngược kịch liệt phập phồng, Bọn họ là trực tiếp được tức giận thổ huyết rồi. Chương 1793, cuối cùng một lần cơ hội. Thiên Âm Thành cùng Bất Diệt Thành đối diện mà đứng. Bầu không khí hiện ra phải vô cùng quỷ dị mà lại yên tĩnh. Thiên Âm Thành trên lâu Thành Diệp Minh bên trong có phần niết bàn cảnh cường giả, nguyên bản bọn hắn khi nghe đến Vương Quang Hùng đám người uy hiếp sau đó trong lòng bọn họ hết sức do dự. Dù sao ba đại tông môn ở Lion nương nhờ vào ma đạo, đây đối với Diệp Minh tới nói hay là tai họa ngập đầu. Diệp Minh bên trong có phần Niết bàn cảnh cường giả, bọn hắn thậm chí cũng đang suy nghĩ yếu lui ra Diệp Minh rồi. Mà giờ khắc này, nhìn trước mắt tình cảnh này, nhìn xem đột nhiên chuyển biến cục diện, Diệp Minh những này nguyên bản do dự Niết bàn cảnh cường giả, trong lòng bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của bọn họ đầu tiên là như ngừng lại, Tên kia lui ra Diệp Minh tán tu trên người, tên kia tán tu được Đêm Đông Biển cho hoàn toàn phế bỏ, chính kéo dài hơi tàn nằm ở bất diệt thành trước cửa thành kêu rên, bọn hắn nhìn là hãi hùng khiếp vía, nếu như vừa vặn bọn hắn cũng lui ra Diệp Minh, chỉ sợ bọn họ tu vi bây giờ cũng bị Đêm Đông Biển biến thành tàn tật chứ. Tiếp lấy, ánh mắt của bọn họ lại như ngừng lại bất diệt thành trên cổng thành, nhìn xem ngoại trừ Vương Quang Hùng ba người ở ngoài, còn lại hơn 10 tên niết bàn cảnh cường giả toàn bộ tử vong. Ba đại tông môn ở Lion có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa rồi, may là bọn hắn đều không có lui ra Diệp Minh. Những này Diệp Minh cường giả ánh mắt lại toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, nhìn xem đối Diệp Thần Phong một mực cung kính đêm đông biển ba người, trong lòng bọn họ cho ra một cái kết luận, chẳng trách Diệp Thần Phong sẽ như thế bình tĩnh, nguyên lai like đã sớm tại ba đại tông môn liên minh trong an bài nội ứng. Bất quá, những này Diệp Minh cường giả hoàn toàn là đã đoán sai. Hải tộc đêm đông biển đám người xuất hiện, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Hắn bây giờ chỉ có tại Ma đạo bên trong an bài nội ứng, hắn sở dĩ như vậy bình tĩnh, đó là bởi vì hắn đối với mình bố trí viễn cổ sát trận cùng viễn cổ phòng ngự trận có lòng tin. Diệp Thần Phong vỗ vỗ đêm đông biển vai, hắn cười nói, phần lễ vật này ta rất hài lòng, ta hết sức thỏa mãn. Đêm đông biển cung kính nói, thiếu chủ ngài thỏa mãn là được rồi. Một bên Tô Nguyệt nhìn xem đối Diệp Thần Phong một mực cung kính đêm đông biển, người nhìn ra được đêm đông biển đối Diệp Thần Phong cung kính là phát ra từ nội tâm. Người trong con ngươi xinh đẹp thần thái sáng láng, xem ra bất cứ lúc nào Diệp Thần Phong đều có thể cho nàng mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Diệp Thần Phong nhìn qua đối diện bất diệt thành trên lâu thành vương quang hùng ba người, hắn nhìn xem khóe miệng còn dính nhuộm vết máu vương quang hùng ba người, hắn lạnh nhạt nói, ta đã sớm nói các ngươi rất nhanh sẽ không cười được, lời của ta luôn luôn đều phi thường chính xác. Bất diệt thành trên lâu thành vương quang hùng, quý bình an hòa hứa cao thuận, bọn hắn nhìn xem bên cạnh từng bộ từng bộ cường giả thi. Thể, trong tai truyền đến diệp thần phong trào phúng ngôn ngữ. Bọn hắn sắc mặt đỏ bừng lên, bọn hắn không ngừng khống chế tâm tình của nội tâm, bọn hắn chỉ lo lần thứ hai được tức giận thổ huyết bọn hắn ba đại tông môn ở Lion lập tức chết rồi nhiều như vậy cường giả, vương quang hùng bọn hắn biết mình ở Lion không có cơ hội vùng lên rồi, bọn hắn nhìn trời âm thành trên lâu thành diệp thần phong, vương quang hùng liền vết máu ở khóe miệng cũng không có lau đi. Hắn phẫn nộ quát, diệp thần phong, người cái này tiểu nhân hèn hạ, người lại đang chúng ta trong liên minh an bài nội ứng. Người có bản lĩnh chính diện cùng chúng ta đối chiến A-Hát. Người chính là chúng ta trong chính đạo bại hoại, người chính là chúng ta trong chính đạo hổ thẹn. Nhục, mặt vương quang hùng kêu gào, Diệp Thần Phong chỉ là cười cười một chút, hắn cực kỳ bình tĩnh quát lên, làm sao? Hiện tại muốn cùng ta thảo luận một chút ai là chính đạo bại hoại. Các ngươi không là muốn hợp tác với ma đạo đấy sao? Còn lấy này đến uy hiếp chúng ta, như các ngươi người tài giỏi như thế là bại hoại bên trong bại hoại. Diệp thần phong ngón tay chỉ hướng bất diệt thành trước cửa thành tên kia tán tu hắn nói ra các ngươi không phải đã chính thức tiếp thu hắn sao? Các ngươi làm sao không đem hắn nghênh tiếp tiến bất diệt thành bên trong? liền ở vừa vặn bất diệt thành trên lâu thành hơn 10 tên cường giả tử vong thời điểm, Vương Quang Hùng liền lập tức đóng cửa bất diệt thành cửa thành, giờ khắc này, tên kia vừa vặn lui ra diệp minh tán tu, thân thể hắn nằm ở trên mặt đất, trong miệng hắn hô, Vương Tiền Bối, ta đã gia nhập các ngươi liên minh, nhanh lên một chút cứu ta. Nhanh lên một chút cứu ta." Vương Quang Hùng ba người sắc mặt khó coi làm, bọn hắn yếu này một kẻ tàn phế có ích lợi gì? Bây giờ bọn hắn hy vọng đã giảm bớt đi nhiều, bọn hắn dứt khoát là vò đã mẻ lại sứt rồi, Vương Quang Hùng quát lên, ai biết hắn có phải hay không là các ngươi Diệp Minh phái tới nội ứng. Muốn chúng ta ở Lion tiếp thu hắn, thiếu nói chuyện viền vông rồi. Tên kia lui ra Diệp Minh tán tu, hắn nghe được Vương Quang Hùng lời nói sau hắn như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh trong lòng của hắn trong nháy mắt che kín hối hận hắn hối hận tại sao mình yếu lui ra diệp minh tại sao mình yếu như vậy phạm tiện tên này tán tu hắn hướng về phía thiên âm thành thành lầu phương hướng hắn dùng tận lực số lượng hô diệp minh chủ ta biết sai rồi ta biết sai rồi ta không rời khỏi diệp minh rồi ta không rời khỏi diệp minh rồi tại diệp thần phong trong mắt tên này tán tu đã coi như là phản bội hắn Đối xử phản bội người của mình, hắn từ trước đến giờ là máu lạnh vô tình, hắn cười nói, ta không phải là minh chủ của ngươi rồi, vừa vặn là chính ngươi yếu lui ra Diệp Minh, ngươi bây giờ đã là ba đại tông môn liên minh người rồi, nếu như bọn hắn không chấp nhận ngươi, như vậy ngươi là ở chỗ đó tự sinh tự diệt đi. Diệp Minh bên trong cường giả, bọn hắn nhìn thấy tên kia tán tu đáng thương kết cục, trong cổ họng bọn họ dồn dập nuốt nước miếng bất diệt thành trên lâu thành vương quang hùng ba người, bọn hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trong lòng bọn họ là lửa giận ngập trời, nhưng bọn họ căn bản nắm Diệp Thần Phong không có cách nào. Không khí của hiện trường cứ như vậy rằng co. Ước chừng sau nửa giờ. Đột nhiên có ma khí từ bốn phương tám hướng tại chiều nơi này hội tụ tới, người ở chỗ này trong nháy mắt đều nhanh nhíu mày đến. Không bao lâu thời gian, một tên tướng mạo nho nhã đàn ông trung niên, hắn liền xuất hiện tại thiên âm thành bên ngoài, tên này đàn ông trung niên liền là Ma đế Huyết Thiên. Ma đế Huyết Thiên trên người không có một tia khí thế, người ở chỗ này bao quát Diệp Thần Phong ở bên trong, bọn hắn đều cảm giác hà tiện thiên trong cơ thể linh khí. Tại Ma đế Huyết Thiên xuất hiện không bao lâu, thân mặc trường bào màu đen thập đại ma tướng, bọn hắn cũng sát theo đó xuất hiện tại Huyết Thiên phía sau này thập đại ma tướng khí thế trên người rõ ràng rồi, này thập đại ma tướng đều nằm ở niết bàn cảnh thực lực, trong đó có hai người nằm ở niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, có hai người nằm ở niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, có hai người nằm ở niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, có hai người nằm ở niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, có hai người nằm ở niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ. Tại thập đại ma tướng xuất hiện sau, ma đạo ba đại tông môn Long Ma Cung, ám huyết môn cùng phệ hồn tông lão tổ cũng đều xuất hiện nguyên bản huyết thiên muốn đem tất cả thế lực bên trong đến niết bàn cảnh ma đạo người tu luyện đều mang tới bất quá cuối cùng hắn tạm thời quyết định chỉ dẫn theo thập đại ma tướng cùng ma đạo ba đại tông môn bên trong lão tổ bởi vì hắn đối thực lực của mình có lòng tin dù sao hắn đã bước vào trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi trên đất huyền giới còn có ai có thể chống đỡ được hắn đã nhận thức Diệp Thần Phong vì thiếu chủ Long Ma Cung lão tổ Long Vạn Đào Thình Lình cũng ở trong đó. Tại Ma Đế Huyết Thiên đám người đến sau đó ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Huyết Thiên trên người. Huyết Thiên trên mặt da thịt có loại bệnh trạng trắng xanh, hắn liếc mắt nhìn bất diệt thành trên lâu thành vương quang hùng ba người, hắn nói ra, ba người các ngươi còn chưa có chết. Đều đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới các ngươi cũng mới chúc thực lực này. Tiếp lấy Huyết Thiên ánh mắt nhìn thẳng Thiên Âm Thành trên cổng thành, hắn ánh mắt lạnh lùng định dạng hoàn chỉnh Tô Nguyệt trên người. Năm đó Huyết Thiên nhưng là theo đuổi qua Tô Nguyệt, đáng tiếc Tô Nguyệt đối Huyết Thiên không có bất kỳ hảo cảm, đối với Huyết Thiên tới nói, hắn không có được đồ vật, hắn liền muốn phá hủy, cho nên lúc ban đầu Tô Nguyệt bị thương thế nghiêm trọng, bởi vì Diệp Thần phong ra tay mới khỏi hẳn, thương thế này cũng là bái Huyết Thiên ban tặng. Huyết Thiên cũng không hề vội vã công kích Thiên Âm Thành hắn nói ra, Tô Nguyệt, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không làm nữ nhân của ta? Nếu như ngươi nguyện ý, như vậy ngươi chính là ta ma hậu, ngươi đem cùng ta cùng chung địa huyền giới vùng thế giới này, thậm chí về sau chúng ta đi cao hơn vị diện, ta cũng sẽ chiếu cố ngươi. Ngược lại, huyết thiên lại đưa mắt như ngừng lại diệp thần phong trên người, hắn trong con ngươi sát ý chợt lóe lên, nói ra, đây là chúng ta lần thứ nhất thấy mặt. Nghe nói người cự tuyệt của ta mời chào, này chỉ sợ không phải một cái lựa chọn sáng suốt, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cường đi nơi nào, ta chuyển tay chỉ đều có thể ép chết ngươi. Bất quá, ta là một cái yêu quý thiên tài người, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ nhân, về sau ta sẽ giúp ngươi đến cảnh giới càng cao hơn. Chương 1794, lại thấy nội ứng. Đối với Ma Đế Huyết Thiên lãnh đạo Ma đạo, nhanh như vậy liền đã tới Thiên Âm Thành. Đứng tại thiên âm thành trên cổng thành Diệp Thần Phong, hắn và huyết thiên ánh mắt đối diện, yếu hắn Diệp Thần Phong nhận thức ma đế là chủ nhân. Nhìn xem ma đế huyết thiên loại kia ngạo khí tận trong xương tủy khí, Diệp Thần Phong trong lòng liền cực kỳ không sảng khoái. Mà Tô Nguyệt khi nghe đến ma đế huyết thiên lời nói sau, người lửa giận trong lòng đã sớm bắt đầu cháy rừng rực, nguyên bản khí thế của nàng một mực nội liếm, bây giờ trong nháy mắt cực hạn bạo phát ra, một cái chân bước ra niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế cuốn sạch lấy thiên âm thành thành lầu. Tô Nguyệt khẽ kêu nói, huyết thiên, ta Tô Nguyệt đời này đều sẽ không lựa chọn ngươi làm nam nhân của ta. Tại Tô Nguyệt thật khí thế đều lộ không bỏ sót thời điểm, chẳng những là diệp minh bên trong rất nhiều niết bàn cảnh cường giả chấn kinh rồi, liền ngay cả bất diệt thành trên lâu thành vương quang hùng, quý bình an hỏa hứa cao thuận cũng lâm vào trong kinh ngạc. Dù sao Tô Nguyệt đột phá sự tình vẫn không có công bố, liền ngay cả Diệp Minh bên trong rất nhiều người còn tưởng rằng Tô Nguyệt nhưng vẫn là ngũ trọng thiên đỉnh phong ai biết Tô Nguyệt một cái chân đã bước ra niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong Phương Quang Hùng ba người trong lòng bọn họ là một trận kinh hoàng may là bọn hắn lựa chọn núp ở bất diệt trong thành ẩn vào cùng Diệp Minh người cứng đối cứng lấy bây giờ Tô Nguyệt thực lực coi như là ba người bọn hắn liên thủ e sợ cuối cùng cũng chỉ biết là bị thua kết cục mà Đế Huyết Thiên cảm thụ Tô Nguyệt khí thế trên người hắn hài lòng gật đầu nói, không hổ là ta huyết thiên nhìn chúng nữ nhân, bất quá, người Tô Nguyệt vĩnh viễn cũng không khả năng mạnh hơn ta, người chỉ có thể trở thành nữ nhân của ta. Trên mặt da thịt có vẻ bệnh trạng huyết thiên, hắn trong con người âm trầm ánh mắt không ngừng lấp lánh, vai khẽ động, nhất cổ so với Tô Nguyệt càng thêm khí thế cường hãn tăng vọt mà lên. Trong nháy mắt đem Tô Nguyệt thật khí thế ép xuống, hơn nữa huyết trời còn chưa có đem người bên trong thật khí thế tiêu thăng đến cực hạn đây hắn chỉ là để dâng lên một phần thật khí thế. Huyết thiên không khí chung quanh rất có vạn vẹo, hắn quát lên, mảnh đất này huyền giới trừ ta ra, ai có tư cách đến đem hắn thống nhất. Tuy nói mà đế huyết thiên chỉ tăng lên lên một phần thật khí thế, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy nhất cổ cảm giác một ngạt, không cần ma đế huyết thiên tự mình nói, ở đây những kia cũng không biết huyết thiên thực lực người. Bọn hắn cũng đoán được huyết trời đã bước vào trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi. Ma đế huyết thiên đột phá đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó sự tình, nguyên bản chỉ có Diệp Thần Phong cùng Tô Nguyệt các loại mấy cái có hạn người biết. Liền ngay cả Diệp Minh rất nhiều cường giả cùng ba đại tông môn ở Lai Ân Vương Quang Hùng đám người cũng không biết. Bây giờ ma đế huyết thiên cho thấy khí thế của mình. Trong lúc nhất thời, Diệp Minh cường giả cùng ba đại tông môn ở Lai Vương Quang Hùng đám người, bọn hắn trong nháy mắt ngây người như phỗng rồi, trong lòng được kinh hãi cho lấp đầy. Tô Nguyệt quát lạnh, huyết thiên, người vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành nam nhân của ta. Huyết thiên đem khí thế của mình bớt phóng túng đi một chút, hắn bình chân như vậy nói ra, ta không có vấn đề, ngươi là ta muốn có được người, nếu ta không chiếm được ngươi, như vậy trên đất huyền giới còn có nam nhân khác xứng với ngươi sao? Cho nên, ta sẽ đích thân đem ngươi phá hủy. Huyết thiên ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra, như vậy ngươi thì sao? Ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ nhân sao? Đây là của ngươi một cái cơ duyên, nếu như ngươi không muốn nhận ta làm chủ nhân, như vậy ngươi liền chuẩn bị tốt đi gặp Diêm Vương ra đi. Thong dòng bình tĩnh Diệp Thần Phong, hắn nghe huyết thiên một lần lại một lần tự kiêu ngôn ngữ, máu này thiên phú rõ ràng không đem hắn Diệp Thần Phong để ở trong mắt, thậm chí chỉ coi hắn là làm là một con nhỏ yếu con kiến. Này làm cho Diệp Thần Phong rất khó chịu, vô cùng không sảng khoái. Diệp thần phong khóe miệng hiện lên một vệt độ cong, hắn đối với huyết thiên quát lên, cái kia ngươi gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, ngươi gọi huyết chó, vẫn là huyết mèo, vẫn là ngươi liền gọi chó má. Muốn cho ta diệp thần phong nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có tư cách này sao? Huyết thiên bình tĩnh trên mặt hiện lên một tia giận dữ, hắn nhìn lên trời âm thành trên lâu thành diệp thần phong, hắn nói ra, xem tới đây chính là ngươi cho ta đáp án. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc nguyên bản ta là nhìn chúng ngươi luyện dược sư cùng luyện khí sư tư chất ngươi tại sao chính là không quý trọng đâu này ta cho ngươi sống sót cơ hội a hát ma đế huyết thiên nhìn lên trời âm thành phòng ngự hắn biết loại này phòng ngự trận không phổ thông bất quá hắn không nghĩ tại phá tan cái này phòng ngự trận thượng liền tiêu hao chính mình phần lớn linh khí hắn để thập đại ma tướng từ không trung bên trái công kích hắn để ma đạo ba đại tông môn lão tổ từ bên phải công kích còn hắn thì từ chính giữa công kích. Thập đại ma tướng thân ảnh trong nháy mắt đi tới giữa bầu trời bên trái, mà ma đạo ba đại tông môn lão tổ cũng xuất hiện tại thiên âm thành bầu trời bên phải. Này Long Ma Cung, ám huyết môn cùng phệ hồn tông, trong đó Long Ma Cung đến rồi bốn tên niết bàn cảnh cường giả, trong đó hai người tại ngũ trọng thiên hậu kỳ, bọn hắn chính là Long Vạn Đào cùng Long Vạn Năm. Này Long Vạn nam đồng dạng là Long Ma Cung dòng chính nhất mạch lão tổ, hắn và Long Vạn Đào chính là huynh đệ, mà hai gã khác Long Ma Cung Lão Tổ, bọn hắn cũng không phải dòng chính nhất mạch. Cho nên, Long Vạn Đào không có đem Diệp Thần Phong sự tình, nói cho những kia không phải dòng chính nhất mạch người. Long Vạn Đào biết Ma Đế huyết thiên thức tỉnh rồi, những kia không phải dòng chính nhất mạch người, hầu như trăm phần trăm sẽ không đứng ở hắn nhóm bên này. Đương nhiên Long Vạn Đào cũng đem dòng chính nhất mạch những người còn lại đều dàn xếp được rồi. Về phần ám huyết môn chỉ một vị lão tổ, vị lão tổ này tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, dù sao ban đầu ở đại thông thành thời điểm, ám huyết hai tên lão tổ đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, mà ở huyến cảnh ngoài rừng rậm thời điểm, lại có một tên ám huyết cửa niết bàn cảnh ngũ trọng thiên lão tổ chết rồi, bây giờ ám huyết môn chỉ còn dư lại một cái vị lão tổ rồi. Mà phệ hồn tông lúc trước lão tổ ngũ hồn đông đã bị chết ở tại huyến cảnh ngoài rừng rậm, bọn hắn tổng cộng đến rồi ba vị lão tổ, một người tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ, một người tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, người cuối cùng tại niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Long vạn đào cùng long vạn năm đám người xuất hiện tại thiên âm thành bên phải bầu trời sau đó hai người bọn họ cực kỳ mịt mờ liếc nhau một cái, lấy thực lực của hai người bọn họ, bọn hắn phải giải quyết hai đại tông môn lão tổ, hẳn là phi thường dễ dàng, dù sao ám huyết môn cùng vệ hồn tông lão tổ đối với bọn họ không có phòng bị, hơn nữa hai người bọn họ đều là ngũ trọng thiên hậu kỳ, về phần ám huyết môn cùng vệ hồn tông chỉ có một người tại ngũ trọng thiên hậu kỳ. Tại thập đại ma tướng cùng ma đạo ba đại tông môn lão tổ từng người bên trái trách cùng bên phải bầu trời trung hậu. Bất diệt thành trên lâu thành vương quang hùng ba người, bọn hắn tạm thời quên được những chuyện khác, bọn hắn đối diệp thần phong là hận thấu xương, thời điểm này bọn hắn đương nhiên là nhìn có chút hả hê lên dưới cái nhìn của bọn họ ma đế đã bước vào trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi, tại thêm vào nhiều như vậy ma đạo cường giả hay là chả thật sự có thể phá tan thiên âm thành phòng ngự. mà đứng tại thiên âm thành trên cổng thành diệp minh một chúng cường giả, bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong thập đại ma tướng cùng ma đạo ba đại tông môn lão tổ, bọn hắn có một loại trong lòng cảm giác một ngạt, từng cái dồn dập cảm giác miệng đắng lưỡi khô. đặc biệt là nhìn thấy ma đế huyết thiên cũng phải chuẩn bị động thủ những này Diệp Minh Cường giả bọn hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Mà đang ở ma đế huyết thiên yếu hướng về chính giữa phát động công kích, hắn muốn mệnh lệnh thập đại ma tướng cùng ma đạo ba đại tông môn lão tổ đồng thời động thủ thời điểm. Bên phải giữa bầu trời long vạn đào cùng long vạn năm hướng về Diệp Thần Phong nháy mắt, mà Diệp Thần Phong cũng cực kỳ mịt mờ làm ra một cái xác định thủ thế. Mắt thấy ma đế huyết thiên ra lệnh một tiếng liền muốn một nổi công kích rồi. Tô Nguyệt nhìn xem Diệp Thần Phong, người hỏi chúng ta nên phải làm sao? Nếu như huyết thiên phá tan rồi phòng ngự của chúng ta, chúng ta có không có cái khác bảo vệ biện pháp đâu này? Tại Tô Nguyệt mở miệng hỏi dò trong nháy mắt, chỉ thấy bên phải giữa bầu trời long vạn đào cùng long vạn năm đột nhiên động thủ, bọn hắn tướng khí thế tăng lên tới cao nhất, tại còn lại hai cái tông môn lão tổ chưa kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã đem ám huyết môn cùng vệ hồn tông lão tổ cho giết chết, về phần long ma cung hai gã khác lão tổ, bọn hắn không có lựa chọn hạ sát thủ dù sao bọn hắn cũng là long ma cung lão tổ tại long vạn đào cùng long vạn năm động thủ trong nháy mắt diệp thần phong đã đem bên phải giữa bầu trời tầng phòng hộ mở ra một đạo lỗ hổng rồi tại long vạn đào cùng long vạn năm giết hai đại tông môn lão tổ sau thân ảnh của bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào thiếu trong miệng ma đế huyết thiên căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy phản ứng của hắn là nhanh nhất hắn bóng người trong nháy mắt hướng về bên phải giữa bầu trời tránh đi mắt thấy ma đế huyết thiên cũng yếu tiến vào bên trong rồi tại thiên quân thời điểm nguy kịch lỗ hồng trong nháy mắt khép lại rồi ầm um, một tiếng huyết thiên thân ảnh đánh vào tầng phòng hộ thượng làm cho tầng phòng hộ vi vi chấn động một chút mà long vạn đào cùng long vạn năm là thuận lợi đi tới thiên âm thành trên lâu thành ở đây tất cả mọi người cũng đều mơ mơ màng màng đây chỉ thấy long vạn đào cùng long vạn năm hai người bọn họ cùng vừa vặn đêm đông biển đám người giống nhau như đúc, hai người bọn họ một mực cung kính đối với Diệp Thần Phong, nói ra, thiếu chủ, chúng ta tới giúp ngươi một tay rồi. Nội ứng, lại thấy nội ứng, vừa nãy là ba đại tông môn trong liên minh có Diệp Thần Phong nội ứng, hôm nay cư nhiên liền trong ma đạo cũng có Diệp Thần Phong nội ứng. chương 1795, Liên Hợp, rời đi. Khí kịch tính một màn lần nữa phát sinh, Toàn bộ trời đất giữa đều yên tĩnh. Bất diệt thành trên lâu thành vương quang hùng, quý bình an hòa hứa cao thuận ba người này, bọn hắn con mắt trợn lên lớn vô cùng, tuy rằng bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng là bọn hắn không phải không thừa nhận, mà đạo so với chính đạo đoàn kết hơn nhiều, tại toàn bộ trong ma đạo, hẳn không có người sẽ phản bội ma Nai cho dần ngày, ma Nai cho dần thiên tại trong ma đạo có địa vị trí cao vô thượng. Mà thân là ma đạo ba đại tông môn một trong Long Ma cung, trong đó thậm chí có hai vị lão tổ phản bội huyết thiên. Diệp thần phong rốt cuộc là làm sao làm được. Vương Quang Hùng các loại trong lòng ba người cay đắng cực kỳ, này Diệp thần phong không những tại liên minh bọn họ bên trong an bài nội ứng, vẫn còn có năng lực tại ma đạo bên trong an bài nội ứng. Thân thể va chạm tầng phòng hộ thượng huyết thiên, hắn trong con người dường như muốn phun ra lửa đến rồi, đối với Long Ma Cung Long Vạn Đào cùng Long Vạn Năm phản bội, này làm cho trong lòng của hắn lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt đã đến cực hạn. Mà hai gã khác Long Ma Cung Lão Tổ, bọn hắn cũng không phải dòng chính nhất mạch, từ vừa vạn Long Vạn Đào cùng Long Vạn Năm động thủ thời điểm, bọn hắn liền nhất thời trợn tròn mắt, bọn hắn giờ khác này nhưng vẫn là ngây người ngừng lưu tại, thiên âm thành bên phải trên bầu trời. Bọn hắn cảm thụ từ trên người ma đế tản mát ra sát ý, bọn hắn cả người một cái run rẩy từ ngây người bên trong triệt để tỉnh táo lại long vạn đào long vạn năm hai người các người điên rồi sao các ngươi dĩ nhiên phản bội ma đế các ngươi nhất định muốn lấy cái chết tạ tội các ngươi là chúng ta long ma cung hổ thẹn nhục cái này hai tên long ma cung lão tổ bọn hắn quát khàn cả giọng thiên âm thành trên cổng thành long vạn đào cùng long vạn năm một mực cung kính đứng ở diệp thần phong trước mặt một đám diệp minh bên trong cường giả bọn hắn dồn dập nín thở bọn hắn cảm giác trước mắt tất cả những thứ này là như vậy không chân thật diệp thần phong thậm chí ngay cả ma đạo ba đại tông môn một trong long ma cung bên trong lão tổ đều có thể thua phục ở đây duy nhất không khiếp sợ chính là tô băng vân rồi dù sao ban đầu ở huyễn cảnh rừng rậm lối vào nàng là thấy được long vạn đào nương nhờ vào diệp thần phong tuy rằng người cũng không biết trong này cụ thể nguyên do người cũng không có đem chuyện nào nói cho những người khác bao quát tô nguyệt ở bên trong cho nên, Tô Nguyệt trên mặt vẻ mặt đồng dạng là vô cùng đặc sắc, người không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại cho nàng đã mang đến một cái to lớn như vậy kinh hỉ Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt Long Vạn Đào cùng Long Vạn Năm, hắn nói ra, các ngươi làm vô cùng tốt. Long Vạn Đào cùng Long Vạn Năm lập tức nói ra, đa tạ thiếu chủ khích lệ. Từ đầu tới cuối Long Vạn Đào cùng Long Vạn Năm đối với tầng phòng hộ bên ngoài hai vị khác lão tổ kêu gào bọn họ đều là không có thời gian để ý, phảng phất căn bản không có nghe được bình thường. Thập đại ma tướng từ bên trái trên bầu trời, xuất hiện tại ma Nitrogen ngay bên cạnh. Ma Nitrogen thiên hung tản ánh mắt như ngừng lại diệp thần phong trên người, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, được lắm diệp minh minh chủ, xem ra ta quá khinh thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi vẫn có thể tại ta trong ma đạo sắp xếp nội ứng, hiện tại tự coi như ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi rồi, ngươi nhất định phải chết, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm. Diệp thần phong tại ma nai cho dần thiên xuất lĩnh trong ma đạo an bài nội ứng. Đây đối với huyết thiên tới nói là một loại tuyệt đối xấu hổ. Nhục, như huyết thiên kiêu ngạo như thế người, hắn làm sao có thể chịu được. Đứng ở huyết thiên bên cạnh hai gã khác long ma cung lão tổ, bọn hắn vội vàng đối huyết thiên tỏ rõ thái độ rồi, hai chúng ta tuyệt đối không có phản bội ma đế chúng ta căn bản đối với chuyện này không biết chuyện mà nai cho dần thiên bệnh trạng nụ cười trên mặt hiện lên trên người hắn mãnh liệt khí thế chợt lóe lên chỉ thấy hai cánh tay của hắn nhanh chóng dò ra nhanh người ở chỗ này đều chưa kịp phản ứng đợi đến người ở chỗ này có thể nhìn rõ ràng huyết thiên hai cánh tay lúc hai cánh tay của hắn đã xuyên thấu cái kia hai tên long ma cung lão tổ ngược rồi cái kia hai tên long ma cung lão tổ thân thể bọn họ bên trong sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan, bọn hắn trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết đến. ma nai cho dần thiên cánh tay xuyên thấu hai người bọn họ trái tim. si 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 hai tiếng, huyết thiên đưa cánh tay cho rút ra, hai cánh tay của hắn thượng dính đầy tiên huyết. cái kia hai tên long ma cung lão tổ, thân thể của bọn họ hướng xuống đất thượng rơi xuống, bọn hắn trong lỗ mũi khí tức đã hoàn toàn đứt đoạn mất. Huyết thiên nhìn xem rơi xuống mặt đất hai tên long ma cung lão tổ, đầu lưỡi của hắn liếm liếm dính đầy tiên huyết thủ trưởng, tự nói, không quan tâm các ngươi có hay không phản bội ta, ai cho các ngươi là long người của ma cung. Nếu long ma cung có người phản bội ta, như vậy toàn bộ long ma cung đều không cần tồn tại. Thiên âm thành trên cổng thành, đứng ở diệp thần phong bên cạnh long vạn đào cùng long vạn năm, bọn hắn nhìn xem chết đi hai vị khác lão tổ, lông mày của bọn họ không khỏi nhíu nhíu, tuy rằng bọn hắn đã sớm đoán được là cái kết quả này nhưng bọn họ chính là long ma cung dòng chính một mạch bọn hắn không thể đã quên tổ huấn bọn hắn nhất định muốn đi theo diệp thần phong bất diệt thành trên lâu thành vương quang hùng quý bình an hòa hứa cao thuận bọn hắn đang thương lượng một phen sau đó bọn hắn cuối cùng làm ra một cái quyết định bọn hắn biết bây giờ là nương nhờ vào ma đế cơ hội tốt nhất dù sao ma nai cho dần trời đã đột phá đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi Bọn hắn trong lòng ba người căn bản không có phản kháng tâm tình, bọn hắn biết hay là chỉ có nương nhờ vào ma đế, bọn hắn mới có thể sống sót rồi. Tuy nói Diệp Thần Phong tại Ma Đạo bên trong cũng an bài nội ứng, đồng thời để Huyết Thiên bên này cường giả chết rất nhiều, thế nhưng tại Vương Quang Hùng các loại trong mắt người, Diệp Thần Phong Diệp Minh vẫn là chỉ có thể tính làm tại kéo dài hơi tàn, bởi vì tại Diệp Minh bên trong không có ai đột phá đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó. Điểm trọng yếu nhất Vương Quang Hùng, Quý Bình An hòa hứa cao thuận ba người này, bọn hắn hận Diệp Thần Phong, bọn hắn muốn đem Diệp Thần Phong băm thành tám mảnh, trải qua chuyện vừa rồi sau đó bọn hắn trên đất huyền giới uy vọng nhất định sẽ không ngừng hạ thấp. Nương nhờ vào ma đạo đối với bọn hắn tới nói, hay là bây giờ chính xác nhất một chuyện. Vương Quang Hùng đối với Ma Đế, hô, ba người chúng ta nguyện ý nương nhờ vào ma đạo, ba người chúng ta nguyện ý vì Ma Đế ngài thuần phục, chúng ta muốn giết Diệp Thần Phong tiểu tử kia trên bầu trời huyết thiên hắn nghe được vương quang hùng đám người lời nói sau ánh mắt của hắn chuyển đến vương quang hùng trên người bọn hắn huyết thiên hầu như không do dự liền nói bên cạnh ta vừa vặn thiếu hụt mấy cái chó ba người các ngươi nếu nguyện ý như vậy ta miễn cưỡng để cho các ngươi làm bên cạnh ta chó đi các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn bởi vì các ngươi ba cái có thể sống rồi được nói thành là chó vương quang hùng các loại trong lòng ba người tuy rằng phẫn nộ nhưng trên mặt bọn họ lại hiện lên nụ cười vương quang hùng mở ra bất diệt thành bọn hắn chưa bao giờ diệt trong thành đi ra thấy vương quang hùng ba người từ bỏ tôn nghiêm đầu phục ma đế diệp minh bên trong cường giả trong lòng là một trận xem thường nhưng trong lòng bọn họ cũng sợ sệt bọn hắn bây giờ là không có bị bước đến chân chính tuyệt cảnh đây nếu như bọn hắn bị bước đến tuyệt cảnh như vậy bọn hắn cũng có thể hay không nguyện ý làm huyết thiên một con chó Khuyết Thiên nhìn xem Vương Quang Hùng ba người, nói ra, ba người các ngươi cũng tới suốt một điểm lực, cùng chúng ta đến đồng thời phá tan này thiên âm thành phòng ngự trận. Vương Quang Hùng ba người nghe vậy, thân ảnh của bọn họ lập tức bay lơ lửng lên trời, bọn hắn hướng về ma nai cho dần thiên bay qua. Thiên âm thành trên lâu thành diệp minh bên trong người, bọn hắn nhìn thấy ma nai cho dần thiên đám người lại yếu công kích lần nữa rồi, ánh mắt của bọn họ dồn dập tập trung đến diệp thần phong trên người. Diệp Thần Phong nhìn lên bầu trời bên trong, trong đầu hắn suy nghĩ một mực tại vận chuyển, trong lòng hắn một cái ý nghĩ tại càng ngày càng rõ ràng, hắn đối với bên cạnh Tô Nguyệt nói ra, lập tức thanh tại thiên âm người bên trong thành toàn bộ tập trung lại. Tô Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, hỏi, người muốn đem thiên âm người bên trong thành rời đi. Nhưng chúng ta có thể rời đi đi nơi nào? Chẳng lẽ nói này phòng ngự trận cũng không ngăn được huyết thiên bọn hắn sao? Diệp Minh bên trong một loại cường giả, bọn hắn cũng lo lắng để phòng chờ Diệp Thần Phong trả lời, nếu như phòng ngự trận thật sự không chống đỡ được, như vậy chỉ sợ bọn họ những này cùng ma đế đối kháng người, bọn hắn toàn bộ sẽ chết tại ma đế trong tay. Diệp Thần Phong không muốn giải thích, hắn nói lần nữa ta là Diệp Minh Minh Chủ, nếu như các ngươi tin tưởng ta, như vậy hiện tại lập tức dựa theo ta cách nói đi làm, trước tiên đem thiên âm thành bên trong tất cả mọi người tập trung đến đồng thời, đến lúc đó chúng ta hội sẽ nói cho các người biết bước kế tiếp phải làm gì. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân này một ít cùng Diệp Thần Phong tương đối quen thuộc người, bọn hắn thấy Diệp Thần Phong cũng không hề giải thích cặn kẽ, bọn hắn cũng liền không hỏi thêm nữa rồi, bọn hắn từng cái rồn dập rời khỏi trên cổng thành, bọn hắn dựa theo Diệp Thần Phong cách nói, bọn hắn đi tập trung thiên âm thành bên trong tất cả mọi người rồi. Trường 1796 bị phá ra, Tại Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân này một ít cùng Diệp Thần Phong tương đối quen thuộc người rời đi thành lầu sau đó còn lại Diệp Minh bên trong cường giả, bọn hắn cũng dồn dập rời đi đi hỗ trợ rồi. Rất nhanh, thiên âm thành trên lâu thành chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong một người. Trên bầu trời ma đế huyết trời đang nhìn đến thiên âm thành bên trong cảnh tượng sau đó khóe miệng hắn cười gần càng ngày càng thịnh vượng hắn hướng về phía Diệp Thần Phong nói ra, làm sao? lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh có thể đem trong cả tòa thành người, tại của ta dưới mí mắt rời đi. Cho ta một nổi công kích. Ma đế huyết thiên dứt tiếng, thập đại ma tướng từ bầu trời bên trong bên trái công kích, bọn hắn người trên thân người khí thế tăng vọt, trên người là ma khí xâm xâm. Này thập đại ma tướng động tác xuất kỳ nhất trí, cuồng bạo màu đen kình phong lượn lờ tại bọn hắn bốn phía, bên trong cơ thể của bọn họ linh khí dường như mãnh liệt hồng thủy yếu bạo phát, bọn hắn cũng trong lúc đó đưa bàn tay nhanh chóng đẩy ra, ma hổ cuồng sát. Mười con màu đen cự hổ trống giống hình thành, mỗi một đầu cự hổ đều dương nanh múa vuốt, chúng nó hướng về thiên âm thành bên trái bầu trời tầng phòng hộ xung kích tới. Này thập đại cự hổ tại chạy nhanh giữa, dĩ nhiên một đầu tiếp lấy một đầu dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng mười con màu đen cự hổ dung hợp thành một đầu. Này dung hợp thành một đầu màu đen cự hổ, hắn khí thế trên người bá đạo cực kỳ, phàm là con này cự hổ chỗ kinh chi địa, không khí vặn vẹo lợi hại, liền ngay cả không gian đều dường như muốn bắt đầu vặn vẹo rồi. Chiều này ma hổ cuồng sát chính là thập đại ma tướng liên hợp công kích chiêu thức, coi như là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt chết tại đây một chiêu bên dưới. To lớn hắc hổ đạp không mà đi, tốc độ cực kỳ mãnh liệt. Mà ở thập đại ma tướng thi triển ma hổ cuồng sát thời điểm, vương quang hùng, Quý Bình An hòa hứa cao thuận ba người này. Bọn hắn đã từ lâu động thủ, chỉ thấy Vương Quang Hùng bàn tay phải biến thành tay đao, áo của hắn nhanh chóng nhấp nhô. Dừng lại ở diệp thần phong trên người ánh mắt sát khí đều lộ, tay đao cách không hướng về thiên âm thành bên phải bầu trời đánh xuống, tàn nguyệt chảm. Một đạo cực kỳ to lớn mà lại sắc bén hình trang lưỡi liềm hình dáng linh khí công kích xuất hiện. Này đạo cử đại trang lưỡi liềm công kích hướng về tầng phòng hộ gào thét mà tới. Quý Bình An ngón tay hướng về thiên âm thành bên phải bầu trời tầng phòng hộ một điểm, trên ngón tay của hắn nhất thời ánh sáng tỏa ra, bạo thiên chỉ. Trên bầu trời cuồng phong hô khiếu, âm âm, một tiếng, một cái to lớn ngón tay hư ảnh từ trên bầu trời, hướng về thiên âm thành áp bước đi xuống. Mà hứa cao thuận bàn tay phải cũng đã sớm hoàn toàn đỏ đậm rồi, hắn bên trong thân thể linh khí sôi trào, bàn tay đánh ra, xích cầu vòng trường trong không khí hỏa diễm hiện lên, một đạo cự đại nóng rực dấu bàn tay hướng về thiên âm thành bên phải bầu trời tầng phòng hộ vỗ tới. Lần trước Vương Quang Hùng ba người đến thiên âm thành thời điểm, bọn hắn cũng là dùng ba chiêu này công kích thiên âm thành tầng phòng hộ, lúc này có thập đại ma tướng cùng ma đế gia nhập, thiên âm thành tầng phòng hộ có thể hay không bị phá tan. Ma đế huyết thiên đã từ lâu động thủ, chung quanh hắn tràn ngập ma khí nồng nặc. Những này ma khí hoàn toàn đưa hắn cấp bao quấn ở trong đó. Huyết thiên trắng xanh bệnh trạng trên mặt hiện lên từng tia từng tia vẻ điên cuồng, cực hạn mãnh liệt thật khí thế từ trên người hắn tùy ý đi ra, hắn không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo, bàn tay phải của hắn hóa thành móng vuốt hình dạng. Tay phải của hắn cũng là tái nhợt không có một tia màu máu, hắn hóa thành móng vuốt trên lòng bàn tay, cho người một loại cực kỳ bén nhọn cảm giác chỉ thấy huyết thiên đem chính mình móng vuốt hướng về thiên âm thành chính giữa bầu trời tầng phòng hộ đập tới, chiến thần ma chảo. Một con to lớn màu đen móng vuốt ấn ở trên bầu trời hiện lên. Con này to lớn móng vuốt ấn có vẻ cực kỳ khủng bố cùng làm người ta sợ hãi, từ hắn tản mát ra công kích khí thế, phảng phất có thể đem bầu trời đều cào nát bình thường. Màu đen cự hổ, to lớn trăng lưỡi liềm, cự ngón tay lớn, to lớn trưởng ấn, to lớn dấu móng tay, những công kích này cơ hồ là cũng trong lúc đó đánh vào thiên âm thành tầng phòng hộ thượng. Thiên âm thành bên trong diệp minh cường giả, bọn hắn nhìn thấy những này rực rỡ mà tới công kích sau đó phần lớn người trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn không ngừng nuốt nước miếng, bàn tay không tự chủ nhanh nắm thành quyền đầu. Oanh, 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 nổ vang không ngừng tại thiên âm trên thành về tay không đáng. Bao phủ tại thiên âm trên thành trống không tầng phòng hộ, đột nhiên tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng thậm chí người bên trong thành có thể cảm giác được có một tia tia năng lượng từ ngoài thành giật vào diệp thần phong thấy thế hắn khẽ cao mày trong đầu hắn vang lên lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm tiểu gia hỏa lúc trước người bố trí này viễn cổ phòng ngự trận thời điểm thực lực của ngươi liền niết bàn cảnh đều không có bước vào đây này phòng ngự trận tự nhiên không cách nào phát huy ra tác dụng to lớn nhất mà bây giờ huyết thiên lại triệt để bước ra niết bàn cảnh, lấy bọn hắn công kích như vậy, phòng ngự trận nhiều nhất có thể kiên trì cái khoảng 3 ngày. Diệp thần phong ở trong lòng nói ra, ta muốn bọn hắn hôm nay liền phá tan phòng ngự trận, nếu bọn hắn muốn đi vào trong thành, như vậy ta liền gọi bọn hắn vô, đến lúc đó để cho bọn họ nếm thử viễn cổ sát trận bao ơ. Diệp thần phong thân ảnh cũng rời khỏi thiên âm thành thành lầu, hắn hướng về thiên âm thành quảng trường khổng lồ bay đi, Tô Nguyệt đám người đem thiên âm người bên trong thành toàn bộ tập trung đến trên quảng trường. Tại trên quảng trường Bạch Tiểu Nhu, người thấy Diệp Thần Phong xuất hiện, người lập tức đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Trên quảng trường Diệp Minh Cường giả, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó có người mở miệng hỏi, Minh Chủ, chúng ta kế tiếp nên làm gì? Diệp Thần Phong nói ra, tất cả mọi người đứng ở trong quảng trường đến, không nên để lại tại ngoài sân rộng mặt. Tuy rằng không biết Diệp Thần Phong muốn làm gì, nhưng tất cả mọi người vẫn là đệ nhất thời gian toàn bộ đứng ở trong quảng trường. Tốt tại quảng trường này cũng đủ lớn, bằng không còn thật sự không tha cho nhiều người như vậy. Trên bầu trời huyết thiên, hắn nhìn thấy trong thành Diệp Thần Phong đám người đều tập trung vào trên quảng trường. Hắn quát lạnh, Diệp Thần Phong, Diệp Minh Chủ, giờ chết của các ngươi lập tức sắp đến. Ngược lại, huyết thiên rồi hướng thập đại ma tướng cùng vương quang hùng đám người, nói ra, cho ta tiếp tục công kích, cái này phòng ngự trận hẳn là rất nhanh có thể đủ được chúng ta phá tan rồi. Tại Huyết Thiên dứt tiếng thời khắc, Thập Đại Ma Tướng cùng Vương Quang Hùng đám người lần thứ hai triển khai công kích, đương nhiên Huyết Thiên cũng một lần lại một lần sử dụng tới chiến kỹ, nhưng hắn thi triển chiến kỹ cũng không phải cường hãn nhất, dưới cái nhìn của hắn hay là muốn cho mình bảo lưu một ít linh khí, yếu phá tan cái này phòng ngự trận, căn bản không dùng tới hắn thi triển cường hãn nhất chiêu thức. Oanh 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 thiên âm thành bầu trời không ngừng quanh quẩn một tiếng lại một âm thanh nổ vang tiếng nổ lớn ước chừng kéo dài một giờ thập đại ma tướng cùng vương quang hùng các loại bên trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều linh khí diệp thần phong thủ trưởng mịt mờ kết được một cái ấn hắn thử cùng phòng ngự trận trao đổi tại huyết thiên đám người lại một lần nữa triển khai công kích đồng thời diệp thần phong để thiên âm thành bầu trời tầng phòng hộ trở nên bạc nhược một chút oanh một tiếng lúc này thiên âm thành bầu trời tầng phòng hộ trong nháy mắt tán loạn diệp minh bên trong cường giả dồn dập thay đổi sắc mặt mà quảng trường bốn phía ở trên bầu trời tầng phòng hộ tán loạn trong nháy mắt toàn bộ quảng trường được một tầng kết giới cho bao phủ lại rồi huyết thiên đám người muốn đi vào quảng trường liền tất cần phải phá tan kết giới diệp minh bên trong một chúng cường giả bọn hắn nhìn xem tán loạn tầng phòng hộ bọn hắn không thể tin được tầng phòng hộ thật sự được huyết thiên bọn hắn phá tan rồi cảm thụ bao phủ quảng trường kết giới bọn hắn cảm giác không ra kết giới này cường hãn đến mức nào dưới cái nhìn của bọn họ kết giới này căn bản không ngăn được huyết thiên đám người trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận tuyệt vọng huyết thiên đám người đã rơi vào ngoài sân rộng mặt huyết thiên cũng không hề vội vã đi phá tan kết giới hắn cười nói diệp thần phong ngươi thua rồi điều này cũng làm cho đại diện cho ngươi muốn chết rồi kết giới này lực phòng hộ e sợ vẫn không có thiên âm thành bầu trời tầng phòng hộ cường hãn, tự coi như ngươi muốn trốn ở bên trong làm con rùa đen rút đầu, chỉ sợ ngươi cũng nên không được. Diệp thần phong, ngươi không phải là rất cuồng ngạo sao? Hy vọng sau đó ngươi vẫn có thể tiếp tục cuồng ngạo. Vương Quang Hùng cười lạnh nói, Quý Bình An lập tức nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay chứ. Ngươi là chắc chắn phải chết rồi hứa cao thuận cũng nói đáng tiếc muốn chỉnh cái diệp minh cho ngươi chôn cùng đứng ở kết giới bên trong diệp thần phong sắc mặt của hắn trước sau không thay đổi nếu con mồi đã toàn bộ tiến lưới như vậy hắn cũng là thời điểm nên thu lưới rồi diệp thần phong trong con ngươi vẻ mặt không có chút rung động nào hắn nói ra ta còn chưa có chết đây chờ các ngươi chân chính giết chết ta các ngươi lại đắc ý cũng không muộn diệp thần phong hai tay giấu giấu ở trong ống tay áo hắn một bên đang nói chuyện, một bên hai bàn tay nhanh chóng kết ấn, hắn tại câu thông trong thành sát trận rồi, hắn yếu hoàn toàn mở ra viễn cổ sát trận rồi. chương 1797, Hủy Diệt Chi Lực Đứng ở ngoài sân rộng mặt, xuyên thấu qua kết giới nhìn xem Diệp Thần Phong huyết thiên. Huyết thiên cũng không có cảm giác đến thiên âm thành bên trong có bất kỳ chỗ không đúng, lông mày của hắn từ từ nhíu lại. Rất nhanh, huyết thiên lông mày vừa buông ra rồi, hắn ở trong lòng không khỏi tự giễu một cái lấy hắn thực lực hôm nay trên đất huyền giới có ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn hắn đối mình bây giờ thực lực có tuyệt đối tự tin cho dù diệp thần phong thật sự còn có hậu chiêu hắn huyết thiên cần gì phải yếu e ngại huyết thiên trong con người không ngừng lập lòe ánh sáng âm lãnh hắn không thể để diệp thần phong chết nhẹ nhõm như vậy diệp thần phong tại bên cạnh hắn an bài nội ứng khiến hắn cuối cùng bị long ma cung lão tổ phản bội Hắn cũng phải để Diệp Thần Phong nếm thử bị người phản bội tư vị. Huyết Thiên đối với kết giới bên trong người nói ra, trong các ngươi nếu có người nguyện ý trung thành với ta, như vậy ta cũng có thể tha cho hắn một mạng, thời gian của ta có hạn, ta chỉ cho các ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc thời gian. 10 cái hô hấp sau, chúng ta liền muốn phá tan kết giới này rồi, đến lúc đó các ngươi cho dù nguyện ý trung thành với ta, ta cũng tuyệt đối yếu giết chết không cần luận tội diệp thần phong đối với huyết thiên lời nói phỏng theo như không nghe thấy hắn che giấu tại trong tay áo thủ trưởng kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh mà trong kết giới một đám diệp minh cường giả bọn hắn khi nghe đến huyết thiên lời nói sau bọn hắn biết đây là cơ hội duy nhất nếu huyết thiên có thể phá tan thiên âm thành bầu trời tầng phòng hộ như vậy kết giới này lại làm sao có thể chống đỡ được huyết thiên bọn họ đâu thời gian nhanh chóng trôi qua mắt thấy thời gian người hơi thở sắp đến rốt cuộc một tên trên người mặc trường sa màu xám lão đầu đứng dậy hắn đối với diệp thần phong nói ra chúng ta thần đao môn yếu lui ra diệp minh kính xin diệp minh chủ ngươi cho phép tên này lão đầu chính là thần đao môn lão tổ nhân xưng thần đao lão nhân thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong diệp thần phong thậm chí ngay cả do dự chút nào cũng không có hắn trực tiếp nói các ngươi thần đao môn người có thể rời đi kết giới bên trong rồi Kết giới này có suất không tiến, bên ngoài kết giới người không vào được, bất quá, trong kết giới người có thể bất cứ lúc nào ra ngoài. Nghe vậy, thần đao lão nhân lập tức dẫn thần đao môn người thuận lợi bước ra kết giới. Tại thuận lợi bước ra kết giới sau đó thần đao lão nhân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hắn cực kỳ cung kính đối với ma đế, nói ra, chúng ta thần đao môn tất cả mọi người nguyện ý thuần phục ma đế ngài. Tại chính thức sống chết lựa chọn trước mặt thần đao lão người vẫn là không chút do dự lựa chọn sinh tồn. Đương nhiên cái này cái gọi là sinh, chỉ là hắn mong muốn đơn phương cho rằng. Ma đế huyết thiên gật đầu nói, đúng vậy, các người thần đao môn người đều có thể miễn trừ cái chết. Có thần đao môn đi đầu sau đó nguyên bản những kia do dự diệp minh cường giả, bọn hắn rốt cuộc trong lòng cũng là làm ra quyết định, nếu ma đế sớm muộn cũng sẽ thống nhất địa huyền giới, như vậy bọn hắn cần gì ở nơi này chịu chết uổng đây diệp minh cường giả đã biết được kết giới là có suất không tiến bọn hắn căn bản không lại hướng diệp thần phong chào hỏi từng cái dẫn môn hạ đệ tử nhanh chóng lao ra khỏi kết giới bên trong tô nguyệt cùng tô băng vân đám người nhìn xem những này phản bội diệp minh cường giả bọn hắn đều muốn động thủ đem những người này giết đi mà diệp thần phong lại bình tĩnh nói để cho bọn họ rời đi đi nói không chắc bọn hắn lập tức liền phải hối hận rồi chỉ là đảo mắt thời gian Diệp Minh bên trong cường giả tựu ly khai rồi hơn một nửa. Những này bước ra kết giới Diệp Minh cường giả, bọn hắn đều đối với ma đế huyết thiên, nói ra chúng ta nguyện ý thuần phục ma đế ngài. Ở lại kết giới bên trong tô nguyệt cùng tô băng vân nhóm cường giả. Bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem bên ngoài kết giới mặt, trong lòng bọn họ đều tràn đầy lo lắng. Bọn hắn nhìn xem cực kỳ chấn định Diệp Thần Phong, lẽ nào Diệp Thần Phong thật sự còn có hậu chiêu sao? Huyết Thiên thấy hơn phân nửa Diệp Minh cường giả toàn bộ phản bội Diệp Thần Phong. Hắn cười nói, cùng ta đồng thời phá tan kết giới, về phần trong kết giới người, giết chết không cần luận tội. Diệp Thần Phong che giấu tại trong tay áo thủ trưởng, hiện tại đã đình chỉ kết ấn, chỉ cần bàn tay của hắn lần nữa hơi động, là hắn có thể đủ hoàn toàn mở ra viễn cổ sát trận rồi, mà hắn chỗ ở quảng trường này, nơi này chính là viễn cổ sát trận mắt trận. Nơi này kết giới nhìn như không có trời âm trên thành trống không cường hãn, thế nhưng sức phòng ngự nhưng so với thiên âm thành bầu trời tầng phòng hộ cường hãn hơn nhiều. Hơn nữa sát trận một khi mở ra, toàn bộ thiên âm thành đều sẽ bị phá hủy, nhưng quảng trường này lại là một cái ngoại lệ, bởi vì nơi này là mắt trận vị trí, viễn cổ sát trận sức mạnh hội tránh khỏi quảng trường này. Nói cách khác, một khi viễn cổ sát trận mở ra, toàn bộ thiên âm thành chỉ có quảng trường này hội bình an vô sự. Diệp Thần Phong nhìn xem những kia phản bội Diệp Minh Cường giả, hắn nói ra, sau đó các ngươi nhưng tuyệt đối không nên cầu xin tha thứ, ta nhưng là một cái máu lạnh vô tình người, đặc biệt là đối với những kia phản bội người của ta. Thần Đao môn thần đao lão nhân, hắn là đi đầu phản bội Diệp Thần Phong, bây giờ đứng ở bên ngoài kết giới mặt, có huyết thiên cái này chỗ dựa sau đó hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đừng léo nha léo nhéo được rồi, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi đừng cho là mình có một chút thực lực, là có thể không đem tất cả mọi người để ở trong mắt, chúng ta hội hướng về ngươi cầu xin tha thứ. Ngươi ít nói giỡn, Diệp Thần Phong, tỉnh lại đi đi, ngươi lập tức liền muốn đi gặp Diêm Vương ra rồi, chúng ta chưa cùng ngươi đồng thời chịu chết, đây là chúng ta thông minh. Những kia lui ra Diệp Minh Cường giả lần lượt rêu rao lên. Nhưng ma đế huyết thiên lại cảm thấy không đúng lắm, hắn lập tức nói ra, phá ra cho ta kết giới này cho ta lập tức phá tan kết giới này. Bao quát ma đế huyết thiên ở bên trong, tất cả mọi người bắt đầu thi triển chiến kỹ công kích tại kết giới bên trên rồi. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. Công kích âm thanh không dứt bên tai. Bao phủ lại quảng trường kết giới chịu đến hoa cả mắt công kích sau đó kết giới này chỉ hơi hơi rung động mấy lần, căn bản cũng không có bị phá ra xu thế. Đang công kích hơn 5 phút sau. Huyết Thiên càng phát cảm giác không được bình thường, mà những kia phản bội Diệp Minh cường giả, bọn hắn cũng từng cái kinh hãi không thôi. Bọn hắn không nghĩ đến cái này kết giới hội cường hãn như thế, bất quá trong lòng bọn họ nhưng vẫn là không hối hận, bởi vì cho dù kết giới cường hãn hơn nữa, Diệp Thần phong mấy người cũng chỉ có thể trốn ở bên trong, lẽ nào Diệp Thần phong bọn hắn yếu ở bên trong trốn cả đời sao? Ma đế Huyết Thiên kiên chỉ được tiêu ma không còn chút nào hắn vừa vặn thi triển chỉ là phổ thông chiến kỹ hắn hiện tại yếu thi triển uy lực mạnh mẽ chiến kỹ rồi hắn không lo được trong cơ thể linh khí rất có tiêu hao mà diệp thần phong cũng mở miệng các ngươi đùa rất vui vẻ chứ kế tiếp là không phải hẳn là yếu đến phiên ta diệp thần phong lời này vừa nói ra trong kết giới cùng bên ngoài kết giới ánh mắt của mọi người tạm thời toàn bộ tập trung vào diệp thần phong trên người diệp thần phong che giấu tại trong ống tay áo thủ trưởng đưa ra ngoài hai bàn tay ở trong không khí hơi động trong miệng trượt quát lên viễn cổ sát trận mở xuất tiếng toàn bộ thiên âm thành mặt đất đột nhiên rung động chuyển động từng cái từng cái vết dạn nứt nhanh chóng tại thiên âm thành trên mặt đất lan tràn ra oanh một tiếng từ thiên âm thành bầu trời đột nhiên đè xuống một cổ hạn chế lực lượng thập đại ma tướng đám người bao quát huyết thiên ở bên trong Bọn hắn cũng cảm giác mình ngự không năng lực phi hành bị hạn chế ở. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Từng luồng từng luồng sức mạnh mang tính hủy diệt nhanh chóng tràn ngập ở cả tòa thiên âm thành bên trong, trên mặt đất tấm gạch liên tiếp hóa thành bột phấn, những này bột phấn tung bay tại trong không khí. Huyết thiên nhíu chặt hai hàng chân mày lại, cảm thụ bị hạn chế ngự không năng lực phi hành, cảm thụ chu vi rậm rạp chẳng chịt hủy diệt chi lực trong lòng của hắn sinh sôi không ổn ý nghĩ, hắn muốn lập tức rời đi nơi này. Mà thiên âm thành bên trong rậm rạp chẳng chịt hủy diệt chi lực diệt thành một chiếc võng, muốn rời khỏi thiên âm thành, liền tất cần phải phá tan những này hủy diệt chi lực, chỉ khi nào cùng những này hủy diệt chi lực đụng vào, e sợ cả tòa thiên âm thành bên trong sẽ trong nháy mắt sản sinh phản ứng dây chuyền, hết thảy hủy diệt chi lực đều sẽ lần lượt nổ tung. Những kia phản bội diệp thần phong cường giả, bọn hắn nhìn thấy thiên âm thành bên trong biến hóa sau đó bọn hắn từng cái sắc mặt kịch biến, nụ cười trên mặt nhất thời không còn sót lại chút gì rồi, bọn hắn trong con ngươi tràn đầy sợ hãi, nhìn xem liền ngay cả huyết thiên cũng không cách nào lập tức chạy đi, trong lòng bọn họ hối hận ruột đều thanh. Về phần trong kết giới Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người, bọn hắn đang nhìn đến thiên âm thành bên trong biến hóa sau đó bọn hắn từng cái là mừng rỡ, trong lòng bọn họ là nặng nề thở phào nhẹ nhõm Tô Nguyệt hỏi, trước người lợi dụng 50 triệu linh thạch thượng phẩm, người chính là đang bố trí trận pháp này chứ? Diệp thần phong gật gật đầu, nói ra, cái này sát trận ta chuyên môn là vì ba đại tông môn cùng ma đạo chuẩn bị. Không nghĩ tới bọn hắn vẫn đúng là ngu như bò dựa vào vào thiên âm thành bên trong rồi, nếu không phải ta cố ý yếu bớt thiên âm thành bầu trời tầng phòng hộ, bọn hắn cho là bọn họ có thể thoải mái như vậy đi vào. Thực sự là một đám trắng. Si, Diệp thần phòng ánh mắt nhìn thẳng bên ngoài kết giới ma đế huyết thiên, nói ra, người cho rằng bước ra niết bàn cảnh, người liền trên đời này vô địch rồi. chương 1798 kết thúc rồi à? Âm âm, âm âm, âm âm, âm âm, âm thiên âm thành bên trong tiếng nổ lớn không ngừng. Từng tòa từng tòa phòng ốc nhanh chóng sụp xuống. Trên mặt đất vết dạn nứt nhanh chóng mở rộng, cả tòa thiên âm thành rất nhanh sẽ trở nên thiên sang bách khổng rồi. Mà đế huyết thiên khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn trên mặt tái nhợt hiện lên nộ đỏ vẻ, nhìn xem trong không khí càng tụ càng nhiều hủy diệt chi lực, bên trong thân thể của hắn thật khí thế mãnh liệt tăng lên tới cực hạn, thân ảnh của hắn hướng về hủy diệt chi lực lướt tới, hắn muốn xông ra những này hủy diệt chi lực, hắn muốn rời khỏi thiên âm thành, hắn mới sẽ không được Diệp Thần Phong cho nhốt lại. Thế nhưng, mà Đế Huyết Thiên hành động này, triệt để để thiên âm thành bên trong sinh ra phản ứng dây chuyền. Mà Đế Huyết Thiên đánh vào ngăn hắn lại hủy diệt chi lực thượng, theo trước mặt hắn hủy diệt chi lực nổ tung, cả tòa thiên âm thành bên trong hủy diệt chi lực toàn bộ liên tiếp bắt đầu bạo nổ. Mà Đế Huyết Thiên cảm nhận được nổ tung khủng bố uy năng, thân ảnh của hắn gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước, hắn tránh né hủy diệt chi lực nổ tung mang đến cho hắn xung kích. Theo hủy diệt chi lực liên tiếp nổ tung. Những kia vừa vặn phản bội diệp thần phong tông môn, kỳ tông môn bên trong có mấy người thực lực chỉ có tạo hóa cảnh, thậm chí là thần niệm cảnh. Tại hủy diệt chi lực bao phủ dưới, những thực lực này tương đối thấp hơi người căn bản đến không kịp né tránh, liền ngay cả luân hồi cảnh cường giả cũng không kịp tránh né, chỉ có là niết bàn cảnh cường giả miễn cưỡng có thể nhảy nhót tưng bừng. Âm, 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 một đoàn lại một đoàn xương máu ở trong không khí tứ tán ra. Phàm là được hủy diệt chi lực nổ tung uy năng bao phủ đến người, thân thể của bọn họ trong nháy mắt được xoắn thành huyết vụ, liền ngay cả trước khi chết cuối cùng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Bạn theo thời gian trôi đi, thiên âm thành bên trong hủy diệt chi lực, không có bởi vì nổ tung mà giảm bớt. Trái lại là càng tụ càng nhiều. Nhìn bên cạnh người thân cùng bằng hữu lần lượt chết thảm, nhìn xem huyết thiên cũng chỉ có thể không ngừng tránh né những kia phản bội diệp thần phong cường giả bọn họ là hoàn toàn hỏng mất thần đao môn lão tổ thần đao lão nhân hắn đang nhìn đến cháu của mình thân thể cũng hóa thành huyết phụ sau đó trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ nhưng càng nhiều là sợ hãi hắn quát khản cả giọng ta còn không muốn chết ta còn không muốn chết thần đao lão nhân hướng về phía trong kết giới diệp thần phong hô diệp minh chủ ta biết sai rồi ta biết sai rồi, cầu ngài tha ta một mạng, ta nguyện ý trọng mới gia nhập Diệp Minh. Vừa vặn thần đao lão nhân nếu nguyện ý vì mạng sống mà thuần phục ma đế, như vậy hắn hiện tại đương nhiên vì mạng sống, hắn lại sẽ chọn gia nhập Diệp Minh rồi. Diệp Minh chủ, ta cũng biết sai rồi, để ta tiến vào kết giới bên trong đi. Ta bảo đảm về sau chỉ vì Minh chủ ngài thuần phục. Tiếng cầu xin tha thứ tại bên ngoài kết giới không ngừng vang lên. Trong kết giới người nhìn thấy viễn cổ sát trận power sau đó rất nhiều người đều nuốt nước miếng, bọn hắn may mắn chính mình không có phản bội Diệp Minh. Bằng không bọn hắn cũng phải đối mặt hóa thành huyết vụ kết quả. Bạch Tiểu Nhu tựa vào Diệp Thần Phong bên cạnh, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân nhìn xem lần lượt người hóa thành huyết vụ, hai người bọn họ trong lòng cũng là hút vào hơi lạnh. Diệp Thần Phong nhìn xem thần đao lão nhân, nói ra, vừa vặn các ngươi yếu lui ra Diệp Minh ta không có ngăn cản các ngươi, xuất hiện tại các ngươi lại muốn gia nhập Diệp Minh rồi, lẽ nào các ngươi đã cho ta Diệp Minh là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi đấy sao? Diệp thần phong câu thông thiên âm thành bên trong viễn cổ sát trận, hắn bàn tay phải vung lên. Thiên âm thành bên trong hủy diệt chi lực trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo. Hủy diệt chi lực nổ tung sinh ra uy năng cũng biến thành càng thêm cường hãn, liền ngay cả niết bàn cảnh cường giả cũng bắt đầu không cách nào tránh né thần đao lão nhân một cái không có để ý hắn trong nháy mắt bị cuốn vào chu vi nổ tung uy năng bên trong cả người hắn tại trong khoảnh khắc cũng biến thành một đám mưa máu mùi máu tanh ở trong không khí không ngừng lan tràn tiếng cầu xin tha thứ tiếng kêu rên trải rộng trong không khí huyết thiên cùng thập đại ma tướng bọn hắn áp sát lại với nhau bọn hắn đang liều mạng tránh né cùng chống đối hủy diệt chi lực nổ tung uy năng ba đại tông môn vương quang hùng Quý bình an hòa hứa cao thuật, sắc mặt của bọn họ đã sớm trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn cảm giác được theo thời gian trôi đi, hủy diệt chi lực đang trở nên càng ngày càng cường hãn, tại tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ chết ở hủy diệt chi lực nổ tung bên dưới. Đột phá đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó ma đế huyết thiên, trong lòng của hắn huất ước tới cực điểm, dưới cái nhìn của hắn hắn đã đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi, trên đất huyền giới hẳn là không ai có thể ngăn cản hắn. Huyết thiên quát lên, cho ta tiếp tục công kích kết giới, lẽ nào các ngươi đều muốn chờ chết sao? Tại huyết thiên ra lệnh một tiếng sau. Bên ngoài kết giới cường giả nhất thời tình ngộ ra, bọn hắn một bên tránh né nổ tung uy năng, bóng người một bên hướng về kết giới lao đi rồi, bọn hắn dự định công kích lần nữa kết giới. Nhưng trong kết giới diệp thần phong, cánh tay của hắn lần thứ hai vung lên. Thiên âm thành bên trong hủy diệt chi lực, từ từ tạo thành từng đạo hủy diệt cơn lốc mà ở bên ngoài kết giới bốn phía cũng che kín rất rất nhiều cuồng bạo hủy diệt chi lực, muốn công kích kết giới, liền nhất định phải đem những này hủy diệt chi lực tiêu trừ. Những kia vốn là muốn yếu công kích kết giới cường giả, bọn hắn thấy cảnh này sau, bọn hắn lập tức thu hồi công kích. Một khi bọn hắn công kích được hủy diệt chi lực thượng, bọn hắn lại đến không kịp né tránh lời nói, như vậy bọn hắn sẽ trong nháy mắt được xoắn thành huyết phụ. Thập đại ma tướng tại thấy cảnh này sau, trong đó thực lực chỉ có Niết Bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong một tên ma tướng, hắn nói ra: "Chủ nhân, để cho ta đi công kích kết giới chung quanh hủy diệt chi lực, nếu như hủy diệt chi lực nổ tung, nhất định có thể đối kết giới tạo thành tổn thương nhất định, đến lúc đó các ngươi cùng nhau nữa công kích kết giới." Tên này ma tướng hoàn toàn là muốn chịu chết rồi, mà Đế Huyết Thiên không có ngăn cản, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Tên kia ma tướng nhanh chóng hướng về kết giới lao đi. Tại chiêu thức của hắn công kích tại kết giới chung quanh hủy diệt chi lực thượng lúc mà Đế Huyết Thiên mấy người cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị xong một nổi công kích. âm um, Nhưng mà hủy diệt chi lực là nổ tung tên kia ma tướng cũng trong nháy mắt bị nổ tung uy năng biến thành huyết vụ. Thế nhưng này nổ tung uy năng phản phất bị người khống chế bình thường toàn bộ đều tránh được bao phủ lại quảng trường kết giới. Ma đạo Huyết Thiên thấy cảnh này hắn con ngươi trong nháy mắt nổ đỏ một mảnh hắn chợt quát lên, Diệp Thần Phong, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Thần Phong lãnh đạm nói, là thời điểm nên kết thúc. Diệp Thần Phong bàn tay ở trong không khí kết được một cái cổ quái thủ ấn. Nơi tay ấn kết thành trong nháy mắt. Toàn bộ thiên âm thành bên trong đang chậm chậm hình thành cơn lốc hủy diệt chi lực, trong nháy mắt biến thành từng đạo to lớn mãnh liệt cơn lốc. Những này hủy diệt cơn lốc nhanh chóng tại thiên âm trong thành cuốn sạch lấy, Đem thiên âm thành tất cả sự vật đều nhanh nhanh nát tan. Phản bội Diệp Minh Cường giả, một tên tiếp theo một tên toàn bộ đã bị chết ở tại hủy diệt cơn lốc bao phủ bên dưới. Mà Vương Quang Hùng, Quý Bình An, Hòa Hứa Cao Thuận ba người này, bọn hắn cũng không cách nào tránh né, bọn hắn cũng trong nháy mắt bị hủy diệt cơn lốc thôn phệ, tại thôn phệ trước, bọn hắn trong con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Rất nhanh, đem bọn hắn cuốn vào hủy diệt cụ trong gió nhiều hơn một vệt màu đỏ. Xem ra bọn hắn cũng bị tịch cuốn thành một đám mưa máu rồi. Bên ngoài kết giới mặt còn sống chỉ có ma đế huyết thiên cùng chín đại ma tướng rồi. Chín đại ma tướng bởi vì có máu ngày trông nom, bọn hắn miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng thiên âm thành từng đạo to lớn cơn lốc đang nhanh chóng dung hợp. Cuối cùng, thiên âm thành bên trong hết thảy cơn lốc đều dung hợp thành một đạo hủy diệt ngập trời cơn lốc đạo này ngập trời cơn lốc đem chọn tòa thiên âm thành đều bao phủ ở trong đó đương nhiên ma đế cùng chín đại ma tướng cũng bị che kín trong đó thiên âm thành bốn phía tường thành nhanh chóng sụp đổ thiên âm thành thành lầu trực tiếp biến thành bột phấn trong không khí được bụi bặm cho che kín thân ở kết giới bên trong người bọn hắn nhìn đến là hãi hùng khiếp phía bất quá này ngập trời cơn lốc khủng bố uy năng lại toàn bộ tránh khỏi kết giới nhìn thấy được ngập trời cơn lốc thôn vệ ma đế cùng chín đại ma tướng, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Nguyệt tự nói cuối cùng cũng coi như kết thúc rồi à. Diệp Minh bên trong còn lại không có lựa chọn phản bội cường giả, thân ở kết giới bên trong bọn họ, không cảm giác được phía ngoài khủng bố, bất quá, bọn hắn sau lưng quần áo đã sớm là ướt đấm, bọn hắn nặng nề thở ra một hơi, dưới cái nhìn của bọn họ sự tình rốt cuộc có một kết thúc nhưng Diệp Thần Phong nhìn xem bên ngoài kết giới bao phủ lại thiên âm thành ngập trời cơn lốc, trong lòng của hắn mơ hồ có một loại bất an, trực giác của hắn nói cho hắn, ma đế huyết thiên có thể sẽ không chết đơn giản như vậy. Thế nhưng, này ngập trời cơn lốc power cường hãn như vậy, giết chết ma đế huyết thiên hẳn là thừa sức được rồi. chương 1799, Thần Ngọc, Phát Điên Ma Đế, Phong Quyển Tàn Vân, Bội Mù Từ Từ, Ngập trời cơn lốc đang kéo dài sau 3 phút, power tại bắt đầu từ từ giảm bớt, thẳng đến cuối cùng ngập trời cơn lốc hoàn toàn biến mất rồi. Tại ngập trời cơn lốc biến mất trong nháy mắt, bao phủ lại quảng trường kết giới cũng tiêu tán. Bây giờ viễn cổ sát trận uy năng toàn bộ phóng thích ra ngoài, kết giới tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Đứng ở trên quảng trường Diệp Thần Phong cùng Diệp Minh một chúng cường giả, bọn hắn nhìn xem chu vi đều là bụi mù tràn ngập, tầm mắt toàn bộ được che lại ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn hướng huyết thiên bọn hắn vị trí. Diệp thần phong đám người thử đi cảm ứng, bọn hắn đều cảm giác hà tiện ngày hơi thở. Tràn ngập ở trong không khí bụi mù từ từ tản đi rồi, duy nhất huyết thiên bọn hắn nguyên bản vị trí, nhưng vẫn là bụi mù bao phủ. Bất quá, chu chu đa những nơi khác phóng tầm mắt nhìn, nơi nào còn có cái gì thiên âm thành. Cả tòa thiên âm thành ngoại trừ quảng trường này ở ngoài, những nơi còn lại toàn bộ biến thành phế tích rồi, cả cái gì một tòa hoàn chỉnh kiến trúc cũng không có để lại. Diệp thần phong ánh mắt một khắc đều không hề rời đi huyết thiên bọn hắn vị trí, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân mấy người cũng sinh ra nghi hoặc, thiên âm thành những nơi còn lại bụi mù hoàn toàn tán đi rồi, tại sao duy chỉ có nguyên bản huyết thiên chỗ của bọn hắn không có tản đi bụi mù. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà đế huyết thiên bọn hắn vị trí, Bụi mù cũng chậm chậm bắt đầu tản đi rồi. Đợi đến bụi mù hoàn toàn tán đi sau, chỉ thấy Ma Đế Huyết Thiên dáng dấp tuy rằng chật vật, nhưng hắn sống rất là tốt. Huyết Thiên tóc cực kỳ tán loạn, quần áo trên người cũng biến thành phá lạn, hắn trong tay cầm một khối màu trắng ngọc bội. Từ khối ngọc bội này thượng tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Huyết Thiên được một tầng ánh sáng cho bao phủ lại rồi, đương nhiên được bao phủ lại còn có bốn đại ma tướng Bây giờ còn sống chỉ có cái này hai tên Niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cùng hai tên Niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ ma tướng rồi, còn lại ma tướng toàn bộ chết rồi. Huyết thiên trong tay khối ngọc bội này đồng dạng là tại đỏ đậm trong sa mạc lấy được. Lúc trước hắn đạt được khối ngọc bội này thời điểm, hắn cũng cảm giác không ra khối ngọc bội này bất phàm, trải qua một phen nghiên cứu sau đó hắn xác định khối ngọc bội này có phòng ngự tác dụng. Vừa vặn tại thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn lập tức kích phát rồi khối ngọc bội này, thế nhưng khối ngọc bội này phòng ngự phạm vi có hạn. huyết thiên không cách nào bận tâm đến hết thảy ma tướng, hắn chỉ có thể cứu này bốn tên ma tướng. ầm uhm, một tiếng, tại bao phủ lại huyết thiên hào quang của bọn họ tiêu tán thời điểm, huyết thiên ngọc bội trong tay trong nháy mắt nổ tung biến thành bột phấn. xem ra khối ngọc bội này là vật chỉ dùng được một lần. ma đế huyết thiên nhìn bên cạnh chỉ có bốn vị ma tướng còn sống hắn lửa giận trong lòng nhanh chóng trưng vọt lên, hồi tưởng vừa vặn ngập trời cơn lốc power, hắn biết nếu không phải hắn đã nhận được khối ngọc bội này, cho dù hắn đã đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó, chỉ sợ hắn cũng sẽ chết ở mới vừa ngập trời cụ trong gió. Lần sau, khối ngọc bội này sức phòng ngự vượt xa khỏi ma đế huyết thiên tưởng tượng, diệp thần phong khiến hắn cứ như vậy lãng phí khối này bất phàm ngọc bội, hắn cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo rồi bên trong thân thể của hắn là hoàn toàn lửa giận mút trời rồi đứng ở bên trong quảng trường một đám diệp minh cường giả bọn hắn nhìn thấy ma đế dĩ nhiên không có chết bọn hắn không tự chủ nín thở bây giờ bao phủ quảng trường kết giới đã biến mất thiên âm thành cũng trở thành một vùng phế tích diệp thần phong không thể lại có thêm chiêu sau cho nên nói không có cái gì người có thể chống đỡ được huyết thiên rồi diệp thần phong con người vi vi ngưng lại xem ra trực giác của hắn phi thường chuẩn xác mà đế huyết thiên xác thực còn chưa chết hắn cũng nhìn thấy vừa nãy huyết thiên trong tay nổ tung ngọc bội rồi hắn suy đoán huyết thiên mặc dù có thể từ ngập trời cơn lốc bên trong sống sót dựa vào chính là khối ngọc này bội rồi lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm tại diệp thần phong trong đầu vang lên tiểu ra hỏa trong lòng ngươi suy đoán không sai huyết thiên có thể sống sót đích thật là ngọc bội trong tay của hắn công lao Khối ngọc bội kia chính là thần ngọc, tối thiểu nhất là địa thần cảnh cường giả đem sức mạnh của mình truyền vào trong đó. Bất quá, ngọc bội hẳn là lưu trữ năm tháng đã lâu rồi, trong đó sức mạnh đã trôi đi rất nhiều, thế nhưng cái này viễn cổ sát trận là người bố trí, lấy thực lực của người bố trí đi ra ngoài viễn cổ sát trận, vừa vặn khối này thần ngọc bên trong lưu lại năng lượng yếu ngăn trở, này trên căn bản thượng là thừa sức được rồi. Về phần địa thần cảnh là cảnh giới gì? còn có niết bàn cảnh bên trên có cảnh giới gì, người đã đến thiên huyền giới tự nhiên sẽ biết. Trong đầu quanh quẩn lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm, diệp thần phong ánh mắt một mực thật chặt nhìn chăm chú vào ma đế huyết thiên. Mái tóc giải rác ma đế huyết thiên, bộ ngực hắn thiêu đốt rồi rào lửa giận, lông mày phẳng phất đều từng cây từng cây dựng lên, trên trán bạo khởi tráng kiện gân xanh, hắn đã thật lâu rất lâu không có như thế lên cơn giận dữ quá rồi. Huyết thiên hung tản ánh mắt cùng Diệp thần phong đối diện, thanh âm hắn mang theo khàn dọc, mãnh liệt thật khí thế không đứng ở trong cơ thể nhấp nhô, quát ta thực sự là quá khinh thường ngươi rồi, ta cũng thật sự suýt chút nữa đã bị chết ở tại trên tay của ngươi, bất quá, hiện tại ta không có chết, ta còn chưa chết, ngươi còn có hậu chiêu sao? Ngươi thật sự để cho ta phẫn nộ rồi, nguyên bản ta còn muốn muốn cho ngươi chết đau nhức mau một chút, bây giờ xem ra là không thể rồi huyết thiên nội tâm kiêu ngạo cực kỳ, Diệp Thần Phong là một lần lại một lần đưa hắn kiêu ngạo cho đạp vỡ. Trong đầu hồi tưởng đến thiên âm thành sau đó phát sinh tất cả, huyết thiên ngực lửa giận liền muốn nổ tung ra rồi, hắn hai con mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, cuồn cuộn khí thế hướng về Diệp Thần Phong đám người đánh tới. Viễn cổ sát trận uy năng phóng ra, đối với bay trên trời hạn chế lực cũng đã biến mất. Huyết thiên không nhiều lời nữa, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, mà sống sót cuối cùng bốn đại ma tướng, bọn hắn tuy rằng còn sống, nhưng bên trong thân thể cũng bị không giống trình độ thương thế. Tô Nguyệt thấy máu thiên động thủ, trong cơ thể nàng linh khí cũng trong nháy mắt trở nên dâng trào lên. Tô Nguyệt gión mũi chân, bóng người nhanh chóng vào tới diệp thần phong phía trước. Bàn tay trắng nõn đánh ra, không khí một trận dập dờn. Tô Nguyệt bàn tay chỗ đập địa phương huyết thiên thân ảnh nhất thời xuất hiện, quả đấm của hắn đối mặt Tô Nguyệt thủ trưởng. Hai người thật khí thế đều đã tới đỉnh phong, nhưng bọn họ đều không có thi triển chiến kỹ. Oanh, một tiếng, Tô Nguyệt cùng huyết thiên bốn phía đá vụn 4P, một trận kịch liệt kình phong tại chung quanh bọn họ tứ tán ra. Mà đế huyết thiên trên mặt mang theo vẻ điên cuồng, hắn quát lên, Tô Nguyệt, người vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của ta. Huyết Thiên cùng Tô Nguyệt bàn tay sờ va vào nhau nắm đấm cánh tay kia run lên, nhất cổ càng thêm cực hạn sức mạnh từ quả đấm của hắn bên trong bộc phát ra. Tô Nguyệt trên bàn tay huyết vụ tuôn ra, thân ảnh của nàng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Tại Tô Nguyệt bị oanh bay trong nháy mắt, Huyết Thiên không có một chút nào dừng lại, thân ảnh của hắn lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi. Mà vừa vặn thừa dịp Tô Nguyệt cùng Huyết Thiên đối oanh, Lực chú ý của tất cả mọi người tập trung ở hai người kia trên người thời điểm, Diệp Thần Phong đem Bạch Tiểu Nhu đưa vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Diệp Thần Phong chính mình không có tiến vào bên trong tiểu thế giới, hắn biết hắn một khi tiến vào bên trong, người nơi này liền toàn bộ đều phải chết, mà hắn cũng không cách nào đem nhiều người như vậy lập tức thu sạch vào bên trong tiểu thế giới. Mắt thấy Ma Đế Huyết Thiên tới gần, Huyết Thiên nắm tay phải hướng về Diệp Thần Phong oanh ra trong không khí kinh khí cuồn cuộn. Huyết Thiên Quát, người bất quá là dựa vào ngoại lực mới đưa ta bước thành như vậy, nhưng là chân chính đối đầu ngươi, ta không cần chiến kỹ, ta là có thể dễ dàng đem ngươi đánh bay. Được đánh bay ra ngoài Tô Nguyệt, người khẽ kêu nói, Diệp Thần Phong, né tránh. Nhìn xem Huyết Thiên tốc độ, Diệp Thần Phong biết mình đến không kịp né tránh rồi, hắn lập tức tướng khí thế tăng lên tới cực hạn, trên cánh tay phải ba cái tờ máu lóe lên ánh sáng đến. Tuy nói thực lực của hắn chỉ có niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng hắn tốt xấu cũng khóa nhập tam chuyển niết bàn rồi. Diệp Thần Phong bên trong thân thể thật khí thế không ngừng tăng vọt, lại tăng vọt. Tại huyết thiên quả đấm oanh kích mà đến thời điểm, Diệp Thần Phong nắm tay phải cũng không chút do dự oanh đánh ra ngoài. Chỉ là chớp mắt thời gian, hai nắm đấm liền sờ đụng vào nhau. Huyết Thiên trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn một đám Diệp Minh cường giả đều lâm vào trong tuyệt vọng. Oanh, một tiếng. Diệp thần phong cùng huyết thiên đối oanh so với vừa vận tô nguyệt cùng huyết thiên so chiêu còn muốn mãnh liệt. Hai người bọn họ chỗ ở mặt đất trong nháy mắt chìm xuống. Diệp thần phong nắm tay phải thượng máu me đầm đìa, dưới chân hắn bước chân lui về phía sau ba bước. Mà huyết thiên quả đấm thượng cũng chảy tiên huyết, dưới chân bước chân lui về phía sau hai bước. Diệp Thần Phong vẫn là quá thấp đánh giá thực lực của mình, trước đó hắn và Lý Khiếu Văn đối chiến, hắn một mực khống chế sức mạnh của mình, cho nên hắn không có đem chính mình cực hạn sức mạnh phát huy ra, xem ra hắn bây giờ tam chuyển niết bàn cực hạn sức mạnh cũng không so với ma đế kém đi nơi nào. Ma đế huyết thiên nguyên bản cho là mình có thể thanh Diệp Thần Phong chỉnh cánh tay bắn cho nát tan, thậm chí còn có thể oanh thành thịt băm, nhưng kết quả Diệp Thần Phong tuy rằng bị hắn đẩy lui ba bước, hắn cũng bị diệp thần phong đẩy lui hai bước huyết thiên nhìn mình trên nắm tay chảy tiên huyết hắn lửa giận trong lòng là không ngừng bộc phát ra trên mặt hắn biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn rồi hắn điên cuồng quát dựa vào cái gì người dựa vào cái gì người chỉ là một cái chỉ là niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực tiểu tử người dựa vào cái gì đem ta cho đẩy lui huyết thiên bóng người lần thứ hai hướng về diệp thần phong lao đi cực hạn khí thế không ngừng từ bên trong thân thể của hắn tản mát ra. Huyết thiên là phát cuồng. Thân ảnh của hắn liên tục áp sát Diệp Thần Phong, hắn vẫn không có thi triển chiến kỹ, hàm chứa cực hạn sức mạnh nắm đấm, dường như hạt mưa bình thường hướng về Diệp Thần Phong oanh kích mà đi. chương 1800, tinh cửa mở ra bên trong. Huyết thiên, hắn có của mình kiêu ngạo, hắn chính là muốn không sử dụng chiến kỹ đem Diệp Thần Phong cho đánh bại vừa vặn lần thứ nhất cùng huyết thiên đối oanh, Diệp Thần Phong đã sử dụng cực hạn sức mạnh, nhưng là huyết thiên cũng không có sử xuất toàn lực oanh ra một quyền. Giờ khắc này đối mặt huyết thiên cực hạn nắm đấm, cho dù Diệp Thần Phong chính là tam chuyển Niết Bàn, nhưng thực lực của hắn cũng chung quy chỉ là Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh Phong mà thôi. Diệp Thần Phong song quyền cũng liền liền oanh ra. Trong không khí tràn đầy khí thế bàng bạc. Âm, 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 vang trầm âm thanh không ngừng rất nhanh diệp thần phong xong quyền toàn bộ trở nên máu me đầm đìa được rồi thậm chí có thể nhìn thấy hắn ra thịt dưới uy nghiêm đáng sợ xương rồi lấy diệp thần phong thực lực hôm nay huyết thiên không sử dụng cực hạn sức mạnh hắn cũng vẫn miễn cưỡng có thể cùng huyết thiên chiến đấu một trận chiến thế nhưng nếu như huyết thiên sứ xuất cực hạn sức mạnh diệp thần phong chống đỡ lên liền cực kỳ miễn cưỡng tô nguyệt cùng tô băng vân các loại diệp minh một chúng cường giả muốn muốn đi giúp diệp thần phong nhưng còn sống bốn đại ma tướng chặn lại rồi đường đi của bọn họ tô nguyệt mới vừa rồi bị huyết thiên đánh bay ra ngoài trong cơ thể nàng cũng bị nội thương chính lúc tô nguyệt đám người muốn cùng bốn đại ma tướng thời điểm chiến đấu oanh một tiếng trải qua mười mấy lần đối oanh sau đó diệp thần phong thân thể rốt cục được huyết thiên cho đánh bay ra ngoài từ diệp thần phong hai cánh tay bên trong phát ra răng rác răng rác tiếng vang xem ra cánh tay hắn bên trong xương là đoạn nứt ra. ngã xuống đất thượng diệp thần phong hắn hai cánh tay căn bản không nhấc lên nổi rồi vừa vặn huyết thiên căn bản không cho hắn thi triển chiến kỹ cơ hội nếu như thi triển chiến kỹ như vậy hắn hay là vẫn có thể cùng huyết thiên đọ sức thượng một phen huyết thiên cũng không có vì vậy thả diệp thần phong tại diệp thần phong thân thể ngã xuống đất thượng thời điểm huyết thiên thân ảnh theo sát xuất hiện. Bên trong thân thể của hắn thật khí thế áp bức Diệp Thần Phong, tay phải giữ ở Diệp Thần Phong cái cổ, trực tiếp đem Diệp Thần Phong cả người cho nâng lên. Huyết thiên khóe miệng hung tàn cười nói, tiểu tử, chiến lực của ngươi đích xác rất mạnh, nếu như trước người nguyện ý trung thành với ta. Như vậy người thành tiểu tương lai hay là tại trên ta, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Huyết thiên tướng khí thế khóa lại Diệp Thần Phong, Khiến cho Diệp Thần Phong tạm thời không cách nào nhúc nhích. Huyết Thiên tay phải thủ sẵn Diệp Thần Phong cổ, trên tay trái được linh khí cho bao trùm rồi, trực tiếp mãnh liệt hướng về Diệp Thần Phong cái bụng đâm tới. Xì xì, một tiếng. Huyết Thiên tay trái trực tiếp đâm vào Diệp Thần Phong trong bụng. Diệp Thần Phong khóe miệng tiên huyết không ngừng tràn ra tới, nhưng được Huyết Thiên thật khí thế cho khóa lại, hai cánh tay lại toàn bộ gãy vỡ, hắn căn bản không có sức phản kháng rồi cảm thụ trên bụng đau đớn kịch liệt hắn đã thật lâu không có như thế bị người hành hạ quá rồi huyết thiên đem tay trái của chính mình từ diệp thần phong trên bụng rút ra diệp thần phong trên bụng lập tức xuất hiện một cái lỗ máu máu tươi từ lỗ máu bên trong không ngừng nhô ra huyết thiên liếm liếm dính đầy tiên huyết bàn tay trái sát theo đó lại là xì xì một tiếng tay trái của hắn lần thứ hai mà đâm vào diệp thần phong trong bụng Diệp thần phong tuy rằng được huyết thiên thật khí thế cho khóa lại rồi, cũng may hắn vẫn có thể khống chế trong cơ thể thần huyết, hắn khiến thần huyết tập trung lại, không theo lỗ máu giữa dòng chảy mà ra. Lấy diệp thần phong thực lực hôm nay, trong cơ thể hắn thần huyết so với trước kia lại nồng nặc rất nhiều, hắn đã có thể liên tục thi triển 9 lần bất tử kim thân. Hắn hiện tại nhất định muốn chờ đợi thời cơ, chờ đợi một cái phản công thời cơ. Tô Nguyệt đám người nhìn thấy ma đế huyết thiên hành vi sau. Tô Nguyệt lập tức quát lên, huyết thiên, người dừng tay cho ta, người lập tức dừng tay cho ta. Huyết thiên tay trái lại từ diệp thần phong trong bụng rút ra, hắn liếc nhìn Tô Nguyệt, nói ra các ngươi còn chuẩn bị kéo dài hơi tàn sao. Các ngươi dựa vào tiểu tử này không có chiêu sau, các người nghĩ đến đám các ngươi có thể giết chết ta sao. Được huyết thiên như thế nhấc lên. Tô Nguyệt cùng Tô băng vân đám người trong con người tuyệt vọng là càng thêm rõ ràng. Mà đúng lúc này, si 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 si, thanh âm liên tục tại Diệp Thần Phong trên người vang lên. Chỉ thấy Huyết Thiên Tay trái nhanh chóng mà đâm vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Diệp Thần Phong trên người lỗ máu phải không đoạn tăng nhanh. Ngũ Tạng Lục Phủ của hắn toàn bộ bị phá hỏng rồi, thậm chí là trái tim cũng đang chậm rãi vỡ vụn. Huyết Thiên Tay phải vung một cái hắn trực tiếp đem diệp thần phong cho vung bay ra ngoài theo huyết thiên diệp thần phong ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị hắn phá hủy diệp thần phong bây giờ chỉ có là chờ chết được rồi hắn thích nhìn diệp thần phong tiên huyết từng điểm từng điểm chảy khô mà chết tại diệp thần phong được vẩy đi ra thời điểm hai tấm tương tự giấy bằng da dê đồ vật từ diệp thần phong trong lồng ngực rơi mất đi ra huyết thiên lập tức đem cái này hai tấm tương tự giấy bằng da dê đồ vật thu đi qua hắn lại từ trong ngực của mình lấy ra hai tấm không sai biệt lắm, từ Diệp Thần Phong trong lồng ngực rơi ra ngoài chính là mở ra cổng sao chìa khóa. Bây giờ bốn cái tinh chìa khóa cửa toàn bộ trong tay huyết thiên rồi, huyết thiên cười lạnh nói, ta liền biết, trên đất huyền giới chỉ có ta có thể mở ra cổng sao. Huyết thiên ánh mắt nhìn về phía tô nguyệt đám người, hắn đã hoàn toàn không để ý đến thoi thóp một hơi diệp thần phong rồi, trên mặt hắn hiện lên nụ cười cao ngạo. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người trầm mặc không nói, bọn hắn biết mình là thua, dựa vào bọn hắn là không thể nào chiến thắng ma đế huyết ngày. Nhưng mà, thân thể ngược lại sau lưng huyết thiên cách đó không xa diệp thần phong, tại huyết thiên ánh mắt từ trên người hắn rời đi thời điểm, trong cơ thể hắn thần huyết huyết liền bắt đầu vận chuyển. Bất tử kim thân, chỉ cần có một hơi tại liền có thể hoàn toàn khôi phục thân thương thế bên trong cơ thể. Diệp Thần Phong điều động bên trong thân thể thần huyết. Trong gân mạch thuộc về thần huyết quyết một cái linh khí dòng sông tấn mãnh vận chuyển, một đạo hào quang màu vàng trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Thần Phong, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt cũng hiện ra kim quang, vết thương trên người cùng ngũ tạng lục phủ tổn thương, tại cực kỳ nhanh chóng khép lại. Này bất tử kim thân khôi phục thương thế tốc độ chỉ dùng 2 giây đến khoảng 3 giây. Có ở đây không chết kim thân thi triển ra thời điểm, Diệp Thần Phong đã sắp nhanh từ trên mặt đất đứng dậy, hắn rút ra sau lưng Thanh Vân Kiếm, bên trong thân thể thập dai bất khuất kiếm ý vận chuyển, Thanh Vân Kiếm rút kiếm ý tràn ngập. Thanh Vân Kiếm vung ra, thập dai bất khuất kiếm ý. Một đạo cửa đại màu nâu kiếm khí bỗng dưng ngưng tụ mà thành, bởi ma đế là đưa lưng về phía Diệp Thần Phong, hắn không có ngay đầu tiên phản ứng lại, mà những kia đang đối mặt Diệp Thần Phong bốn đại ma tướng cùng Tô Nguyệt đám người, Bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong như kỳ tích phục sinh, sau đó bọn hắn trong con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi. Huyết trời đang nhìn bốn đại ma tướng đám người phản ứng, sau đó hắn mới cảm giác được không đúng, hắn lập tức xoay người lại. Nhưng, Diệp Thần Phong cũng sớm đã đem thập giai bất khuất kiếm ý thi triển ra. To lớn mà lại nhanh chóng màu nâu kiếm khí đột nhiên tới gần Huyết Thiên. Bởi Huyết Thiên không có làm tốt phòng bị, lại tăng thêm thu được tinh chìa khóa cửa vui sướng, thân thể hắn thượng phòng ngự tạm thời giảm bớt. Mắt thấy to lớn màu nâu kiếm khí phải đem Huyết Thiên cho bổ làm hai rồi. Huyết Thiên thân thể hướng về bên cạnh đột nhiên một bên. Bạch, một tiếng. To lớn màu nâu kiếm khí lướt qua Huyết Thiên cánh tay trái, hắn toàn bộ cánh tay trái được bổ xuống. Huyết Thiên cái kia được chặt bỏ cánh tay trái quang bay về phía giữa không trung nguyên bản nắm tại tay trái bên trong bốn cái tinh chìa khóa cửa, cũng tung bay ở giữa không trung bên trong. Tại bốn cái tinh chìa khóa cửa tung bay ở giữa không trung thời điểm. Một mực trôi nổi ở trên bầu trời cổng sao, đột nhiên tản ra hào quang nhàn nhạt, bốn cái tinh chìa khóa cửa nhanh chóng hướng về cổng sao bạo. Bắn đi, chúng nó giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường. Cuối cùng bốn cái tinh chìa khóa cửa hoàn chỉnh kề sát ở cổng sao bốn cái rãnh bên trong tại bốn cái tinh chìa khóa cửa kề sát ở cổng sao rãnh về sau, cổng sao thượng ánh sáng nhất thời tăng vọt, tia sáng chói mắt tràn ngập toàn bộ địa huyền giới. Toàn bộ huyền giới mặt đất kịch liệt rung động chuyển động, từ bầu trời bên trong nảy xanh nhất cổ dọa người thật khí thế. Luồng khí thế này đột nhiên hướng về phía dưới áp bức, làm cho địa huyền giới tất cả mọi người đều có một loại muốn yếu quỳ xuống lại kích động. Địa huyền giới rất nhiều núi đồi tại trong khoảnh khắc sụp đổ, mà rất bao lớn trong biển nước biển cũng bốc lên không ngớt. Đợi đến giữa bầu trời cổng sao tản mát ra ánh sáng chậm rãi tản đi thời điểm. Toàn bộ huyền giới lại từ từ khôi phục yên tĩnh. Mặt đất đình chỉ rung động. Núi đồi đình chỉ đổ nát. Nước biển đình chỉ bốc lên. Két, một tiếng. Từ trên bầu trời truyền đến một tiếng vang lanh lành. Nguyên bản khắc vào cổng sao thượng những kia lờ mở bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao, giờ khác này cũng toàn bộ trong nháy mắt được đốt sáng lên, nhìn qua cực kỳ rực rỡ mê người. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 90